Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1371, một ngửa bài cho ra thế cục ổn định. Cũng chỉ là 2 phút trầm ngâm, Diêu Trung Tắc chuẩn bị lên tiếng thì mở miệng nói, Bí thư Diêu, tối nay tôi đi dùng một bữa cơm, cảm thấy có chút đau đớn. Trử Vận Phong chợt nói đến chuyện dùng cơm, điều này làm cho Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác xấu, nhưng hắn ngoài việc nghe thì không còn lựa chọn nào khác. Hôm nay Bí thư Diệp làm chủ, hai người chúng tôi đi đến xem như nhiệt liệt hưởng ứng món cay, hương vị khá tốt, nhưng trong lòng lại không có mấy hương vị. Bí thư Diệp nói đến các vấn đề hiện tại, hai người chúng tôi có thái độ kiên quyết với những thứ bộc lộ ra vào lúc này, đó là chỉ cần có hành vi phạm pháp, nhất định phải điều tra đến cùng, không được nuông chiều. Trử Vận Phong nói đến đây thì móc 2 điếu thuốc ra đưa cho Diêu Trung Tắc 1 điếu, tự mình cầm 1 điếu, cũng không châm lửa mà nói tiếp. Những vụ án này cũng không có gì là lớn, nhưng vài ngày trước có kết quả khảo hạch cán bộ trong tỉnh, Bí thư Diệp nói trưởng phòng Vương đã tự đến chủ động nhận sai lầm. Anh ấy nói sở dĩ xuất hiện tình huống hiện tại khó thể nào thoát khỏi trách nhiệm bản thân. Tôi cảm thấy điều này có vẻ trách móc nặng nề, vì trưởng phòng Vương cũng không phải là thần tiên, thế cho nên có chút cạm bẫy khi công tác cũng rất bình thường. Trử Vận Phong nói làm cho Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác không tốt. Vương Tử Quân thừa nhận sai lầm, sao lại làm cho hắn sinh ra nhiều ý nghĩ sâu xa như vậy? Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, chợt nghe Trử Vận Phong nói tiếp, Bí thư Diệp cũng đồng ý quan điểm của tôi, anh ấy cho rằng sở dĩ xuất hiện sai lầm này cũng là vì các vị trưởng phòng tổ chức các nơi quá lo lắng với công tác của mình. Mà tình hình trong nước là như vậy, thay đổi không dễ dàng chút nào. Vì muốn tiến thêm một bước trong công tác này, cũng xem như bổ sung những điểm thiếu hụt. Bí thư Diệp đề nghị thay đổi vị trí các trưởng phòng tổ chức các thành phố trong tỉnh. Cái gì mà là ý kiến của Bí thư Diệp? Rõ ràng là ý kiến của Vương Tử Quân, chẳng qua được nói thông qua miệng của Bí thư Diệp mà thôi. Nếu không thì Vương Tử Quân sao lại tìm đến nhận sai lầm với Bí thư Diệp? Điều này rõ ràng là điều kiện của Vương Tử Quân với đám trưởng phòng tổ chức bên dưới, sau đó đám trưởng phòng tổ chức sẽ mất đi căn cơ khi đến công tác ở nơi khác. Tất nhiên khi công tác sẽ phải chú trọng liên hệ với phòng tổ chức tỉnh ủy. Mặc dù Trử Vận Phong không nói tiếp, thế nhưng Diêu Trung Tắc đã ý thức được thái độ của lãnh đạo là thế nào. Nếu Trử Vận Phong đã tỏ thái độ như vậy, hắn nói gì cũng không còn tác dụng gì nữa. Bí thư Diêu, vừa nấu xong món canh hạt sen ngân nhĩ, mời anh uống 1 chén. Chị Lý nhiệt tình nâng 2 bát canh hạt sen đến nói. Diêu Trung Tắc kinh hoàng nhận lấy chén canh. Cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Chị Lý rõ ràng bỏ ra nhiều thời gian với món canh này, bên trong có hoa bách hợp và táo đỏ, Diêu Trung Tắc uống vào miệng mà cảm thấy vị giác rất tốt, khá ngọt ngào, nhưng trong lòng hắn như chết lặng, có thể nói là rất đắng. Bí thư Diêu, tôi muốn mời ngài dùng cơm. Không biết vì sao câu nói của Vương Tử Quân khi hai bên gặp mặt nhau lại vang lên trong lòng hắn, hắn nghĩ như vậy mà thiếu chút nữa đánh rơi chén canh xuống đất. Trưởng phòng Tử Quân, anh cũng không phúc hậu, sự việc gì cũng ném cho tôi chùi đít, chính mình đứng lên cạnh làm người tốt. Tôi nói cho anh biết, anh nếu không trấn an tâm linh tổn thương của tôi, chú ý tôi báo với em đâu. Hoắc Quang Lĩnh đi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn mở miệng dùng giọng trêu ghẹo nói. Vương Tử Quân căn bản khinh thường ứng phó với những lời của Hoắc Quang Lĩnh, bí thư Hoắc, anh nếu cảm thấy bận rộn thì hai người chúng ta đổi vị trí cho nhau, thế nào? Tôi cũng muốn được lãnh đạo khen thưởng là quyết đoán công tác, nắm bắt tốt các vấn đề. Vương Tử Quân nói làm cho Hoắc Quang Lĩnh cười lên ha hả, nói thật thì lúc này hắn thật sự có chút hâm mộ Vương Tử Quân, nhưng hắn căn bản không thể nào đổi vị trí với Vương Tử Quân. Căn cứ vào những tin tức gần đây, Hoắc Quang Lĩnh là người dẫn theo người ủy ban kỷ luật liên tục cho vài vụ án lớn ra ánh sáng, căn bản là hình tượng nghiêm khắc đả kích những người làm loạn pháp luật kỷ cương. Kết quả như vậy là rất tốt, Hoắc Quang Lĩnh và cả ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo thượng cấp, thế cho nên lãnh đạo trung ương chủ khảo khối kỷ luật căn bản tự mình phê chỉ thị trọng điểm khen ngợi công tác của tỉnh Nam Giang. Hoắc Quang Lĩnh là người đứng trên vị trí bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, tất nhiên là người cực kỳ có danh tiếng trong vụ này, hắn nào tình nguyện đổi vị trí cho trưởng phòng Vương. Hơn nữa dù vị trí của Vương Tử Quân có tốt hơn nhưng quá rối. Hoắc Quang Lĩnh cũng không muốn dây vào. Mặc dù Vương Tử Quân lúc này nhìn qua cực kỳ có cảnh tượng, không những mở ra cục diện cải cách nhân sự, còn thông qua phương án điều chỉnh xen kẽ các vị trưởng phòng tổ chức thị ủy,
làm cho địa vị của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy càng thêm mạnh mẽ. Lúc này có người thầm đánh giá, Vương Tử Quân đang thành lập phe phái của mình trong hệ thống tổ chức ở Nam Giang. Những câu nói này căn bản được phát ra từ những kẻ có tâm tư châm chọc, nhưng Hoắc Quang Lĩnh cảm thấy sự kiện điều động xen kẻ các trưởng phòng tổ chức thị ủy, nhìn qua giống như chỉnh hợp và tăng cường lực khống chế, thế nhưng có tốt không thì còn phải nhìn vào tình huống phát triển sau này, còn phải xem Vương Tử Quân công tác thế nào. Tuy Hoắc Quang Lĩnh hâm mộ với kết quả này nhưng lại không tình nguyện tiếp nhận. Những ngày qua Vương Tử Quân căn bản đã trải qua rất nhiều gian khổ, mặc dù không nói là cực kỳ khổ sở, thế nhưng ít nhất cũng có dư vị không tốt trong lòng. Tử Quân, anh cũng đừng so đo điều này, anh em ta cũng đừng nói đến những chuyện đau buồn, tôi còn có vài công tác ở phía bên kia, thế nên phải đi trước một chút. Vương Tử Quân nhìn Hoắc Quang Lĩnh nhanh chóng bỏ đi mà không khỏi lắc đầu, hắn cất bước đi về phía văn phòng của phòng tổ chức. Khi hắn đi đến dưới lầu của văn phòng phòng tổ chức, chuông điện thoại chợt vang lên. Cũng không có nhiều người biết về số điện thoại này của Vương Tử Quân, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Đậu Minh Đường. Tuy Đậu Minh Đường cũng không giúp đỡ Vương Tử Quân ở phương diện khảo hạch cán bộ giữa năm, thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà phân biệt hai bên mỗi người một ngả, x. Vương Tử Quân vẫn tiếp nhận điện thoại rồi tươi cười nói, Bí thư Minh Đường. Lúc này anh gọi điện thoại cho tôi, có phải là có chuyện gì cần phân phó không? Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, ngài nói như vậy rõ ràng là ép tôi rồi, ngài là lãnh đạo của tôi đấy. Đậu Minh Đường cười rất phóng khoáng và khá lớn, thật sự có thể phát tán ra khắp chung quanh. Người ngoài nghe thấy tiếng cười của Đậu Minh Đường, chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ rằng giữa Đậu Minh Đường và Vương Tử Quân từng có bầu không khí bất hòa trước đó. Chương 1371-2, ngửa bài cho ra thế cục ổn định. Đậu Minh Đường tỏ ra khiêm tốn càng làm cho Vương Tử Quân thêm thân mật, hắn cũng không vì chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai bên mà bỏ qua mối quan hệ tốt trước đó, như vậy rõ ràng là ánh mắt quá nhỏ nhặt. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng hiểu, bây giờ mình cũng không nên giống như trước, cần phải có khoảng cách trong quan hệ với Đậu Minh Đường. Nhưng những thứ này chỉ có thể nghĩ trong lòng. Ngoài mặt hai bên vẫn tỏ ra vui vẻ và cực kỳ thân cận. Bí thư Minh Đường, anh nếu cứ nói đùa như vậy, có phải là không được hiền hậu hay không? Có chuyện gì anh cứ phân phó, chỉ cần tôi làm được thì sẽ không cho anh thất vọng. Ha ha ha, cũng không có chuyện gì lớn, nhưng đã nhiều ngày hai bên không tâm sự với nhau, nghe nói gần đây ở đường Đông Viễn có mở một quán trà ngon, chúng ta đi nếm thử một chút được không? Đậu Minh Đường mời Vương Tử Quân dùng trà. Điều này căn bản muốn tu bổ quan hệ giữa hai bên. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không từ chối những lời mời như vậy. Hắn nói vào trong điện thoại, Bí thư Đậu, ngài cứ nói rõ thời gian, tôi sẽ nhanh chóng đi đến. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, hắn chưa uống xong ly trà thì Du Giang Vĩ đi đến nói, Bí thư Vương, trưởng phòng tổ chức Lật Hiển Tinh của thành phố Ô Phổ đang chờ bên ngoài, anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài. Là Lật Hiển Tinh của thành phố Ô Phổ. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên tình huống của thành phố Ô Phổ, Lật Hiển Tinh là người đứng về phía đối lập với mình trong sự kiện khảo hạch cán bộ giữa năm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, cho anh ấy vào. Lật Hiển Tinh đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn dùng ánh mắt chột dạ nhìn trưởng phòng Vương, sau đó khẽ nói, trưởng phòng Vương, tôi đến báo cáo tình huống khảo hạch cán bộ giữa năm và cải cách nhân sự của thành phố Ô Phổ. Vương Tử Quân nhìn Lật Hiển Tinh rồi cười nói, trưởng phòng Lật, anh báo cáo công tác rõ ràng không có thành ý, anh có phải muốn nói vài câu rồi bỏ chạy hay không? Nếu như không phải thì sao còn chưa ngồi xuống? Phải nói là Lật Hiển Tinh cực kỳ hoảng sợ với câu nói đầu của Vương Tử Quân, vì trưởng phòng Vương này được nhiều người nói có ánh mắt sắc bén, thủ đoạn đanh đá chua ngoa, hiểu rõ tâm lý mọi người, bây giờ mình còn chưa mở miệng đã bị nhìn thấu rồi sao? Xem ra ấn tượng xấu một khi thành hình thì phiền toái kéo đến là rất lớn. Nhưng khi Vương Tử Quân nói ra một câu vui đùa mời hắn ngồi xuống, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh của mình mới bay đi vài phần. Lúc này hắn đến cũng là quyết tâm sau khi do dự rất lâu, tuy bây giờ hắn còn là trưởng phòng tổ chức Ô Phổ, thế nhưng sau đó sẽ có điều chỉnh, hắn còn chưa biết mình đến thành phố nào. Lật Hiển Tinh cảm thấy cực kỳ bất an, những ngày qua hắn không thể ngủ ngon. Chuyện này luôn đặt nặng trong lòng. Trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì hắn đã nhiều lần tìm gặp Mạnh Chí Đạo, nhưng Mạnh Chí Đạo tỏ ra cực kỳ khách khí,
lại không cho ra một câu trả lời rõ ràng. Tuy lời nói của Mạnh Chí Đạo không phải lạnh nhạt khó chịu, thế nhưng Lật Hiển Tinh hiểu dù Mạnh Chí Đạo nói gì với mình, thái độ cũng không quá nhiệt tình, luôn khách khí ôn hòa. Sau khi ý thức được điều này thì Lật Hiển Tinh thậm chí còn sinh ra cảm giác tan vỡ. Mạnh Chí Đạo đối đãi với mình như vậy, Lật Hiển Tinh cũng không quá bất ngờ. Dù sao sự kiện này hắn không tỏ thái độ chính đáng, bây giờ muốn đứng vững cũng không dễ dàng. Vì con đường của Mạnh Chí Đạo đi không thông, thế nên hắn đành phải ném hy vọng sang Vương Tử Quân. Hắn hy vọng trưởng phòng đại nhân không chú trọng đến một vài thủ đoạn tiểu nhân, sẽ tha cho mình một đường. Chỉ cần Vương Tử Quân có thể hiểu, như vậy nguy cơ của hắn sẽ tan, sau này hắn sẽ cố gắng giải trừ di chứng, có thể đền bù sau. Lật Hiển Tinh trò chuyện với Vương Tử Quân và cảm thấy may mắn, cảm thấy mình xem như đến đúng chỗ. Mặc dù trò chuyện với Vương Tử Quân và sinh ra áp lực rất lớn, thế nhưng trưởng phòng Vương luôn nở nụ cười lắng nghe, căn bản còn cho ra những lời trao đổi thẳng thắn với vài vấn đề trong công tác của hắn, thật sự làm cho người ta cảm thấy có chút thoải mái. Trưởng phòng Vương, trước kia tôi công tác với ánh mắt quá thiển cận, không đủ nhận thức, tồn tại không ít sơ hở. Tôi cũng đã ý thức được căn bệnh của mình, sau này tôi đảm bảo sẽ chú trọng sửa sai, sẽ không để xuất hiện vấn đề như trước. Lật Hiển Tinh có chút do dự, cuối cùng mới nói ra những lời trong miệng. Vương Tử Quân đối mặt với tình huống Lật Hiển Tinh thành khẩn nhận sai lầm, hắn đi ra khỏi bàn làm việc, sau đó đến vỗ vỗ vai Lật Hiển Tinh, công tác xuất hiện sai lầm là chuyện khó thể tránh khỏi, xuất hiện sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là những người khăng khăng một mực. Trưởng phòng Hiển Tinh căn bản có dũng khí tự truy cứu trách nhiệm, tôi tin tưởng sau này nhất định sẽ không phạm vào sai lầm tương tự. Lật Hiển Tinh cực kỳ cảm động rời đi, Vương Tử Quân tiễn chân hắn ra tận cửa. Dù Giang Vĩ luôn chú ý đến động tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau khi Lật Hiển Tinh rời đi, hắn cùng đi theo Vương Tử Quân vào phòng. Dù Giang Vĩ vừa thu dọn trà nước vừa dùng giọng giải thích nói, trưởng phòng, sau khi ngài đi họp thì trưởng phòng Lật luôn đứng trong phòng của tôi, làm cho tôi không có biện pháp nào khác được. Vương Tử Quân cười cười với Du Giang Vĩ, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, vậy thì cậu nên chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày tới phòng của cậu sẽ có rất nhiều người. Du Giang Vĩ có chú sững sốt, sau đó định hỏi thêm, thế nhưng lại ngậm miệng lại. Vì hắn là thư ký, thế cho nên cần phải nhìn nhiều nghĩ nhiều, còn phương diện đặt câu hỏi. Hắn nên thu lại lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao thì hiếu kỳ cũng có thể hại chết người. Nói từ phương diện tâm lý thì Vương Tử Quân không tán thưởng trò thuận gió bẻ măng của Lật Hiển Tinh, thế nhưng nhìn vào thế cục bây giờ, hắn cần phải dùng loại người này. Tuy bây giờ hắn đã lấy được thế chủ động trong khảo hạch giữa năm, thế nhưng nếu muốn bảo trì hệ thống tổ chức ở Nam Giang phải theo ý chỉ của mình thì căn bản là có khó khăn không nhỏ. Nhóm người Lật Hiển Tinh bị đổi chỗ, thế nhưng người thì không đổi, đại đa số mọi người đều thấy rõ, thế nhưng khi mà mọi người đang đứng ngoài nhìn thì Lật Hiển Tinh chủ động dựa vào Vương Tử Quân. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng không đá văng người chủ động dựa vào mình ra ngoài. Dù là bỏ ngàn vàng mua xương ngựa thì Vương Tử Quân cũng phải dùng Lật Hiển Tinh, nếu không thì phải thay đổi tất cả trưởng phòng tổ chức các thành phố một lượt, mà chuyện này căn bản là khó thể làm được. Trưởng phòng Vương, đây chính là phương án lựa chọn và điều động sinh viên vào làm nhân viên nhà nước, mong ngài xem xét một chút. Triệu Kỳ Tường gõ cửa đi vào, hắn đem một phần phương án đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Chương 1372, hừ, cuối cùng đều là người thông minh. Vương Tử Quân căn bản hiểu rất rõ nội dung của phương án này, dù sao thì phương án cũng được xây dựng dựa theo ý chỉ của mình. Hắn cầm phương án nhìn qua. Sau đó nhìn Triệu Kỳ Tường nói, trưởng phòng Kỳ Tường, lần này tuyển chọn sinh viên làm nhân viên nhà nước, đây chính là lần đầu tiên tỉnh Nam Giang chúng ta tiến hành sự kiện này. Vì đảm bảo hạng mục công tác này được triển khai mở rộng tốt, chúng ta nhất định phải kiên trì công khai, công bình và công chính. Muốn đảm bảo công khai công chính một cách tốt nhất, như vậy ngoài phương diện nghiêm khắc tọa chấn, còn có thể chọn ra vài biện pháp, ví dụ như thi trên đất khách. Tất nhiên điều này sẽ liên quan đến phương diện nhân vật lực, nhưng ý kiến của tôi thì thi viết được tiến hành ở bản địa, còn phỏng vấn thì nhất định phải thực hiện trên đất khách. Triệu Kỳ Tường nhìn Vương Tử Quân phủ quyết một phần phương án mà khóe môi có hơi co giật, cuối cùng đành phải nuốt ý kiến của mình xuống. Triệu Kỳ Tường sở dĩ bỏ qua bộ phận này,
vì chủ yếu cảm thấy nên làm giảm bớt thành phẩm khi tổ chức thi tuyển. Dù sao thì phỏng vấn trên đất khách cũng làm cho thành phẩm khi tìm được một cán bộ nhà nước là khá cao, nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản là càng lúc càng cường thế, hắn cảm thấy ngoài việc chấp hành thì căn bản không có gì để phản bác. Trong công tác khảo hạch cuối năm thì hắn là người đứng đầu tổ giám sát đi đến thành phố Lộc Hồ, nhưng kết quả ở thành phố Lộc Hồ lại làm Triệu Kỳ Tường không chút thoải mái. Tuy cũng không có người đề xuất nghi vấn với công tác của hắn, thế nhưng những lời nghị luận sau lưng vẫn rơi vào tai hắn, có người nói hắn đang cố ý châm trước bỏ qua cho Lộc Hồ. Với tính cách của Triệu Kỳ Tường, nếu như không có chuyện như vậy, tất nhiên sẽ là cây đứng thẳng không sợ bóng lệch. Nhưng đáng tiếc là chính hắn thật sự có vài thứ không nói rõ ở sự kiện này, tuy Vương Tử Quân giống như không phát hiện ra, thế nhưng dù sao thì cán dao cũng nằm trong tay người khác, thế cho nên khoảng thời gian này an phận hơn rất nhiều. Trưởng phòng Vương, tôi sẽ để cho văn phòng sửa chữa lại một chút. Triệu Kỳ Tường thu văn kiện lại rồi khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản gật đầu với Triệu Kỳ Tường, hắn nhìn Triệu Kỳ Tường rời đi mà không khỏi thở dài một hơi. Triệu Kỳ Tường có chút hành vi mờ ám, sao có thể gạt được ánh mắt của hắn. Nhưng hắn cũng không muốn quá so đo với đối phương, vì nước trong không có cá, người theo sát bên cạnh sẽ không có tương lai, hắn cũng không phải hạng người chú ý tính toán chi li. Tất nhiên đây cũng xem như là một cơ hội, nếu như Triệu Kỳ Tường sau này vẫn tiếp tục không thay đổi hối cải, như vậy Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không nhân nhượng, sẽ cho đối phương rời khỏi phòng tổ chức tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân đưa Du Giang Vĩ vào trong quán trà, lúc này trưởng phòng tổ chức Lưu Giang Đào của thành phố Đông Hồng sắp bị điều động đến nhận công tác tương tự ở thành phố Ngân Bằng đang đợi trên bậc cầu thang, khi thấy xe của Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Tuy vẻ mặt của Lưu Giang Đào là khá bình tĩnh ung dung, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn những vết mồ hôi trên áo sơ mi trắng của Lưu Giang Đào, hắn thầm nghĩ có lẽ Lưu Giang Đào bây giờ đang cực kỳ sốt ruột. Trước khi đến thì Vương Tử Quân đã nói với Đậu Minh Đường là nên đến một mình, thế nhưng bây giờ thấy Lưu Giang Đào đứng bên ngoài với ánh mắt trông mong, thế là hắn nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Đậu Minh Đường cũng là một người rõ ràng mạch lạc, bánh ít đi bánh quy lại, nếu đối phương đã sắp xếp diễn như vậy thì Vương Tử Quân cũng không nên níu giữ không tha, nếu không thì mình biểu hiện quá hẹp hòi, ánh mắt thế cục quá hẹp. Vì vậy khi thấy Lưu Giang Đào tiến lên chào đón thì Vương Tử Quân nhiệt tình vươn tay nói, trưởng phòng Giang Đào, làm phiền anh phải chờ chỗ này rồi. Lưu Giang Đào nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng thật sự có hàng ngàn hương vị khác thường. Trước đó vài ngày hắn khờ dại cho rằng vị thủ trưởng nhỏ tuổi này không làm gì được mình, không ngờ đến bây giờ đã thay đổi quá lớn, vì chuyện này mà lãnh đạo của mình là Đậu Minh Đường phải tự mình đi đến đây với mình. Lưu Giang Đào không phải là một người chỉ biết tức giận, hắn biết rõ mình trong chốn quan trường thì không thích hợp có cá tính quá căng cứng, khi cần cúi đầu thì phải cúi đầu, anh phải biết vâng lời, biết cúi người, nếu không thì xem như kết thúc đường làm quan. Lần này Lưu Giang Đào đi đến thành phố Ngân Bằng, hắn biến thành một kẻ cô đơn nơi đất khách, gần đây quan hệ giữa thành phố Đông Hồng và Ngân Bằng là cực kỳ căng thẳng, thế cho nên đãi ngộ của hắn ở thành phố Ngân Bằng chắc chắn kém xa Đông Hồng. Tuy Đậu Minh Đường vẫn sẽ giúp đỡ hắn, thế nhưng dù sao thì nơi kia cũng xa rời tầm tay của Đậu Minh Đường. Tuy Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng phạm vi công tác chủ yếu là thành phố Đông Hồng, mà vị lãnh đạo thành phố Ngân Bằng kia cũng không thèm nể mặt Đậu Minh Đường. Nếu như Lưu Giang Đào không muốn bị cho ra rìa ở thành phố Ngân Bằng, hắn cần phải tìm một người khác có lực lượng để chèo chống cho mình. Người thích hợp chèo chống nhất vào lúc này căn bản không nghi ngờ chính là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đang cực kỳ có quyền uy trong tỉnh ủy. Nhưng Lưu Giang Đào cũng hiểu độ nặng của mình, hắn đi báo cáo với Vương Tử Quân thì chỉ sợ sẽ bị mất mặt, nhưng không báo cáo công tác thì căn bản không còn phương pháp nào tiếp xúc với Vương Tử Quân. Khi Lưu Giang Đào đang bàng hoàng bất lực thì Đậu Minh Đường vung tay kéo. Tuy biết rõ Vương Tử Quân bây giờ mới đến nhưng Đậu Minh Đường lại để hắn chờ bên ngoài từ nửa giờ trước, nhưng hắn không oán hận, ngược lại còn cảm thấy mang ơn lãnh đạo của mình. Hắn ý thức được bây giờ mình tiếp nhận trừng phạt nhỏ này, sau này sẽ càng dễ dàng vượt qua kiểm tra. Lưu Giang Đào nhiệt tình bắt tay Vương Tử Quân, sau đó không khỏi dùng giọng cung kính nói, trưởng phòng Vương, bí thư Đậu đang pha trà ngon ở bên trên, đang mong muốn được chia sẻ với ngài. Thành phố Vân Mạc ở phía Tây Nam, kinh tế không quá phát đạt nhưng bốn mùa như mùa xuân làm cho thành phố này phát triển du lịch rất náo nhiệt.
Vương Tử Quân từ trên máy bay đi xuống, hắn cảm nhận được bầu không khí ấm áp và thanh tân, căn bản tốt hơn rất nhiều so với thành phố Đông Hồng. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Vân Mặc là vì có lời mời, hắn cũng không phải đến tham gia họp, chủ yếu là vì mừng thọ Hách Lão Gia Tử. Hách Lão Gia Tử năm xưa là chiến hữu của Vương Lão Gia Tử, nhưng hai người bị phân công đến hai địa phương khác nhau, lúc này thế hệ sau của Hách Lão Gia Tử đang liên tục điêu linh, căn bản cũng không có được vài người trong quan trường. Nói đến chuyện mừng thọ, căn bản Vương Quang Vinh đến mới xem như là có thành ý nhất, nhưng Vương Quang Vinh đang gánh chịu công tác làm đại thư ký cho Lâm Trạch Viễn, thế nên căn bản là không có thời gian, lúc này đang cùng Lâm Trạch Viễn đi sang châu Âu. Chỉ ở chỗ này, trong điện thoại truyền đến một giọng nói trong trẻo, âm thanh có mang theo vài phần kích động khi mà lâu ngày mới được gặp lại. Vương Tử Quân nhận điện thoại rồi nhìn chung quanh theo bản năng, chợt thấy Trương Lộ Giai mặc váy dài màu trắng đang đứng cách đó không xa, đang vui mừng vẫy tay với mình. Từ sau khi rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai căn bản ít được gặp mặt nhau, mặc dù phương diện tình cảm cũng không vì khoảng cách mà bất hòa, thế nhưng gặp lại cũng không quá thân mật khăng khít như trước. Lần này Vương Tử Quân đến tham dự lễ mừng thọ Hách Lão Gia Tử sớm hơn một ngày cũng là vì lời đề nghị của Trương Lộ Giai. Mặc dù bản thân Trương Lộ Giai chưa từng nói với hắn điều gì khác, thế nhưng hắn vẫn từ con đường của mình mà biết được vài năm qua nàng luôn không vui vì chuyện hôn nhân của mình. Chỉ cần có người nói giới thiệu đối tượng cho nàng, nàng sẽ nhanh chóng giữ im lặng và tránh đi rất xa. Mặc dù Trương Lộ Giai không muốn kết hôn với nguyên nhân là gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ, nhưng căn cứ vào tuổi tác thì Trương Lộ Giai lớn hơn hắn, càng như vậy thì Trương Lộ Giai giống như không thể chờ đợi thêm được. Vương Tử Quân tràn đầy cảm giác áy náy với một người luôn đứng sau lưng như người chị, hơn nữa còn cực kỳ yêu thương mình như Trương Lộ Giai. Hắn nhanh chóng tiến lên, đi đến bên cạnh Trương Lộ Giai rồi cười nói, chị đến từ khi nào vậy? Vừa đến chưa được bao lâu, Trương Lộ Giai nói rồi nhìn thoáng qua vali nhỏ ở sau lưng Vương Tử Quân, đây không phải chỗ nói chuyện, chỉ có lái xe đến, chúng ta đi thôi. Mặc dù đã từng lấy chồng nhưng Trương Lộ Giai chưa từng sinh con. Lần này gặp mặt rõ ràng cực kỳ chú ý cách ăn mặc, tuy nhìn qua thì có vẻ rất quý phái, thế nhưng vẫn rất chói lọi. Lần này Vương Tử Quân đến với tư cách cá nhân, thế cho nên cũng không có mấy người biết rõ hắn đi đến thành phố Vân Mặc. Trên đường đi đến bãi đậu xe thì Trương Lộ Giai cũng không nói nhiều lắm, nhưng ánh mắt không chịu rời khỏi người Vương Tử Quân, giống như có bộ dạng không vui không giận. Đây là xe của chị sao? Vương Tử Quân thấy cách đó không xa là một chiếc Hummer. Thế là không khỏi giật mình hỏi. Chương 1373, chị muốn hòa tan cậu. Nếu như nói Trương Lộ Giai căn bản không phải là người cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, thế nhưng nàng da của nàng rất trắng, thật sự là quá trắng. Hơn nữa từ nhỏ nàng sống an nhàn sung sướng, thế cho nên cực kỳ nõn nà khó thể dùng từ ngữ diễn đạt được. Cũng vì cực kỳ trắng trẻo nõn nà thế cho nên khi đi lại thì thường sinh ra chấn động, có thể nói là sáng bóng. Vương Tử Quân chợt nhớ đến những lúc thân cận với nàng, cảm giác cực kỳ thoải mái và trơn láng, thế là không khỏi tự nở nụ cười giễu cợt mình xấu xa. Trương Lộ Giai không biết làm sao cũng thấy nụ cười của Vương Tử Quân, thế là nàng rất vui, nhanh chóng dùng điều khiển từ xa mở khóa, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trêu ghẹo, mời trưởng phòng Vương lên xe, hôm nay tôi sẽ là lái xe chuyên trách của ngài. Cái tên Trương Lộ Giai căn bản rất hợp. Vì tính cách của nàng căn bản là trời sinh dịu dàng mềm dẻo, hành vi vừa phải có hơi rụt rè, cũng vì vậy mà nhìn qua mỗi động tác đều cực kỳ đẹp, chỉ cần có hành vi gì đó thì biểu hiện ra ngoài là cực kỳ trang nhã quyến rũ. Một người có lực quyến rũ lớn như Trương Lộ Giai lại ngồi ở vị trí lái xe, như vậy Vương Tử Quân chỉ cảm thấy chính mình bị bao phủ trong sức cuốn hút của nàng. Hơn nữa ánh mắt của hai người lơ đãng gặp nhau, va chạm vào nhau. Hắn cảm thấy giống như mình bị một lực lượng bùng phát từ người nàng đánh trúng. Trương Lộ Giai cũng mẫn cảm thấy được phản ứng của Vương Tử Quân, thế là nàng cảm thấy rất vui, bàn tay cũng không nhàn rỗi, giả vờ nổi giận đấm Vương Tử Quân một cái, sau đó gắt giọng, nhìn cái gì vậy? Cũng không phải chưa từng được xem qua. Rất đẹp, Vương Tử Quân cười cười rồi nói ra hai chữ. Trương Lộ Giai khởi động xe và giống như một con chim sơn ca, giọng nói sắc bén trong trẻo, ngữ điệu mượt mà. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của nàng, hắn khẽ mỉm cười, chốc chốc lại nhìn nàng một cái.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này Trương Lộ Giai đến thay mặt cho Trương Đông Viễn, dựa theo ý của Trương Đông Viễn, nên để cho Trương Thiên Tâm đến. Nhưng Trương Thiên Tâm nghe nói Vương Tử Quân đến, thế là lấy lý do bụng không thoải mái để được ở nhà. Trương Lộ Giai nghĩ đến bộ dạng Trương Thiên Tâm ôm bụng chạy đến bệnh viện, cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho mình, khóe miệng nàng không khỏi vểnh lên một chút. Vương Tử Quân nghe những lời này mà không khỏi vui vẻ, không khỏi cảm kích bộ dạng khéo hiểu lòng người của Trương Thiên Tâm. Từ sân bay đi ra ngoài đường căn bản có không ít xe cộ qua lại, Vương Tử Quân căn bản cực kỳ xa lạ tình hình giao thông ở thành phố Vân Mặc, tất nhiên sẽ không phát biểu ý kiến, chỉ để cho Trương Lộ Giai tùy ý lái xe. Nhưng Vương Tử Quân ngay sau đó nhanh chóng phát hiện đường càng lúc càng khó đi, người xe trên đường ngày càng đông đúc. Khi Vương Tử Quân đang buồn bực thì xe chợt dừng lại bên cạnh một rừng cây, chỉ sau nháy mắt thì gương mặt Trương Lộ Giai trở nên đỏ rực. Nếu như không phải là hai người rất quen thuộc lẫn nhau, Vương Tử Quân thiếu chút nữa hoài nghi địa điểm yên lặng này sắp xảy ra hung án. Khi hắn chuẩn bị hỏi Trương Lộ Giai, đột nhiên lúc này nàng xoay người nhào vào lòng hắn. Vương Tử Quân nhanh chóng tiến vào trạng thái, Trương Lộ Giai trong lòng giống như một cục than nóng hổi có thể làm bỏng bất kỳ ai. Hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng, Trương Lộ Giai không biết có phải vì được ủng hộ hay không mà nhanh chóng dán mặt lên mặt hắn, còn nhẹ nhàng ma sát, hơn nữa bàn tay liên tục vuốt ve lưng hắn. Điều này làm cho hắn bừng bừng lửa nóng, không thể nào khống chế được bản thân. Lúc này Trương Lộ Giai chợt dùng giọng thì thầm nói, này, ở phía sau có thể ngăn cách. Khi vầng thái dương rời khỏi bầu trời, phía trước xe lại có hai người ngồi. Nhưng lúc này vị trí của hai người đã biến đổi, Vương Tử Quân là người lái xe, còn Trương Lộ Giai lại ở vị trí ghế lái phụ giống như một đống bùn nhão. Ánh mắt Trương Lộ Giai nhìn về phía Vương Tử Quân đang lái xe, nàng hận không thể ngậm người đàn ông này vào miệng cho hòa tan. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách lại nhiều, hơn nữa địa vị của hắn càng lúc càng cao, Trương Lộ Giai không thể không sinh ra cảm giác đè nén. Dựa theo ý tưởng của Trương Lộ Giai, vốn là lái xe đưa Vương Tử Quân đi đến khách sạn. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh với bộ dạng cực kỳ bình tĩnh, thế là nàng không nhịn được, tay lái mất đi khống chế, ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe đến nơi này. Còn không mau đi thôi, trời tối rồi. Vương Tử Quân nhìn thấy bầu trời đã tối, cuối cùng thì Trương Lộ Giai vẫn là người bình ổn cảm xúc nhanh hơn. Xe chậm rãi chạy đi, xuyên qua con đường khi chạy đến, sau đó chạy vào con đường đi đến thành phố Vân Mặc. Cậu biết lần này Hách gia chuẩn bị chuyện gì mừng thọ ông Hách không? Trương Lộ Giai lấy ra một chiếc gương nhỏ trong túi của mình, nàng vừa chải chuốt mái tóc rối vừa hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không hiểu rõ ràng về vấn đề này, có lẽ là hai anh em Triệu gia muốn thông qua chuyện này để chiếm được hảo cảm của mình. Em cũng không biết, hay là Hách lão gia tử muốn chúng ta giúp đỡ để được ra ở riêng, hoặc là ông cụ có cháu gái, muốn mọi người giúp đỡ để nhanh chóng gả ra ngoài. Vương Tử Quân mỉm cười trêu chọc. Hừ, quả nhiên là lòng muông dạ thú, anh rõ ràng là ăn trong bát nhìn trong nồi. Nhưng anh nên tỉnh tâm lại đi. Ông Hách không có cháu gái, chỉ có một chắt gái, bây giờ mới 5 tuổi, nhưng nếu anh thích chờ thì cứ chờ. Trương Lộ Giai nói xong thì cười xấu xa, sau đó lại nghiêm mặt, bố của chị nói rất rõ, Hách gia chuẩn bị là vì cậu. Bố nói là chuyện tốt, thế nhưng cụ thể là gì thì không nói cho chị biết. Vương Tử Quân thấy Trương Lộ Giai không cho ra đáp án rõ ràng thì cũng không tiếp tục nói về phương diện này. Tiếng nhạc nhẹ vang lên. Một thôn nhỏ giống như đang muốn chui vào trong bóng tối xuất hiện trước mặt hắn. Nhị Ngưu, ăn cơm thôi. Khi giọng nói mang âm sắc địa phương vang lên bên tai hai người, Vương Tử Quân chợt giật mình, hắn giống như quay lại thời điểm kiếp trước của mình. Một thôn nhỏ không tranh quyền thế, cuộc sống bình thản ẩn dật, thật sự là chốn thế ngoại đào nguyên mà ai cũng mong muốn có được. Khi Vương Tử Quân đang cảm khái thì Trương Lộ Giai ở bên cạnh lại dùng giọng có chút mê hoặc nói. Nếu như hai chúng ta có thể sống và sinh hoạt ở chỗ này, dù thế nào thì chị cũng cực kỳ tình nguyện. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ lúc này nàng cũng không nói đùa với mình. Hắn muốn vuốt mái tóc của nàng, thế nhưng sau đó lại hạ bàn tay xuống. Không biết qua bao lâu thì xe tiến vào trong thành phố Vân Mặc, lúc này không gian bừng lên ánh đèn neon lấp lánh, vừa vào trong thành phố đã thấy bừng bừng không khí huyên náo. Dừng xe lại một chút,
Khi Vương Tử Quân vừa quẹo xe ở một khúc quanh thì Trương Lộ Giai chợt lên tiếng chỉ huy. Vương Tử Quân không biết Trương Lộ Giai chuẩn bị làm gì, nhưng hắn vẫn thành thật dừng xe lại. Trương Lộ Giai nhanh chóng đi xuống, sau đó bước về phía một chiếc xe bán hàng rong nhỏ ở bên rìa đường. Nửa phút sau Trương Lộ Giai cầm hai cây kem chạy đến. Vương Tử Quân nhìn nụ cười như trẻ thơ trên môi nàng, hắn không khỏi bị lây cảm giác vui vẻ của nàng. Có thể thấy Trương Lộ Giai căn bản khó có được duyên phận với mình, trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân định xuống xe đón người phụ nữ vui vẻ kia, đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai truyền đến. Khi âm thanh kia vang lên còn kèm theo một tiếng kêu sợ hãi, âm thanh này phát ra từ miệng Trương Lộ Giai. Khi tiếng kêu sợ hãi vang lên thì Vương Tử Quân cảm thấy trái tim của mình chợt co thắt, lúc này hắn cảm thấy cảm giác khổ sở tấn công vào tận đáy lòng mình. Hắn sợ. Sợ một người mới vừa rồi như đóa hoa tươi sẽ vô tình biến mất trước mặt hắn. Bao nhiêu năm rồi Vương Tử Quân chưa có hưởng thụ như vậy, bây giờ cảm giác khó chịu giống như một con dao nhỏ chọc vào tim làm máu tươi đầm đìa. Khi Vương Tử Quân nhìn rõ tình huống trước mắt thì căn bản là cực kỳ cảm kích, Trương Lộ Giai vẫn đứng vững vàng cách đó không xa, tuy hai cây kem trong tay đã không còn nhưng nàng vẫn đứng đó với bộ dạng ngây ngốc. Còn đứng đó là tốt rồi. Vương Tử Quân bị dọa cho ngây cả người, nhưng lúc này hắn chỉ có ý nghĩ cảm ơn trời đất, cảm ơn ông trời vì đã cho Trương Lộ Giai tránh được kiếp nạn. Hi hi, người đẹp, kem bên đường có gì là ngon, anh mời em đi ăn hạch Zinda, thế nào? Một chiếc xe dừng lại bên cạnh Trương Lộ Giai, cửa xe nhanh chóng bật ra, một người thò đầu ra dùng giọng cười đùa để đùa giỡn Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai nghĩ đến tốc độ của chiếc xe. Nàng chợt hiểu rõ ràng là người kia cố ý. Tình huống vừa rồi dọa cho nàng mất hết hồn vía, bây giờ còn chưa định thần lại được thì gặp phải một tên du côn, thế là không biết phải làm sao. Chị không sao chứ, Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến bên cạnh, hắn kéo Trương Lộ Giai về phía mình. Trương Lộ Giai giống như một con thú lạc đường, nàng nắm chặt lấy bàn tay của Vương Tử Quân không buông. Chương 1374, một chính nghĩa thì được ủng hộ. Tên đàn ông ngồi trên xe nhìn thấy người đẹp bên dưới đang cầm tay một tên khác, thế là không khỏi cảm thấy bực mình, này, làm bẩn xe của tôi, cũng không muốn đền bù mà muốn chạy đi sao. Này, nói cho các người biết, xe của tôi hơn 2 triệu, không cho ra một câu nói rõ ràng thì khó thể đi được. Vương Tử Quân không quan tâm đến tên kia, hắn kéo Trương Lộ Giai đi về. Tên đàn ông bên kia thấy hai người Vương Tử Quân đi về phía một chiếc Hummer. Thế là không thèm quan tâm mà dùng giọng khiêu khích nói, à, cũng là người có tiền, như vậy thì bồi thường đi. Người này có lẽ có chút địa vị, nếu không cũng không chạy xe thể thao xa hoa như vậy, Vương Tử Quân cũng không muốn so đo với đối phương, thế nên nhanh chóng lên xe. Người đàn ông kia cho rằng Vương Tử Quân định bỏ chạy, thế là nhanh chóng lên xe chặn hai người kia lại. Đúng lúc này hắn thấy thứ gì đó bay đến cửa sổ xe. Cầm lấy số tiền này rồi cút đi. Một âm thanh vang lên, một xấp nhân dân tệ rất dày đập lên đầu tên đàn ông chạy xe thể thao, mà chiếc xe Hummer phía bên kia cũng chạy đi như bay. Hừ, thằng khốn, đừng để tao bắt được chúng mày, mà chúng mày có chạy đằng trời. Tên đàn ông kia đỏ mặt tía tai rồi gầm lên một tiếng. Khi tên đàn ông định gọi điện thoại xin trợ giúp, đúng lúc này điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn nhìn số điện thoại biểu hiện trên màn hình. Chợt tỏ ra ỉu xìu, sau đó nghe máy, bố, con là Tiểu Long, ngài có chuyện gì không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bực mình, cậu lại chạy đi đâu vậy? Mau chuẩn bị đến đây, chú Triệu đã đến, nếu như lần này không thành công, như vậy thì cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Bố, không phải mai mới là ngày mừng thọ ông Hách sao, cần gì phải nhanh chóng như vậy? Tên đàn ông không dám phản bác lời nói của bố mình, thế nhưng không khỏi lầm bầm một câu. Cậu quản nhiều như vậy làm gì, mau chạy đến đây. Người ở đầu dây bên kia nói một câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Mặc dù có chút không cam lòng thế nhưng tên đàn ông trẻ tuổi vẫn hổn hển chạy về phía sân bay. Sau khi đi được một đoạn thì cảm thấy tâm ý có chút bực mình, thế là dứt khoát gọi điện thoại, cục trưởng Lưu, có một tên khốn ăn xong vứt rác lên xe của tôi, kẻ gây tai họa đã bỏ chạy, anh cần phải giúp tôi hả giận. À! Là một tên chạy chiếc Hummer, biển số không quá rõ ràng, anh xem rồi xử lý dùm. Vương Tử Quân lái xe khá nhanh, liên tục vượt qua vài chiếc xe.
Trương Lộ Giai ở bên cạnh cười lớn giống như một người phụ nữ hạnh phúc. Đàn ông có tiền thì đồi bại, phụ nữ đồi bại vì tiền, xem ra lời nói này cũng không giả. Chỉ thấy cậu vừa rồi lấy tiền đập lên đầu tên kia, căn bản là rất tiêu sái. Vương Tử Quân cười cười, vừa rồi hắn có chút hăng hái. Hắn đã làm quan đến vị trí hiện tại, không ngờ mình lại có thể cho ra hành động như vậy. Có lẽ tiểu tử kia rất tức giận, chỉ sợ cái xe này sẽ bị bắt mất. Trương Lộ Giai dùng giọng không cho là đúng cười ha hả nói, không có việc gì, xe này của Thiên Tâm, cậu ấy sẽ nghĩ biện pháp để lấy nó về. Vương Tử Quân mới hiểu vì sao Trương Lộ Giai lại chạy một chiếc xe như vậy. Dưới sự chỉ dẫn của Trương Lộ Giai, chỉ một lát sau Vương Tử Quân đã lái xe đến một khu biệt thự, nơi này có kiến trúc châu Âu, nhìn qua cực kỳ tinh xảo. Sau khi đi vào phòng thì Trương Lộ Giai giống như một tiểu phu nhân, nàng để Vương Tử Quân ngồi ở phòng khách xem tivi, ngay sau đó lại chạy ngay đến nhà bếp để loay hoay đồ ăn. Vương Tử Quân dùng giọng tò mò nói, biệt thự này cũng của Thiên Tâm sao? À, Thiên Tâm căn bản thích hưởng thụ, biết rõ chị đến thì căn bản đưa chìa khóa biệt thự. Trương Lộ Giai cười ngọt ngào, nàng dùng nụ hôn trả lời hắn. Vương Tử Quân bị tình cảm của Vương Tử Quân bao vây lấy người, đúng lúc này điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thấy đó là một dãy số lạ, thế là có chút do dự. Sau đó hắn nghe máy, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Vương, tôi là Triệu Thái Sóc, ngài khi nào thì đến Vân Mặc. Tôi muốn đưa ngài đi đón gió tẩy trần. Mặc dù Triệu Thái Sóc có cùng vai vế với Vương Quang Vinh, thế nhưng lại không bày ra tư thế của một người trưởng bối, nói chuyện rất khiêm tốn. Vương Tử Quân nở nụ cười với sự khách khí của Triệu Thái Sóc, chú Triệu, hôm nay tôi có xã giao, ngày mai chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Triệu Thái Sóc bên kia đồng ý hai tiếng, sau đó cúp điện thoại, lúc này trên mặt hắn có vài phần tiếc nuối. Bố, người này vẫn không hiểu chuyện, cũng không nể mặt mình, ngài còn quan tâm đến anh ta làm cái quái gì nữa. Đứng bên cạnh Triệu Thái Sóc là một cô gái hơn 20 tuổi, nàng cao hơn 1m7, nhìn qua có chút kiêu ngạo khinh người. Triệu Thái Sóc căn bản rất sủng ái cô con gái của mình, hắn dùng giọng oán trách nói, bây giờ bố chạy qua lại vì cậu ta, hơn nữa người với thân phận như cậu ta, có lẽ có nhiều người có tâm tư giống như bố, cậu ấy khó thể nào dứt người ra được. Hừ, có gì mà đặc biệt hơn người, chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay sao? Cô gái dùng ánh mắt khinh thường nhìn bố mình rồi hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, đừng nói những lời này nữa. Triệu Thái Sóc nhìn thoáng qua bộ dạng cung kính của đám nhân viên phục vụ, sau đó nói, chú Lộ của con hẹn bố dùng cơm, chúng ta sang bên đó thôi. Khi nhóm người Triệu Thái Sóc đi đến cửa phòng thì gặp mặt một người đàn ông trung niên không cao nhưng cực kỳ có khí thế, người này đón chào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Người này đưa hai tay bắt chặt tay của Triệu Thái Sóc rồi nói, anh Triệu, anh em chúng ta đã vài ngày không tụ tập với nhau, hôm nay phải không say không về mới được. Ha ha ha, khó có được cơ hội chủ tịch Lộ hào hứng như vậy, hôm nay xem như tôi liều mình cùng quân tử. Ôi, anh nói vậy thì chẳng khác nào xa lạ rồi. Chủ tịch Lộ nói, sau đó nhìn thoáng qua cô gái đứng sau lưng Triệu Thái Sóc, lại dùng giọng thân thiết hỏi, đây là Mính Mính có phải không? Lần trước chú đến thì cháu mới học cấp 2, bây giờ mới đó mà đã là cô gái lớn rồi. Tuy Triệu Mính Mính rất kiêu ngạo, thế nhưng nàng cũng là một người có ánh mắt. Lúc này đối diện với Phó Chủ tịch Thường vụ Lộ, nàng căn bản cung kính nói, chào chú Lộ. Chủ tịch Lộ cười ha hả nói, lần này chú đến quá vội vàng, căn bản không chuẩn bị lễ vật cho cháu. Thế này đi, cháu ở thành phố Vân Mặc vừa ý thứ gì thì cứ nói, chú nhất định sẽ làm cháu thỏa mãn. Tiểu Long, đến ra mắt chú Triệu, cũng gặp mặt em Mính Mính. Lộ Bình Trương nói rồi quay sang nói với cậu thanh niên đi phía sau. Nếu có mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, chắc chắn sẽ không xa lạ với tên thanh niên kia. Nhưng lúc này tên thanh niên cũng không còn có khí chất bạo ngược như vừa rồi, hắn ăn mặc thẳng thớm, ăn nói không tầm thường, căn bản có vài phần khí chất của một người đàn ông đẹp trai phong độ. Chương 1374, hai chính nghĩa thì được ủng hộ. Chào Mính Mính, tôi là Lộ Kiếm Long, chúng ta từng gặp mặt khi đi học ở thủ đô. Triệu Mính Mính khẽ gật đầu với Lộ Kiếm Long, nàng nở nụ cười rụt rè, cũng không nói lời nào. Triệu Thái Sóc và Lộ Bình Trương đưa mắt nhìn nhau,
cả hai đều thầm hiểu, thế là nở nụ cười thỏa mãn. Anh Triệu, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, tôi đã sắp xếp xong, chúng ta vào nghỉ ngơi một chút, sau đó mời anh nếm thử đặc sản của thành phố Vân Mạc. Lộ Bình Trương và Triệu Thái Sóc cùng nhau đi trên đường dành cho khách quý, bên ngoài có hai chiếc xe, một chiếc xe Audi màu đen biển số 4445, một chiếc còn lại là Lamborghini của Lộ Kiếm Long. Khi thấy ánh mắt của Triệu Thái Sóc rơi lên chiếc xe của con mình, Lộ Bình Trương cười nói, ông ngoại căn bản là làm hư Long Long, năm trước đã mua nó làm quà sinh nhật cho cháu. Ha ha ha, con trai thì nên có một chiếc xe tốt. Triệu Thái Sóc biết rõ bố vợ của Lộ Bình Trương là một ông chủ bất động sản nổi tiếng thành phố Vân Mạc, thế nên một chiếc Lamborghini cũng không tính là gì. Mính mính, con ngồi lên xe của Tiểu Long, thanh niên đi theo những ông già như chúng tôi cũng không hay gì. Triệu Mính Mính cũng không muốn bị cha giám thị, lúc này nghe thấy Lộ Bình Trương sắp xếp như vậy, thế là cũng không khách khí mà leo lên chiếc xe của Lộ Kiếm Long. Khi chuẩn bị mở cửa xe, Triệu Mính Mính thấy vết bẩn trên kính xe, thế là nàng không khỏi giật mình hỏi, ai làm bẩn thế này, đúng là khó coi. Lộ Bình Trương và Triệu Thái Sóc chuẩn bị lên xe, lúc này nghe thấy Triệu Mính Mính nói vậy thì có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía bên này. Lộ Kiếm Long tất nhiên không chịu nói thật, hắn mở miệng qua loa giải thích, vừa rồi đi trên đường có một chiếc xe bị cảnh sát giao thông chặn lại, nhưng người kia muốn bỏ chạy, thế cho nên có hơi va quẹt lên xe của anh. Va quẹt lên xe của anh, chỉ sợ cả đời người ta cũng không bồi thường được. Triệu Mính Mính dùng giọng ngạo mạn nói. Nhìn hắn ta rất đáng thương, thế cho nên anh cho người ta đi. Lộ Kiếm Long dùng giọng hời hợt nói. Lộ Bình Trương cảm thấy vui mừng vì sự rộng lượng của con mình, hắn gật đầu thỏa mãn, sau đó cùng Triệu Thái Sóc leo lên xe. Xe trực tiếp thông qua con đường dành cho khách quý chạy về phía nội thành Vân Mạc. Anh Triệu, người kia đáng giá để anh phải chạy qua lại vậy sao? Lộ Bình Trương lên xe rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi cùng cậu ấy tiếp xúc không quá nhiều, thế nhưng người trẻ tuổi của vương gia này căn bản không phải vật trong ao. Trước 40 đã bò lên vị trí hiện tại. Có thể nói là người bình thường không thể nào làm được. Hơn nữa trước mắt người này rất thân với lãnh đạo trung ương, tương lai căn bản rất rộng. Lúc này trong tỉnh Nam Giang có bao nhiêu người đang hướng về phía cậu ấy? Chúng ta là những người có quan hệ gần, nếu như chúng ta không tranh thủ cơ hội lần này, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Lộ Bình Trương cũng tin tưởng những lời này của Triệu Thái Sóc, hắn năm nay đã 52 tuổi, nếu nói về vị trí thì tương đồng với Vương Tử Quân. Thậm chí còn có vẻ không bằng, vì dù sao thì cấp bậc của một tỉnh phát triển kinh tế như Nam Giang là rất cao vời. Tôi đồng ý với lời đề nghị của anh, nhưng chuyện này cũng không phải chỉ do hai chúng ta quyết định. Ngày mai có được như ước nguyện hay không thì còn phải nhìn vào ý kiến của những người khác. Lộ Bình Trương nói đến đây thì cười ha hả, giống như không có toan tính, con đường đi ra sân bay này là do đồng chí Cảnh Giật xây dựng vào năm xưa, bây giờ anh ấy đã đi. Thế nhưng lúc này chúng tôi ở lại căn bản là được hưởng lợi khá nhiều. Với vị trí hiện tại của Triệu Thái Sóc, căn bản đều hiểu rõ tình huống của các thành phố khắp nơi. Hắn biết Lộ Bình Trương cũng không phải là tùy ý nhắc đến điều này, bên trong mơ hồ ẩn giấu một điều kiện. Vừa rồi Lộ Bình Trương nói đến đồng chí Cảnh Giật, chính là chủ tịch tỉnh Thái Bắc, nghe nói người này sắp được điều động công tác mới. Lộ Bình Trương nói đến đây thì căn bản có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết. Hiểu thì hiểu nhưng Triệu Thái Sóc lại nở nụ cười khổ, mặc dù hắn bây giờ đang thu xếp thay cho Vương Tử Quân, thế nhưng tóm lại hắn không có nhiều liên hệ với Vương Tử Quân, tất nhiên hắn không thể tự tiện làm chủ, cũng không thể thay mặt Vương Tử Quân đồng ý bất kỳ chuyện gì. Triệu Thái Sóc cũng không muốn làm cho Lộ Bình Trương mất hứng, hắn chỉ cười cười mà không nói điều gì khác. Lộ Bình Trương thấy thế cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề này. Một đêm mưa gió, không khí mùa xuân càng thêm mạnh, Vương Tử Quân nằm trên giường rộng nhìn Trương Lộ Giai đang trang điểm trên đầu giường. Hắn cười nói, chỉ tham gia một bữa tiệc mừng thọ mà thôi, chị cũng đừng làm khách lấn chủ, cướp mất tất cả hào quang của người ta. Trương Lộ Giai không nói lời nào, nàng chỉ cẩn thận trang điểm. Ngày hôm qua như giấc mộng với nàng, nàng thật sự chỉ mong sao giấc mộng đó mãi không tỉnh lại. Chị ăn cháo, cậu có muốn ăn trứng gà hay thứ gì khác không? Trương Lộ Giai dùng giọng dịu dàng hỏi. Tùy chị, làm thứ gì ăn cũng được. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai đi vào bếp bận rộn làm việc,
hắn cảm thấy cực kỳ áy náy. Mối quan hệ của hai người căn bản là không công bằng với Trương Lộ Giai, dựa theo thân phận và truy cầu của mình, sao có thể cho nàng được một gia đình đây? Tử Quân, trước khi đến bố có nói cho chị một chuyện, đó là gần đây Triệu Thái Sóc liên hệ với khá nhiều người cùng vai vế, chuẩn bị cung cấp cho cậu một lực lượng mạnh để chèo chống. Chuyện này bố chị cũng không tỏ thái độ, nhưng bố nhờ chị nói với cậu, đó là nghe ý kiến của cậu. Vương Tử Quân không ngờ Triệu Thái Sóc lại làm ra chuyện như vậy, hắn chỉ chậm rãi ăn cháo, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Trương Lộ Giai nhìn Vương Tử Quân không có phản ứng, thế là có chút tức giận, không khỏi gõ lên đầu hắn, em còn chưa mau tỏ thái độ của mình cho rõ ràng, đúng là Hoàng thượng không vội mà thái giám đã nôn nóng chết người. Được rồi, em biết rồi. Vương Tử Quân an ủi Trương Lộ Giai một câu, sau đó trong đầu chất đầy sự kiện này. Vương Tử Quân đến chúc thọ Hách lão gia tử, hắn chỉ xem đây là chuyện bình thường. Nhưng sau khi nghe Trương Lộ Giai nói như vậy, hắn mới biết sự việc không đơn giản. Tuy Triệu Thái Sóc không liên hệ nhiều với hắn, thế nhưng căn bản mình trở thành nhân vật chính trong trạng thái bị động. Khi vị trí tăng cao thì những gì Vương Tử Quân càng hiểu sâu về tầm quan trọng của lực chèo chống với chính mình là gì. Nếu tuyến trên có người coi trọng mình, tuyến dưới có người chống đỡ, như vậy làm quan sẽ như diều gặp gió. Có đôi khi có người bên dưới chèo chống còn tốt hơn so với có người tán thưởng ở bên trên. Chử Vận Phong ở Nam Giang vì sao có được lực lượng chơi trò cao tay với Diệp Thừa Dân, không phải vì bên dưới có người chèo chống sao? Lúc này Triệu Thái Sóc làm ra chuyện này, nếu như có thể thành công, như vậy mình sẽ có một lực chèo chống cực đại. Chương 1375, một sờ hồng thành sờ băng. Vương Tử Quân cảm thấy chuyện này rất mê người, nhưng hắn còn tin tưởng một đạo lý, đó là trên thế gian này không có người yêu hận vô cớ, anh có được một thứ gì đó, cũng xem như mất đi thứ gì đó. Khi ăn sáng xong thì đã 10 giờ, Vương Tử Quân chạy xe Hammer đi về phía khách sạn Tứ Quý ở trung tâm thành phố Vân Mạc. Khách sạn Tứ Quý là một trong những khách sạn cao cấp nhất của thành phố Vân Mạc, ngụ ý của nó là bốn mùa như mùa xuân, căn bản rất có ý vị ở thành phố Vân Mạc. Lần này Hách gia tổ chức mừng thọ Hách lão gia tử, vốn cũng không muốn làm lớn, thế nhưng dưới sự thúc đẩy của Triệu Thái Sóc, quy cách tăng lên khá cao. Một vài người đến trước đã vào trong khách sạn Tứ Quý từ ngày hôm qua. Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai chưa đi đến, thế nhưng bên trong đã có hai gian phòng dành riêng cho hai người. Từ biệt thự của Trương Thiên Tâm đi đến khách sạn Tứ Quý cũng chỉ 3-4 km, sau khi đi qua hai ngã tư, bảng hiệu lớn của khách sạn Tứ Quý hiện ra trước mặt. Khi xe chuẩn bị chạy vào trong khách sạn, Vương Tử Quân thấy một tên cảnh sát giao thông phía trước vung gậy vẫy mình, tỏ ý đỗ xe. Vương Tử Quân có chút buồn bực, thế nhưng vẫn dừng xe lại. Viên cảnh sát giao thông nhìn thoáng qua chiếc Hammer, sau đó trầm giọng nói, chiếc xe này là của anh sao? Không phải, là mượn của một người bạn, làm sao vậy? Sao anh không lấy giấy chứng nhận chấp pháp ra cho tôi xem? Vương Tử Quân nhìn viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, hắn xoay chìa khóa trong tay rồi dùng giọng không đếm xỉa nói. Viên cảnh sát giao thông giống như nổi giận vì thái độ khiêu khích của Vương Tử Quân, hắn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vương Tử Quân, sau đó cầm bộ đàm trong tay nói, chỉ huy trung tâm, phát hiện mục tiêu, chiếc Hammer kia đang ở bên cạnh tôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tên cảnh sát giao thông muốn giải quyết việc chung, thế là nghĩ ngay đến chuyện ngày hôm qua. Vương Tử Quân cũng không muốn so đo với tên cảnh sát giao thông, hắn dùng giọng thoải mái nói, anh cho rằng chiếc xe này có vấn đề gì sao? Được rồi, anh cứ giữ lấy xe, tôi đi trước, sau đó có gì cứ gọi tôi. Ôi, điều này khó thể nào thực hiện được, có một số việc anh cần phải đi theo để chúng tôi lấy lời khai, mong anh phối hợp với công tác của chúng tôi. Viên cảnh sát giao thông nói rất khách khí, thế nhưng lại đứng chắn trước xe. Vương Tử Quân cố gắng nhẫn nại, anh chặn xe của tôi lại, dù sao cũng phải cho tôi biết nguyên nhân chứ. Khi hai người đang giằng co thì còi xe cảnh sát vang lên, một chiếc Toyota Việt dã chạy đến, xe dừng lại thì một viên cảnh sát trung niên xuống xe. Người này nhìn Vương Tử Quân, lại nhìn chiếc xe, sau đó hỏi viên cảnh sát giao thông đã chặn xe Vương Tử Quân, chính là chiếc xe này sao? Nhìn trên xe có vài vết ngấn, có lẽ là chiếc xe này. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi chợt cúi chào, sau đó dùng ngôn từ chuẩn xác nói. Sau đó có 5 cảnh sát xuống xe,
vài tên cảnh sát đi theo vài chiếc xe phía sau cũng đi xuống, đám người dừng lại nhìn chiếc xe Hummer, sau đó đi đến nói vài câu với viên cảnh sát giao thông trung niên. Vương Tử Quân còn phải tham gia tiệc mừng thọ, tất nhiên không thể đi đến quá muộn, hơn nữa hắn còn phải xử lý chuyện của Triệu Thái Sóc. Hắn là người chủ yếu, nếu như đến muộn, như vậy sẽ lạ cho người ta cảm thấy mình quá kiêu ngạo, căn bản không phải là hành vi sáng suốt. Hơn nữa những người đến tham gia bữa tiệc mừng thọ hôm nay đều có thân phận, phần lớn đều cùng vai vế với Vương Quang Vinh, bọn họ đều là người đã thành tinh, thấy rõ mọi chuyện. Nếu như hắn đến muộn, chắc chắn sẽ không tỏ thái độ ngay lập tức, thế nhưng sẽ có vướng mắc trong lòng. Tôi là Phó Cục trưởng Lưu Đại Lôi Cục Công an quận Nam thành phố Vân Mặc. Đồng chí, xin hỏi chiếc xe này của anh sao? Vị Phó Cục trưởng Lưu Đại Lôi nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Phản ứng của Lưu Đại Lôi làm cho đám người đi theo phía sau có chút bất ngờ, thế nhưng bọn họ chỉ là thuộc hạ của Lưu Đại Lôi, căn bản chỉ có thể nghe mà thôi. Vương Tử Quân nhìn viên cảnh sát giao thông hơn 40 tuổi tên Lưu Đại Lôi, hắn thản nhiên nói, vừa rồi tôi đã nói với đồng chí này, xe này tôi mượn của một người bạn, xin hỏi có vấn đề gì sao? Ngài có thể cho chúng tôi xem giấy phép lái xe và giấy chứng nhận xe được không? Lưu Đại Lôi lại lên tiếng, giọng điệu khá bình thản. Vương Tử Quân có chút do dự, nhưng hắn vẫn lấy giấy phép lái xe ra. Lưu Đại Lôi nhìn biển số xe, lại nhìn Vương Tử Quân, có chút trầm ngâm. Tuy giấy tờ xe không có xuất chúng, thế nhưng ở trong thành phố này mà lái một chiếc Hummer, căn bản không phải dân chúng bình thường. Lưu Đại Lôi là cảnh sát nhiều năm, hắn biết rõ quy tắc trong quan trường, hơn nữa hắn vẫn luôn tự kiêu ngạo vì điều này. Cũng vì am hiểu quy tắc quan trường thế cho nên nhiều khi hắn nhìn sự việc và cho ra những suy đoán vượt mức. Ví dụ như hôm nay, trước khi chưa biết rõ thân phận của đối phương, hắn tuyệt đối không tùy tiện xử lý, nếu không đụng phải một người không nên sợ vào, chỉ sợ kết quả của mình là rất thảm. Anh là Vương Tử Quân phải không? Hôm qua có người báo chiếc xe này va quẹt và bỏ chạy, hy vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi để điều tra rõ ràng. Lưu Đại Lôi có thái độ rất ôn hòa. Lời nói cũng khách khí, thế nhưng Vương Tử Quân lại không có tâm tư như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Đại Lôi rồi cười nói, Cục trưởng Lưu, tôi thấy không bằng thế này, bây giờ tôi có việc gấp cần làm, không bằng các anh giữ chiếc xe này lại, chờ tôi làm xong việc sẽ đến tìm các anh, thế nào? Mặc dù Vương Tử Quân nhìn qua có vẻ bình tâm tĩnh khí, thế nhưng Lưu Đại Lôi lại sinh ra một cảm giác cực kỳ linh mẫn. Chỉ cần nhìn tư thế của đối phương thì giống như thỏa thuê mãn nguyệt. Lại rất nhanh chóng, người này sao nhìn qua lại thấy có chút không tầm thường như vậy. Để cho người ta đi thì không có gì là không được, chiếc xe này giá hơn triệu bạc, có người nào bỏ luôn không cần. Hơn nữa phá án như vậy cũng làm cho mình thoát khỏi tình huống đắc tội với người. Khi Lưu Đại Lôi chuẩn bị đồng ý, một chiếc xe chạy đến, sau đó nhanh chóng thắng lại. Ôi, đây không phải là anh hùng hôm qua sao? Thế nào, bị bắt rồi sao? Hừ, anh nói cho mà biết, đi ra ngoài đường phải nhìn vào bản thân mình, va chạm vào xe của anh mà muốn bỏ chạy sao? Đừng hòng, Lộ Kiếm Long bước xuống xe, người còn chưa đến nhưng giọng nói đã vang lên rất lớn. Hắn đi về phía trước, tháo kính râm xuống, sau đó dùng giọng cười đùa lên tiếng. Lộ Kiếm Long căn bản là một nhân vật không đơn giản ở bản địa, hắn có bao giờ sợ ai? Khi thấy Vương Tử Quân không quan tâm đến mình, hắn giữ lấy cổ áo của Vương Tử Quân, sau đó thả ra một vòng khói thuốc, hai mắt còn lớn hơn mắt trâu, lại lớn tiếng nói, hừ, sao không nói gì? Ông muốn truy cứu trách nhiệm của mày, ít nhất mày cũng phải tỏ chút thái độ gì chứ? Vương Tử Quân thầm kinh hãi, hắn thật sự sợ tên thanh niên không biết trời cao đất rộng này cho mình một tát. Một người đường đường là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng lại bị một tên thanh niên đánh cho một tát. Nếu lan truyền ra ngoài thì căn bản là quá đáng cười. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư liên hệ với loại người như Lộ Kiếm Long, hắn chỉ nhìn Lưu Đại Lôi, xem đối phương xử lý thế nào. Chương 1375, 2, Sở Hồng Thành Sở Băng. Lưu Đại Lôi cảm thấy có chút khó khăn, ánh mắt nhìn qua hai người, cuối cùng trầm giọng nói, đồng chí, mời anh phối hợp với công tác của chúng tôi, theo tôi đi một chuyến. Khi hai bên đang giằng co thì Trương Lộ Giai đi đến, nàng cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, nhanh chóng xông lại kéo tay của Lộ Kiếm Long ra, sau đó ngăn mình chóp mặt Lộ Kiếm Long và Vương Tử Quân,
cuối cùng dùng giọng oán hận nói, các người muốn làm gì? Các người biết anh ấy là ai không? Đúng là ăn gan báo không biết sợ. Còn anh nữa, anh là cảnh sát sao? Anh có tư cách gì của một vị cảnh sát nhân dân? Dựa vào cái gì để phải đi theo các người? Cậu ta nói chúng tôi va chạm vào xe của cậu ta, như vậy các người sẽ tin là thật sao? Vậy tôi nói cậu ta va quẹt vào xe của chúng tôi, các người xử lý ra sao? Còn nữa, tôi tố cáo cậu ta chạy tốc độ cao trong thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương diện an toàn của người tham gia giao thông. Lưu Đại Lôi không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp trang nhã lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, mặc dù hắn cố tình có thiên hướng về phía Lộ Kiếm Long, thế nhưng cũng không thể phủ nhận Lộ Kiếm Long là một người thường chạy tốc độ cao, cực kỳ nguy hiểm. Khi Lưu Đại Lôi đang cảm thấy khó xử lý thì Lộ Kiếm Long đã giống lên, cô em xinh đẹp, cô em đanh đá, lấy chồng cũng không sợ bị ức hiếp. Lộ Kiếm Long hát xong câu này thì tiến lên cười đùa nói, em gái, anh nói cho em biết. Ở thành phố Vân Mạc này thì anh là người quyết định tất cả, em không tin thì có thể thử nghiệm. Cút, Trương Lộ Giai căm tức mắng một câu với lời nói không chút hảo ý và khiêu khích của Lộ Kiếm Long. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngang ngược của Lộ Kiếm Long, biết rõ người kia nhất định có bối cảnh. Thời thế hôm nay dù bất kỳ một kẻ nào có thế lực đều không bao giờ tồn tại độc lập, sau lưng nhất định phải có người làm chỗ dựa. Vì vậy Vương Tử Quân nhìn Lưu Đại Lôi. Sau đó dùng giọng nhàn nhạt hỏi, Cục trưởng Lưu, anh cũng thấy rõ tình hình bây giờ rồi đấy, tôi hy vọng anh có thể chấp pháp công bằng. Công bằng, tất nhiên phải là công bằng, anh Lưu, người này đụng vào xe của tôi còn bỏ chạy, anh bắt hắn cho tôi. Không chờ Lưu Đại Lôi mở miệng, Lộ Kiếm Long đã trầm giọng phân phó Lưu Đại Lôi. Vẻ mặt Lưu Đại Lôi liên tục biến đổi, giống như có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy Lộ Kiếm Long như cười như không nhìn mình. Hắn đành nói với Vương Tử Quân, đồng chí, mong anh phối hợp với công tác của chúng tôi, đi về đồn nói rõ những gì đã xảy ra. Lưu Đại Lôi nói rồi nháy mắt với vài viên cảnh sát ở bên cạnh. Các anh muốn làm gì? Tôi nói cho các anh biết. Trương Lộ Giai nhìn vài tên cảnh sát đi về phía Vương Tử Quân, vẻ mặt nàng càng thêm hoảng hốt, nàng giống như hóa thành một con thú nhảy đến chắn trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy mình gặp phải phiền toái. Thế là cũng không tiếp tục muốn mất thời gian ở chỗ này, thế là lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi đi. Mặc dù hắn mới đến thành phố Vân Mạc, thế nhưng hắn lại có quan hệ không tệ với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Thái Bắc, khi hai bên tham gia họp ở thủ đô cũng thường xuyên trao đổi với nhau. Nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp gọi điện thoại thì chuông điện thoại đã vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số rồi thuận miệng nói, chào chú Triệu. Người gọi điện thoại chính là Triệu Thái Sóc. Triệu Thái Sóc nghe Vương Tử Quân gọi mình là chú Triệu thì càng thêm khách khí, trưởng phòng Vương, anh quá khách khí rồi, hai người chúng ta mới quen đã thân, chúng ta nên xưng hô thoải mái hơn một chút. Thực tế thì Triệu Thái Sóc thật lòng rất muốn mình là trưởng bối của Vương Tử Quân, nhưng mối liên hệ giữa Triệu gia và Vương gia căn bản đã dần phai nhạt từ thế hệ của hắn và Vương Quang Vinh. Vương Tử Quân bây giờ đang trẻ tuổi đắc chí, nếu ép đối phương gọi mình bằng chú. Không bằng thành thật xưng hô ngang hàng thì hay hơn. Bây giờ anh đang ở nơi nào? Không chờ Vương Tử Quân lên tiếng thì Triệu Thái Sóc đã khiêm tốn nói. Tôi đang ở phía nam khách sạn Tứ Quý, chút nữa sẽ đi qua, bây giờ có chút, chuyện, sau sẽ liên lạc với ngài sau. Vương Tử Quân nhìn thấy đám người Lưu Đại Lôi đi đến thì cúp điện thoại của Triệu Thái Sóc. Tiểu tử, gọi điện thoại cầu cứu có phải không? Khi nhóm người Lưu Đại Lôi chuẩn bị đưa Vương Tử Quân lên xe, Lộ Kiếm Long ở bên kia đã vỗ một cái thật mạnh lên chiếc Hummer, sau đó dùng giọng đùa giỡn nói, gọi điện thoại tiếp đi, anh muốn xem thần thánh phương nào có thể đến cứu mày. Vương Tử Quân có ấn tượng rất kém với Lộ Kiếm Long, lúc này thấy đối phương lên tiếng thì thản nhiên nói, được, để tôi gọi điện thoại. Khi Vương Tử Quân đang tìm số điện thoại, một chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Một người nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi thở hồng hộc nói, trưởng phòng Tử Quân, nếu không phải anh nói đang ở chỗ này, tôi còn tưởng rằng không tìm được anh. Lộ Kiếm Long thấy người kia, hắn đang định lên tiếng thì lời lên đến khóe miệng đành phải nuốt xuống. Lộ Kiếm Long biết người kia, hơn nữa khi người kia đi xuống xe thì hắn không khỏi trợn trừng mắt, người xuống xe sau đó không phải là bố mình sao. Quả nhiên người đàn ông trẻ tuổi với khí thế bất phàm kia nhìn thoáng qua Triệu Thái Sóc rồi vươn tay nói, chào chú Triệu. Triệu Thái Sóc vội vàng bắt tay Vương Tử Quân,
sau đó nhìn bốn phía rồi nói, Tử Quân, tôi giới thiệu với cậu, đây là chú Lộ Binh Trương, năm xưa anh ấy từng học cùng cấp 2 với bố Vương Quang Vinh của cậu đấy. Ha ha ha, mới đó đã nhiều năm qua rồi, bố của cậu có khỏe không? Lộ Binh Trương lúc này cũng biết thân phận của Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân vươn tay thì hắn tươi cười tiến lên bắt chặt tay, sau đó nói, tôi luôn hâm mộ cậu Quang Vinh có một người con trai ưu tú, hôm nay gặp mặt thì thật sự làm cho chú cảm thấy xấu hổ. Thấy bố mình bắt tay với Vương Tử Quân, Lộ Kiếm Long biết lần này mình không chiếm được tiện nghi, sớm biết đối phương là xương khó gặm thì hắn nên rút lui thì hay hơn. Sao vậy Tử Quân, có chuyện gì không? Triệu Thái Sóc thấy Lưu Đại Lôi đứng luống cuống tay chân ở một bên thì dùng giọng nghi hoặc nói. Triệu Thái Sóc thấy sự việc không đúng, nhưng hắn là cáo già, chỉ chờ Vương Tử Quân nói rõ vấn đề. Chỉ cần Vương Tử Quân nói rõ ràng, có vài chuyện hoàn toàn có thể xử lý được, vì thế mà hắn có chút thoải mái. Không có việc gì, chỉ là va quẹt xe mà thôi. Vương Tử Quân cũng không muốn dài dòng ở sự việc này, thế nên dùng giọng hời hợt nói. Lộ Binh Trương cũng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, khi vừa xuống xe thì thấy con mình hùng hổ đứng nơi đó, thế là ý thức được đứa con ma vương kia lại gây họa. Biết con không ai bằng cha, tiểu tử kia thế nào lại chọc vào Vương Tử Quân. Tên khốn kiếp làm cho người ta yêu không được hận không xong kia sao lại chuyên làm ra những trò này, căn bản là giỏi làm hư hại sự việc hơn là thành công. Lộ Binh Trương nghĩ đến tương lai mình còn nhờ cậy Vương gia mà vẻ mặt chợt tái xám, nếu như bây giờ có quan hệ căng cứng với Vương Tử Quân, không phải là vì nhỏ mất lớn, căn bản bịt kín đường phát triển của mình sao? Vì vậy khi Vương Tử Quân còn chưa nói xong thì Lộ Binh Trương đã chỉ vào con trai rồi mắng, thằng kia, mày không chạy xe đường hoàng được sao? Nhìn xem, xe của trưởng phòng Vương đã bị va quẹt thế nào rồi? Mau tìm người sửa chữa lại. Lưu Đại Lôi thấy Lộ Binh Trương xuống xe thì cảm thấy sự việc không đúng, nhưng hắn cũng không ngờ Lộ Binh Trương còn chưa hỏi gì đã đổ tất cả sự việc lên đầu con trai. Người kia có thân phận gì, may mà mình chưa làm gì sằng bậy cả. Chương 1376, một trợ giúp tiên tiến, chủ động rớt lại phía sau. Lộ Kiếm Long nhìn xe của mình dừng lại ở phía xa, thật sự không rõ cha nghĩ thế nào, chỉ thấy lúc này biến thành xe của mình va chạm vào xe của Vương Tử Quân. Nhưng tình huống hiện tại thì bố của hắn đã tỏ thái độ, hắn chỉ có thể uất ức nuốt xuống bụng. Đồng thời cũng thầm kêu may mắn, may mà mình còn chưa làm gì sằng bậy, nếu không kéo người kia đến cục công an, chỉ sợ phiền toái là rất lớn. Vương Tử Quân nghe Lộ Binh Trương mắng con, trong lòng cười thầm, Lộ Binh Trương này quá thông minh, bây giờ chưa hỏi trách nhiệm gì đã đổ lỗi lên người con mình. Nếu bây giờ mình níu kéo không tha thì cũng có vài phần thiếu phóng khoáng. Chủ tịch Lộ, ngài cũng đừng nóng, tuổi trẻ thích chạy xe nhanh, bọn họ căn bản chỉ là đùa quá lố mà thôi. Nhưng xuất phát từ phương diện an toàn, sau này nên lái xe chậm một chút thì hay hơn. Trương Lộ Giai nhìn chủ tịch Lộ đứng nghiêm trang bên cạnh Vương Tử Quân, nàng không khỏi thầm buồn cười, mà Lộ Kiếm Long kia bị mắng cũng đáng đời. Nhưng Vương Tử Quân là người da mặt dày, rõ ràng mình quệt vào xe của người ta, bây giờ lại mở miệng dậy bảo người ta. Căn bản là một người thích thuận đường bò lên. Một tình huống tranh cãi đã tan thành mây khói khi Lộ Binh Trương và Triệu Thái Sóc xuất hiện, Lưu Đại Lôi nhanh chóng đi làm công tác của mình khi Lộ Binh Trương vung tay lên. Vương Tử Quân thì tiếp tục lái xe đi về phía khách sạn Tứ Quý. Lúc này khách sạn Tứ Quý căn bản được trang hoàng rực rỡ, cực kỳ thoải mái vui vẻ, người đi qua đi lại rất bận rộn. Khi Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn, con trai thứ hai của Hách lão gia tử là Hách Bân Lai đã đứng đợi ở cửa. Khi thấy Lộ Binh Trương thì hắn nở nụ cười sáng lạn, ha ha, Binh Trương, bố của tôi vừa nhắc đến anh, thật sự là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Lộ Kiếm Long vừa rồi chịu nhiều tổn thất, căn bản chỉ có thể nhịn, bây giờ thấy Hách Bân Lai nể mặt bố mình như vậy, thế là lại ưỡn ngực lên. Ha ha ha, chú Hách có phải là phê bình cháu không? Lát nữa nếu chúc Hách phê bình thì anh nên giúp đỡ tôi nói vài câu. Lộ Binh Trương bắt tay với Hách Bân Lai rồi cười chào hỏi. Hách Bân Lai là một thương nhân, căn bản là tám mặt lung linh, rất nhiều chuyện hắn cần sự giúp đỡ của Lữ Chính Bình, thế cho nên không muốn đắc tội với Lộ Binh Trương. Bây giờ nghe thấy Lộ Binh Trương trêu chọc như vậy thì cười nói, anh Lộ, trong mắt bố tôi thì anh căn bản là một người cực kỳ có tương lai, anh căn bản là tấm gương cho mọi người đây. Lộ Binh Trương khoát tay áo nói, anh Hách,
anh quá khen ngợi tôi rồi, đó rõ ràng là không hay. Đây là anh Triệu Thái Sóc, tôi nhớ trước kia hai người từng gặp mặt, bây giờ còn ấn tượng gì không? Hách Bân Lai vừa nghe nói đến Triệu Thái Sóc thì cười hân hoan, hai cánh tay đưa ra, lực lượng bắt tay tương đối lớn. Triệu Thái Sóc thì nở nụ cười có hơi dè dặt, dù nói chuyện với Hách Bân Lai thế nhưng ánh mắt luôn đặt lên người Vương Tử Quân. Lúc này gương mặt Vương Tử Quân luôn bình thản, có nụ cười, căn bản không nhìn ra chút khác thường. Gương mặt không chút gợn sóng sợ hãi của Vương Tử Quân làm cho Triệu Thái Sóc có chút xấu hổ, hắn thầm cảm thấy buồn cười. Mình cũng là người có vị trí, thế nhưng nếu so với Vương Tử Quân thì căn bản là không quá vững vàng. Hai vị này là gì của anh Triệu? Thật sự làm cho người ta hâm mộ. Hách Bân Lai nói rồi di chuyển chủ đề lên người Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai. Triệu Thái Sóc nghe Hách Bân Lai nói như vậy thì lại càng hoảng sợ. Vương Tử Quân có thân phận đặc thù, hắn cũng không muốn làm cho đối phương hiểu lầm. Thế là tranh thủ thời gian giới thiệu, cậu Hách, tôi long trọng giới thiệu cho anh. Vị này chính là trưởng phòng Vương của phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, cũng chính là con của anh Vương Quang Vinh. Trưởng phòng Tử Quân, vị này chính là con thứ hai của Hách Lão Gia Tử, giám đốc Hách Bân Lai của tập đoàn Thân Tứ. Triệu Thái Sóc giới thiệu với phương thức liên quan đến thân phận và địa vị, nếu không hắn nhất định sẽ giới thiệu Hách Bân Lai cho Vương Tử Quân trước tiên. Hách Bân Lai nghe xong giới thiệu của Triệu Thái Sóc mà không khỏi thầm kinh hãi. Hắn là con thứ hai của Hách Gia. Hắn căn bản biết rõ chuyện mừng thọ của bố mình lần này là gì. Thật ra mừng thọ chỉ là một đạo cụ, mục đích của bọn họ chính là muốn nhìn về phía Vương Tử Quân. Hách Bân Lai căn bản không dám xem thường một người mới hơn 30 tuổi đã đi đến vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, với vị trí và độ tuổi hiện tại của Vương Tử Quân thì người ta không tán thưởng là không được, thế cho nên hắn thật sự khâm phục bản lĩnh của Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Tử Quân, đã sớm nghe nói cậu sẽ đến. Anh Quang Vinh bây giờ có khỏe không? Lần trước khi tôi gặp anh ấy, khi đó anh ấy đang rất bận rộn. Vương Tử Quân căn bản khá khách khí với câu hỏi của Hách Bân Lai, vì đây không phải là chỗ nói chuyện, thế cho nên Hách Bân Lai nhiệt tình mời mọi người đi vào trong. Lúc này trong phòng đã có 7-6 người đang ngồi, những người này tuy đều mặc thường phục, thế nhưng nhìn qua nét mặt của bọn họ, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được vị trí của bọn họ có chút bất phàm. Đặc biệt là vài người đang ngồi trên ghế salon, tư thế nghiêm cẩn và thẳng thớm, căn bản làm cho người ta nghĩ ra chức nghiệp của bọn họ là gì. Vương Tử Quân nhìn những người kia mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nếu như có thể tụ tập những người này vào một chỗ, như vậy sẽ là lực chèo chống mạnh mẽ cho sự phát triển của mình trong tương lai. Khi đó xúc giác của hắn sẽ có thể theo những người này là lan tràn đến nhiều phương diện khác nhau. Khi Hách Bân Lai mời Vương Tử Quân đi vào thì dùng giọng đặc biệt giới thiệu một phen, giới thiệu những người trong phòng, cũng giới thiệu cả Vương Tử Quân, nhưng khi giới thiệu những người kia thì căn bản không cẩn thận bằng Vương Tử Quân. Vì lời giới thiệu của Hách Bân Lai mà tất cả ánh mắt tập trung lên người Vương Tử Quân, những người này đều có ánh mắt tinh anh, sau khi đánh giá Vương Tử Quân giây lát thì nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này mọi người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, đại đa số chủ yếu nói đến việc nhà. Triệu Thái Sóc lại càng không nhắc đến chuyện tổ chức mọi người cùng một con thuyền. Vương Tử Quân lẳng lặng nghe những chủ đề trò chuyện của mọi người, thỉnh thoảng nói vào hai câu, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, không có lời lẽ gì quá kinh người, nhìn qua có vẻ hơi lạnh nhạt. Khi mọi người đang trò chuyện thì một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, người này nhìn qua mọi người rồi cười nói, nghe nói anh Vương đã đến, ông nói cháu đi đến xem thế nào. Người đàn ông trẻ tuổi này có lẽ chỉ có vai vế là cháu, hắn vừa nói thì một người vừa được Vương Tử Quân gọi là chú Lý đã gật đầu, sau đó nói với Vương Tử Quân, Tử Quân, đây là cậu Quân Thành, ông Hách muốn gặp cháu nên đi qua xem thế nào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cùng Hách Quân Thành đi ra khỏi phòng. Hách Quân Thành tương đối hứng thú với Vương Tử Quân, sau khi đi ra khỏi cửa thì cười nói, anh Tử Quân, anh bây giờ rõ ràng là nhân vật ngôi sao. Nghe nói hiện tại là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, thật sự làm cho tôi hâm mộ chết người. Lúc này tôi đang công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng chỉ đang phấn đấu làm tốt công tác của một vị phó ban mà thôi. Vương Tử Quân thấy Hách Quân Thành nói chuyện cực kỳ thành khẩn, thế là có chút hảo cảm với đối phương, hắn cười cười nói, đi được quá xa cũng không nhất định là chuyện tốt, chỉ cần cậu làm tốt công tác cơ sở, tích tụ lực lượng, sau này nhất định có cơ hội tiến xa ngàn dặm.
Chương 1376, 2, trợ giúp tiên tiến, chủ động rớt lại phía sau. Hách Quân Thành công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy cũng xem như dưỡng thành thói quen cho riêng mình. Lúc này hắn đứng trước mặt Vương Tử Quân, có chút gò bó, thậm chí còn cảm thấy áp lực lớn hơn cả khi đối diện với lãnh đạo đơn vị của mình. Hèn gì độ tuổi hai bên ngang nhau thế nhưng vị trí cao hơn thì mạnh hơn rất nhiều. Hách Quân Thành thầm suy nghĩ như vậy, thế là càng thêm chú ý, sau khi đi đến một gian phòng nhỏ thì đưa tay lên gõ cửa với bộ dạng cực kỳ chú ý. Vương Tử Quân đi vào phòng, hắn phát hiện bên trong có hai ông lão đang trò chuyện với nhau, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hai người đều dừng lời. Ông, vị này chính là anh Vương, Vương Tử Quân. Hách Quân Thành giới thiệu cho ông lão ngồi phía bên trái một câu, sau đó giới thiệu với Vương Tử Quân, anh Vương, đây là ông nội của tôi, còn đây là ông Đồng. Vương Tử Quân căn bản không xa lạ gì với Hách Lão Gia Tử, lần này hắn đến chính là chúc thọ Hách Lão Gia Tử. Còn Đồng Lão Gia Tử ngồi bên cạnh Hách Lão Gia Tử là ai, Vương Tử Quân suy nghĩ một chút thì cũng hiểu ra vấn đề. Hắn nhanh chóng cung kính nói, chào ông Hách, chào ông Đồng. Hách Lão Gia Tử vẫn không nói gì, Đồng Lão Gia Tử đã cười nói, năm đó tôi đi đến thủ đô, căn bản là muốn cầu hôn cho cháu nội, không ngờ lão thủ trưởng nhìn cháu của tôi rồi lắc đầu nói không được. Trước đó vài năm nghe nói thủ trưởng gả Tiểu Bắc cho cậu, tôi cũng muốn xem cậu như thế nào, bây giờ vừa gặp đã thấy ánh mắt của thủ trưởng mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. À, rốt cuộc là sóng sau đè sóng trước. Tiểu tử nhà anh là bí thư thị ủy thì Vương Tử Quân đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hơn nữa lại ở trong tỉnh Nam Giang. Hách Lão Gia Tử giống như đã quen vui đùa với Đồng Lão Gia Tử, thế nên lúc này lời nói rất tùy ý. Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn, hắn cũng không nói gì thêm. Tuy hắn cực kỳ bình tĩnh thế nhưng cũng không dám ăn nói lung tung trước mặt hai vị trưởng bối. Hách Quân Thành nháy mắt với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Hai vị lão gia tử nói thêm vài chuyện, sau đó Đồng Lão Gia Tử nhìn về phía Vương Tử Quân, chợt nói, Tử Quân, lần này anh Hách gióng trống khua chiêng tổ chức mừng thọ, làm như vậy là vì cái gì, cậu cũng đã hiểu rõ ràng, cậu cảm thấy con đường này như thế nào. Đồng Lão Gia Tử chưa nói xong thì đã dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân, Hách Lão Gia Tử ở bên cạnh giống như rất tùy ý nhưng bây giờ cũng chăm chú nhìn Vương Tử Quân, xem đối phương có phản ứng gì. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói, thưa hai ông, cháu có hai điểm với vấn đề này, thứ nhất là cháu cực kỳ cảm kích, thứ hai, cháu cảm thấy như vậy là quá gấp gáp. Đồng Lão Gia Tử đang nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy thì hai mắt khẽ híp lại. Lão nhìn thoáng qua Hách Lão Gia Tử, sau đó nói tiếp, cậu nói cho tôi nghe xem, cậu thấy chỗ nào là gấp gáp. Đồng Lão Gia Tử hay Hách Lão Gia Tử đều là những người tìm được sự sống trong cõi chết, từng tham gia chiến trận thiên quân vạn mã, thế cho nên luôn có khí thế làm cho người đối diện cảm thấy bị đè nén. Tuy khí thế này căn bản đã bị năm tháng bào mòn vài phần khi mà tuổi tác của bọn họ tăng cao, thế nhưng một khi không nở nụ cười thì khí thế đó vẫn bùng phát mạnh mẽ. Đối mặt với khí thế của bọn họ, nếu là những người bình thường, không chỉ nói đến thế hệ thứ ba, dù là con cái thế hệ thứ hai cũng cảm thấy sợ hãi. Vương Tử Quân sinh ra cảm giác lạnh người dưới cái nhìn soi mói của hai vị lão gia tử, nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn nói, cháu cảm thấy việc làm nhanh thì không đạt, có một số việc nên để nước chảy thành sông thì hay hơn. Chỉ là một câu, Vương Tử Quân căn bản không giải thích, thế nhưng Đồng Lão Gia Tử và Hách Lão Gia Tử đang chờ câu nói của Vương Tử Quân chợt đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy đối phương giật mình. Hai vị lão gia tử gọi Vương Tử Quân đến chủ yếu là có ý nghĩ muốn gõ đầu, cả hai đều thật lòng hưng phấn vì gia đình chiến hữu nhà mình có một đứa bé như vậy. Mọi người đều có tình nghĩa nhiều năm, không phải là xương cũng là gân. Một nhân vật như vậy xuất hiện căn bản có chỗ tốt không nhỏ với từng gia đình, càng là như vậy thì bọn họ càng muốn gõ đầu Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân bây giờ có tư chất lý lịch và địa vị cực kỳ rõ rệt, thế nhưng nếu muốn là nhân vật hạch tâm thì vẫn có chút khiếm khuyết. Vị trí của Vương Tử Quân là khá cao, nhưng dù tiếp tục đi lên cũng khó có năng lực áp chế tứ phương. Khi hai người đang châm trước từ ngữ, chuẩn bị dạy bảo Vương Tử Quân, không ngờ Vương Tử Quân lại cho ra một kết quả như vậy, điều này thật sự nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Nhưng hai người đều sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng, xem như Vương Tử Quân danh bất hư truyền.
điều này là thứ mà bọn họ căn bản rất thích nghe ngóng. Cậu đã cảm thấy không phù hợp, vì sao còn muốn đến quấy rối tiệc mừng thọ của tôi? Đến nỗi tôi muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Hách lão gia tử nói lời giống như có chút trách cứ, thế nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ ôn hòa. Vương Tử Quân lúc này càng thêm bình tĩnh, đối mặt với những người mà kinh nghiệm cực kỳ phong phú hơn mình, hắn biết mình làm ra thứ gì cũng là dư thừa, nếu có ý kiến gì khác, căn bản không bằng nói thật thì hay hơn. Vương Tử Quân nghe Hách lão gia tử nói như vậy thì lên tiếng, Hách lão gia tử, mặc kệ ngài có tin hay không, lần này cháu đến thành phố Vân Mặc, thật lòng muốn chúc thọ ngài, chuyện ngài vừa nói cháu cũng chỉ mới biết được mà thôi. Sao, nói như vậy chính là Triệu Thái Sóc một mình gồng gánh à? Đồng lão gia tử nói rồi gãi gãi đầu, vậy cậu cảm thấy nên làm thế nào để giải quyết chuyện này? Sự việc đến nước này thì cậu cũng không nói không có việc gì được. Ông Đồng, hôm nay là ngày mừng thọ của Hách lão gia tử, căn bản là ngày vui, có gì mà giải quyết hay không? Còn về phần cháu rất tình nguyện được làm quen với các bác các chú. Vương Tử Quân căn bản mở miệng mang theo vài phần chọc ghẹo với Đồng lão gia tử. Ha ha ha, hai người chúng tôi còn lo lắng cậu quá mức kiêu ngạo, tâm tính lơ là, bây giờ xem ra là lo bỏ trắng răng. Thế này đi, cậu nên tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn. Vương Tử Quân cáo từ hai ông cụ, hắn cảm thấy trên lưng vã mồ hôi. Tuy hai ông lão đều tỏ ra cực kỳ thân ái, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không nhẹ nhàng như vậy. Vương Tử Quân căn bản nói ra ý nghĩ thật sự của mình ở sự kiện này, hắn không phải không muốn cùng những người có lực vặn lại thành một sợi dây thừng, thế nhưng hắn châm trước mãi và cảm thấy bây giờ mình căn bản chưa đủ năng lực để hoàn toàn khống chế lực lượng này. Hơn nữa nếu mình sớm đánh dấu lên người, như vậy căn bản cũng không hay. Vì thế sau khi xem xét kỹ lưỡng, Vương Tử Quân quyết định áp chế tâm tư này xuống. Hắn tin tưởng với quan hệ giữa các nhà vào lúc này, bây giờ nên liên lạc cảm tình với nhau, chờ hắn đi lên vị trí cao hơn, như vậy mọi chuyện sẽ là nước chảy thành sông. Bây giờ nếu quá cưỡng cầu thì căn bản là trả giá lớn, hơn nữa còn phải trả giá ở nhiều phương diện. Vương Tử Quân rời khỏi phòng, hắn được mời đến nói chuyện với nhóm người Lộ Binh Chương. Khi Vương Tử Quân đi đến, chủ đề trò chuyện vây quanh người hắn, tất nhiên hắn sẽ ung dung đối đáp với các vấn đề của mọi người với mình. Không biết có phải là vì Hách lão gia tử bày mưu hay không, tất cả mọi chuyện vốn được tiến hành cũng không được tiến hành. Buổi tiệc mừng thọ thuần túy là một bữa yến tiệc vui vẻ thoải mái. Nhưng có một khác biệt, đó là khi dùng cơm thì Vương Tử Quân cũng không ngồi cùng bàn với những người đời thứ ba, căn bản được sắp xếp ngồi bên cạnh Hách lão gia tử. Lúc này ở bên ngoài thì Trương Lộ Giai cũng không nên biểu hiện quá thân mật với Vương Tử Quân, nhưng khi quay về xe thì nàng vội vàng hỏi thế nào. Chuyện này thất bại sao? Chương 1377, giúp đỡ tôi sẽ là bánh ít đi bánh quy lại. Đối với một người đàn ông thì vợ giống như món ăn trong mâm, thích thì vươn đũa ra, như vậy với thân phận của Trương Lộ Giai, đối với Vương Tử Quân thì đây là một món ăn cao lương mỹ vị, điều này thì ngay cả Trương Lộ Giai cũng nhận thức được. Nàng quen biết Vương Tử Quân nhiều năm, nàng luôn đấu tranh và vùng vẫy, nàng vừa muốn cắt đứt đoạn tình cảm mờ ám này. Thế nhưng cũng cảm thấy không nỡ. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này thì Trương Lộ Giai đều sinh ra cảm giác vui mừng khó hiểu. Cho dù hắn chỉ ngẫu nhiên đến thăm mình thì cảm giác cô độc tịch mịch trước đó của nàng cũng bị quét sạch. Đến nỗi nàng cảm thấy nếu như mình cho ra yêu cầu không hay với người đàn ông này của mình, như vậy là cực kỳ không hiểu chuyện. Dù sao thì hắn cũng một người đàn ông, trong hồ đầy nước thì nhất định phải sắp xếp chống lũ. Nếu không sẽ sinh ra hồng thủy. Nếu như mình có thể giảm bớt lo nghĩ cho hắn, như vậy sẽ càng có thêm tình cảm mặn nồng. Nếu như nói bây giờ ai sốt ruột nhất, ngoài Triệu Thái Sóc thì đó chính là Trương Lộ Giai. Nàng khác với Triệu Thái Sóc, nàng luôn là một người phụ nữ đứng bên cạnh, thế nên căn bản cũng hiểu vài phần lời nói của Hách lão gia tử với Vương Tử Quân. Trương Lộ Giai là đại biểu của Trương gia, cũng không ai trưng cầu ý kiến của nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất an. Trương Lộ Giai cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, tất nhiên nàng biết rõ không có người trưng cầu ý kiến của mình là thế nào. Nếu không phải có quá nhiều người quen trong tiệc mừng thọ của Hách lão gia tử, chỉ sợ nàng đã kéo Vương Tử Quân đi hỏi cho ra lẽ rồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt sốt ruột của Trương Lộ Giai, hắn cười cười vuốt mũi nàng, thế nào,
chỉ cứ trông ngóng như vậy thì chuyện tốt của em sao có thể thành công được. Cậu đúng là không biết phân biệt. Trương Lộ Giai trừng mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng bất mãn nói. Không thành cũng không có vấn đề. Vương Tử Quân nằm lên lưng ghế, sau đó hắn vung tay mệt mỏi, chuyện này cứ để đó đi đã. Để đó sao, có gì không đồng ý? Trương Lộ Giai chợt giật mình hỏi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trương Lộ Giai, hắn cười cười vui vẻ. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hít vào một hơi, sau đó thổi khói ra trên mặt Trương Lộ Giai rồi cười nói, còn có thể là ai nữa, là em. Em cảm thấy lúc này cơ hội chưa đến, cho dù miễn cưỡng tụ tập lại thì em cũng trả giá rất nhiều, thế cho nên em không quyết định thúc đẩy. Trương Lộ Giai trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói, à, như vậy cũng tốt với cậu. Nếu muốn làm cho người ta đi theo mình, như vậy cậu phải làm cho người ta vài chuyện. Tuy tôi không đi vào trong vòng quan hệ quan trường, thế nhưng cũng biết người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà bỏ mạng, câu nói này căn bản rất đúng. Những mối quan hệ này tuy rắc rối khó gỡ, thế nhưng nếu không có lợi ích làm cơ sở, chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm, sẽ nhanh chóng giải tán đường ai nấy đi. Trương Lộ Giai nói đến đây thì nở nụ cười giống như hồ ly. Ví dụ như bố của tên khốn chán ghét kia, muốn chữ phó của mình biến mất. Còn con trai lớn của Hách lão gia tử thì hy vọng mình tiến lên một bước, mà những thứ này lại cần cậu phải đi đối phó. Sau khi nghe Trương Lộ Giai phân tích rõ ràng thì Vương Tử Quân cảm thấy lựa chọn của mình là cực kỳ chính xác. Xe chậm rãi chạy ra khỏi khách sạn, Trương Lộ Giai giống như có gì đó hưng phấn, khóe miệng khẽ vểnh lên. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của nàng, biết rõ nàng đang nghĩ gì, thế là thầm vui mừng. Có phải cậu phải đi rồi không? Trương Lộ Giai mở miệng hỏi. Vương Tử Quân liếc mắt nhìn Trương Lộ Giai, sau đó chậm rãi nói, hôm nay không đi vội, vì buổi tối còn có chút chuyện. Gương mặt Trương Lộ Giai chợt đỏ ửng, nàng dùng sức đánh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, hắn cảm thấy khá vui sướng. Khi vị trí dần tăng tiến, lý trí thì không muốn gặp mặt Trương Lộ Giai. Thế nhưng khi hai bên gặp mặt thì lý trí căn bản không còn gì. Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà nhìn Trương Lộ Giai, hắn có ý trêu chọc nàng, chị xem mình kìa, chị nghĩ đi đâu vậy? Ý của em là muốn gặp mặt vài người, cũng không giống như những gì chị tưởng tượng. Nếu nói bữa tiệc mừng thọ này làm cho nhiều người thất ý, như vậy Triệu Thái Sóc chính là một trong số đó. Hắn vốn nghĩ dựa vào bữa tiệc hôm nay để củng cố địa vị của mình trong lòng Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ người ta không lĩnh tình. Vương Tử Quân không nói gì, hai vị lão gia tử cũng không nói gì, khi Triệu Thái Sóc định lên tiếng thì nhận được tin không cần phải thảo luận về vấn đề kia. Kết quả như vậy làm cho Triệu Thái Sóc thật sự ngây người, cho dù hắn là một cao thủ khống chế tâm tình, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó áp chế. Con gái Mính Mính đã đi ra ngoài chơi. Triệu Thái Sóc quay về phòng khách sạn mà cảm thấy tâm tình mãi không tốt đẹp hơn được. Khi hắn đang buồn bực xem vấn đề nằm ở chỗ nào, đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó có chút kích động. Chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không uốn nắn cách xưng hô của Triệu Thái Sóc, mà chỉ khẽ nói, chú Triệu, nghe nói trà ở thành phố Vân Mặc rất ngon, bây giờ ngài có rảnh không, cháu mời ngài đi uống trà. Đừng nói là bây giờ Triệu Thái Sóc đang rảnh, cho dù hắn có việc bận thì mà đối mặt với lời mời của Vương Tử Quân thì cũng vui vẻ đi phó ước. Vì thế sau khi nói rõ địa điểm, hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Khi đi vào quán trà thì Vương Tử Quân đã chờ sẵn bên trong, khi thấy Triệu Thái Sóc đi đến thì hắn cười nói, chú Triệu đến rất đúng lúc, cháu vừa mới pha được ấm trà ngon, cũng không biết hương vị thua kém những người chuyên nghiệp như thế nào, mong ngài uống rồi cho ra lời bình. Triệu Thái Sóc lúc này đã khôi phục lại bộ dạng ung dung bình tĩnh, hắn cười ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Hắn thấy Vương Tử Quân định châm trà, thế là nhanh chóng đưa tay cầm lấy ấm trà trước Vương Tử Quân. Chú Triệu, lúc này không phải là chú cháu ta uống trà, đây là cháu muốn thành tâm cảm ơn chú. Sự việc hôm nay làm cho chú phải lao tâm, khi nào đến tương lai cháu có năng lực, nhất định sẽ bánh ít đi bánh quy lại. Triệu Thái Sóc có chút sững sốt. Hàng rào cuối cùng trong lòng đã được hóa giải. Chuyện hôm nay là hắn trăm phương ngàn kế mới sắp xếp được, mất không ít công sức, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Điều này làm cho Triệu Thái Sóc sinh ra cảm giác phí công người mù đốt đèn,
nhưng hắn chỉ muốn tăng tiến quan hệ với Vương Tử Quân, tất nhiên những oán hận trong lòng cũng không thể nói ra cho Vương Tử Quân. Vì vậy hắn chỉ thở dài rồi dùng giọng có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, tôi không làm tốt chuyện này được. Chú Triệu, hôm nay sở dĩ không thành cũng là vì cháu, bản thân cháu đã phụ ý tốt của chú Triệu. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp, vì vậy cháu xin lỗi chú. Vương Tử Quân xin lỗi làm cho Triệu Thái Sóc có chút mơ hồ, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghi ngờ nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi hôm nay vẽ rắn thêm chân, mà cậu xin lỗi là có ý gì? Chú Triệu, chuyện này ngài là xuất phát điểm, tất cả đều là vì tốt cho cháu, điều này cháu vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, dù sau này thế nào cũng không quên. Nhưng hôm nay sở dĩ sự việc không thành cũng là vì cháu cảm thấy chưa đến thời cơ, nếu như cưỡng ép thúc đẩy, như vậy có chút miễn cưỡng. Thời cơ chưa đến, Triệu Thái Sóc có chút sững sốt, sau đó rơi vào trầm ngâm. Hắn cũng là người thông minh, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Đúng là mình quá gấp gáp rồi. Cùng lúc này Triệu Thái Sóc căn bản đưa Vương Tử Quân lên cao thêm một bậc. Dù sao đối mặt với trợ lực như vậy mà Vương Tử Quân vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ kỹ càng, căn bản không dễ dàng chút nào. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Triệu Thái Sóc có chút do dự, sau đó nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, chuyện này. Chương 1378, một khai sáng và khơi dòng lịch sử. Đây cũng là mục đích cháu mời chú Triệu uống trà, hôm nay ngoài việc cảm ơn chú, còn hy vọng chú có thể tiếp tục thực hiện chuyện này dùm cháu. Dù sao nó cũng là chuyện tốt, hơn nữa đến khi thích hợp sẽ được tiến hành. Vương Tử Quân cũng không che giấu mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Triệu Thái Sóc nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thầm run lên. Nếu như nói trước kia hắn cảm thấy Vương Tử Quân đáng giá cho mình bận rộn, nhưng hôm nay hắn hầu như có thể kết luận một người có tâm cơ như thế này, căn bản không thể nào không phát triển mạnh mẽ được. Bố! Hôm nay chú Triệu căn bản làm việc không thành, mất mấy tháng uổng phí tâm cơ, con nhớ đến mà cảm thấy buồn cười. Lộ Kiếm Long ngồi trong phòng khách nhìn Lộ Bình Trường uống trà rồi cười nói. Lộ Kiếm Long hôm nay mất hết mặt mũi, hắn tin tưởng dựa vào thanh danh của mình, không bao lâu sau thì tin tức sẽ được truyền đi khắp nơi. Nếu như cậu chỉ nghĩ được như vậy thì câm miệng lại cho tôi. Lộ Bình Trường nhìn thoáng qua con trai rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Đồng thời tôi nói cho cậu biết, sau này thấy trưởng phòng Vương thì nhất định phải khách khí một chút, nếu tái xuất hiện chuyện như hôm nay, đừng trách tôi đuổi ra khỏi nhà. Bố, một cơ hội tốt như vậy mà hắn không biết nắm bắt, ngài cần gì phải sợ. Con nghĩ rằng, cậu thì biết cái quái quỷ gì, thực tế hôm nay cậu ta làm vậy căn bản bày tỏ chỗ hơn người của mình. Lộ Bình Trường nói đến đây thì không còn hứng thú trò chuyện với con trai, hắn phất tay cho Lộ Kiếm Long có thể rời đi. Vương Tử Quân quả nhiên không giống bình thường. Lộ Bình Trường muốn nhân cơ hội này để tìm chút lợi ích cho mình, không ngờ người ta lại cẩn thận, cũng không cho mình cơ hội này. Tháng 7 giữa hè, sau khi trải qua một kỳ thi tuyển đại học làm cho người ta cảm thấy căng thẳng, một cuộc thi tốt nghiệp lại khuấy động tâm tư của sinh viên trong nước. Lúc này Sở Nội vụ Nam Giang chính thức cho ra thông cáo, muốn tiến hành tổ chức thi tuyển cán bộ công chức. Phạm vi của cuộc thi tuyển lần này không chỉ là Nam Giang, còn mở rộng ra cả nước, chỉ cần là thí sinh có đủ điều kiện ghi danh, ai cũng có thể tham gia. Khi thông cáo được công bố thì Nam Giang căn bản cho ra quy chế thi, điều này căn bản làm cho đám sinh viên đang không tìm được đơn vị thích hợp cho mình cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vương Tử Quân là người thúc đẩy sự việc, hắn cực kỳ chú ý đến hướng đi hiện tại. Tuy thi tuyển chính là xu hướng phát triển khi tuyển chọn cán bộ công chức, thế nhưng hắn hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình để giảm bớt đường vòng, có thể công bình công chính. Tiểu Hà, cậu đổi sang chiếc xe này, chúng ta đi đến xem xét thi tuyển. Sáng sớm Du Giang Vĩ và Tiểu Hà đi đến bên ngoài nhà đón Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân từ bên trong đi ra cũng không lên xe mà chỉ vào xe của Mạc Tiểu Bắc rồi nói với Tiểu Hà. Khi Vương Tử Quân liên tục áp dụng hàng loạt cử động ở công tác tổ chức, Du Giang Vĩ càng cảm thấy những phương thức này cực kỳ đổi mới, hơn nữa còn đẩy mạnh quyền lực của lãnh đạo trong tỉnh Nam Giang, căn bản càng nghe lời phân phó của lãnh đạo. Sau khi nghe Vương Tử Quân phân phó đổi xe của bọn họ thành của Mạc Tiểu Bắc, bọn họ biết hôm nay là cải trang vi hành, thế nên cũng không lên tiếng, nhanh chóng đổi xe, sau đó mở cửa mời Vương Tử Quân ngồi vào trong.
Xe đi cực kỳ tốt, chỉ 10 phút sau thì bọn họ đã đi đến hiện trường báo danh. Dù bọn họ đến có hơi muộn, thế nhưng lúc này ở trung tâm báo danh, người đến báo danh đã xếp thành một đội ngũ rất đông. Đủ tiếng nghị luận vang lên, bầu không khí có chút ồn ào, Vương Tử Quân nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau đó nói với Du Giang Vĩ một câu là đi ra xem xét, sau đó tự đi một mình. Du Giang Vĩ thấy thế thì tranh thủ xuống xe, Vương Tử Quân đi phía trước cũng không bắt chuyện với hắn. Du Giang Vĩ cảm thấy lãnh đạo của mình hôm nay có hơi lạ, lúc này mới hiểu rõ, thì ra lãnh đạo đã thay đổi bộ tây phục hàng ngày bằng một bộ quần áo bình thường. Người ngoài nhìn vào căn bản cảm thấy trưởng phòng Vương không khác gì một sinh viên vừa ra trường. Vương Tử Quân bước đi cực kỳ nhàn nhã, cũng rất đặc biệt. Du Giang Vĩ không một lần suy xét qua tập quán sinh hoạt của Vương Tử Quân, kể cả kiểu cách đi lại. Du Giang Vĩ phát hiện rất nhiều người phát triển đắc chí thường có một bệnh chung, đó là đi đường có vẻ nhẹ tênh, như bay lên. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, lãnh đạo cất bước với bộ dạng không khác gì người thường. Nó không giống như của người trong quan trường, giống như bước chân của một người từng được rèn luyện trong quân đội, rất nghiêm chỉnh. Thế nhưng dáng đi như vậy lại giống như có khí thế khó nói nên lời, biết đâu đó cũng chính là quan uy. Du Giang Vĩ đi bên cạnh, cũng không hoàn toàn là song song, luôn bảo chỉ khoảng cách nửa bước chân. Tuy Vương Tử Quân lớn hơn hắn vài tuổi, thế nhưng nhìn Vương Tử Quân đi tới đi lui, Du Giang Vĩ vẫn sinh ra ảo giác giống như trưởng phòng Vương còn trẻ tuổi hơn mình. Tôi chuẩn bị ghi danh làm cán bộ cục công thương thành phố Lâm Hồ, nghe nói nơi đó đãi ngộ tốt, nếu có thể thi đậu thì rất tốt. Có nhiều chỗ tốt lắm, với thực lực của anh, tiến vào văn phòng tỉnh ủy cũng dư dả. Tôi cảm thấy anh nên nhìn xa hơn một chút. Ôi, tôi thấy các anh rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày, những người kia căn bản cũng không kém, thế nên cũng không phải chúng ta thi là sẽ đậu. Tôi nghe nói có một vài chức vụ đã sớm có dự định rồi. Khi nhóm sinh viên kia lên tiếng nghị luận, một người hơn 20 tuổi chợt khẽ nói. Những lời lẽ như vậy nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế là tất cả đều nhìn về phía bên này. Người trẻ tuổi kia thấy có vài người coi trọng việc này, hắn cảm thấy cơ thể như bay lên, thế là dùng giọng thần bí nói, anh của tôi công tác trong sở nội vụ tỉnh, anh ấy nói lần này có không ít con em lãnh đạo tham gia thi, anh nói xem chúng ta có thể tranh chấp vị trí với bọn họ được không? Đám người vốn có cảm xúc sôi sục, thế là có chút ảm đạm. Du Giang Vĩ nhìn người thanh niên kia, thế là sinh ra cảm giác không tốt. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, thấy lãnh đạo đang chú ý lắng nghe, hắn cũng không chen lời vào. Hắn định tiến lên động viên đám sinh viên kia, yêu cầu bọn họ không nên nghi vấn công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy. Khi Du Giang Vĩ định tiến lên thì chợt có một nữ sinh viên tóc ngắn nói, con cái của lãnh đạo thì sao? Nếu như công bình công chính, tôi cũng không tin chúng ta không vượt qua được bọn họ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải về tay không? Có thể thi được hay không là do chúng ta định đoạt, nếu thành tích của bọn họ hơn chúng ta, như vậy dù thất bại tôi cũng cam lòng. Nhưng chỉ sợ trong này có vài vấn đề, cuối cùng thì kết quả vẫn như cũ, vẫn là chúng ta may áo cưới cho người ta. Bốn phía trở nên trầm mặc, đám thanh niên vốn đang cảm thấy hứng khởi chợt trở nên dao động bất định. Chương 1378, 2, khai sáng và khơi dòng lịch sử. Lời này của anh cũng không đúng, vài ngày trước tôi đã xem qua tài liệu của phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, trưởng phòng tổ chức đã tỏ thái độ rất rõ ràng, sẽ kiện toàn cơ chế tuyển chọn cán bộ công chức, căn bản chú trọng công bằng công chính, không thể có khả năng cho người ta thích làm gì thì làm. Cô gái nói làm cho đám bạn bè chung quanh có thêm chút niềm tin, người thanh niên bên kia cũng cười cười nói. Trên có chính sách dưới có đối sách, tôi cũng tin vào lời nói của lãnh đạo, thế nhưng cuộc thi này có thật sự thực tế hay không thì khó mà nói được. Ngay cả thi đại học cũng có vấn đề, như vậy huống hồ là chuyện này. Một vị trưởng phòng tổ chức không thể nào tự làm mọi thứ được, chẳng lẽ phải đến giám sát cả trường thi? Dù là như vậy thì vẫn phát sinh lỗ hổng. Người thanh niên kia nói đến đây thì chợt cảm thán, nếu như lãnh đạo nhắm một mắt mở một mắt, như vậy những người có quan hệ căn bản sẽ được mở rộng cửa, chúng ta muốn thắng được bọn họ sao? Đúng là mơ tưởng. Đám người nghe những lời của tên thanh niên thì không biết nói gì hơn, cảm xúc hạ xuống khá thấp. Người thanh niên kia thấy tất cả mọi người đều mất hứng thì giảm thấp âm thanh nói với đám người chung quanh, tôi nói mọi người cũng đừng nói cho ai nhé. Tôi có một người đồng hương là bạn cùng phòng với Trần Tử Khải,
theo lời của Trần Tử Khải thì hắn ghi danh thi làm cán bộ của tỉnh đoàn. Các anh biết rõ anh ấy vì sao không quá lo lắng không, vì Diêu Trung Tắc chính là dượng của anh ấy. Mặc dù phần lớn đều là sinh viên, thế nhưng bọn họ cũng biết Diêu Trung Tắc là ai. Đa số mọi người đều hiểu vấn đề, thế cho nên sau khi nghe những lời của tên thanh niên kia thì đa số chọn trầm mặc. Ôi, xưa nay đều lưu hành quan lại bao che cho nhau, tôi nói cho mọi người biết, trưởng phòng Vương tuy chính trực nhưng có một số việc không làm chủ được, ví dụ như vấn đề của Trần Tử Khải. Những người kia thảo luận ra sao thì Du Giang Vĩ cũng không mở miệng, nhưng bây giờ xem ra đám người kia đang cố gắng làm giảm thấp hình tượng của trưởng phòng, hắn không thể không mở miệng. Tuy bây giờ không còn là thời cổ đại, nhưng tư tưởng chủ nhục thì thần đau vẫn là thâm căn cố đế, huống hồ Vương Tử Quân còn ở chỗ này. Này, cậu em, bây giờ mới là lúc báo danh, cậu đã tỏ ra ú rũ như vậy, điều này cực kỳ bất lợi cho thành tích thi tuyển của cậu. Hơn nữa có phải là công bình công chính hay không thì phải thi mới biết được, cậu cần gì phải ở đây nói loạn lên. Cách ăn mặc của Du Giang Vĩ rõ ràng là một cán bộ công chức, tên thanh niên kia nhìn Du Giang Vĩ rồi cười nói, chú à, nhìn anh thì giống như là người đang tham gia công tác, bên trong thế nào thì anh hiểu rõ ràng. Thế nào, còn muốn gạt chúng tôi sao? Tôi nói cho anh biết, sinh viên thời nay cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Chúng tôi đã gặp nhiều bầu không khí xã hội không lành mạnh rồi. Tên kia vừa nói vừa nháy mắt với những người chung quanh, thế là mọi người không nhịn được mà cười lên ha hả. Du Giang Vĩ căn bản là mất mặt, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy Vương Tử Quân đã đi rồi. Lúc này Du Giang Vĩ trừng mắt nhìn tên thanh niên kia, sau đó nhanh chóng theo Vương Tử Quân đi ra ngoài. Khi đi đến nơi không có mấy người, Du Giang Vĩ chợt khẽ nói, trưởng phòng Vương. Không phải tôi so đo với những sinh viên kia, tôi chỉ sợ lời nói của bọn họ ảnh hưởng đến tính tích cực của công tác báo danh. Vương Tử Quân hiểu tâm tư của Du Giang Vĩ, hắn cười nói với Du Giang Vĩ, những chuyện thế này căn bản không dễ giải thích, lúc này công tác thi cử mới bắt đầu được triển khai, có những nghị luận như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ cần chúng ta dùng hành động thực tế để chứng minh công tác tuyển sinh lần này là công bình công chính. Như vậy sẽ dễ dàng hơn chuyện mất công phí lời với bọn họ. Trưởng phòng Vương nói đúng, vừa rồi tôi căn bản không kiểm soát được tâm tình của mình. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân cười cười thì khẽ nói. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì, hắn đi xem xét hiện trường báo danh vài lượt, sau đó leo lên xe. Lần này Sở Nội vụ tỉnh ủy chuẩn bị có chút vội vàng, thế nhưng nhìn qua lại có vẻ quy phạm hơn những đợt dự thi vào kiếp trước. Xe chậm rãi rời khỏi hiện trường báo danh, hoàn cảnh bốn phía chậm rãi hiền ả thoải mái hơn. Du Giang Vĩ thầm định giá những lời nói của mình vào ngày hôm nay, đúng lúc này Vương Tử Quân chợt nói, cậu nên chú ý với công tác thi cử lần này, đặc biệt là danh sách thí sinh tham gia. Du Giang Vĩ chợt sững sờ, ngay sau đó hắn đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng tỏ thái độ, trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, hắn chưa ngồi được bao lâu thì nhận được điện thoại của một vị cục trưởng trong ban tổ chức trung ương. Vị cục trưởng kia gọi điện thoại căn bản rất khách khí với Vương Tử Quân, nó cho hắn biết tuyến trên cực kỳ coi trọng công tác thi tuyển cán bộ công chức ở tỉnh Nam Giang, cảm thấy rất hài lòng với những thành tích mà tỉnh Nam Giang đạt được trong hành động cải cách nhân sự lần này, sau đó sẽ chuẩn bị đến Nam Giang kiểm tra khảo sát công tác nhân sự. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn chú trọng công tác nghiên cứu nhân sự, tất nhiên thành tích lớn nhất của đơn vị chính là được lãnh đạo đi đến kiểm tra tổng kết kinh nghiệm, do đó tiến hành mở rộng. Lúc này công tác cải cách nhân sự ở Nam Giang đang được triển khai từng bước, lãnh đạo thượng cấp cũng bắt đầu coi trọng một địa phương thí điểm như Nam Giang. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và khẽ xoa thái dương, tuy đây là một tin tức theo đúng thông lệ, thế nhưng những ngày qua vất vả qua lại làm hắn cảm thấy mệt mỏi khó chịu nổi. Vương Tử Quân cố gắng bình ổn tâm tình của mình, hắn cầm văn kiện lên nhìn. Tuy văn kiện này biểu hiện tinh thần chỉ thị rất rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn. Dù sao kiếp trước đã chứng minh nhiều sai lầm, thật sự cũng không nên đi theo những con đường sai lầm như vậy, cố gắng tìm ra những biện pháp giải quyết sai lầm là có chút khó chịu, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy nếu như giảm bớt sai lầm thì tất cả căn bản rất đáng giá. Trưởng phòng Vương, đây là loại trà vô hại mà thành phố La Nam mới trồng được, tôi đặc biệt hái từ nông thôn đưa đến cho ngài.
Đảng Hằng cầm một hộp trà trong tay đưa cho Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân căn bản rất vui vì Đảng Hằng đến Nam Giang thăm mình. Hắn tiếp nhận hộp trà, khẽ mở nắp, cảm thấy hương thơm mát xông vào mũi. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố La Nam đã chú trọng đẩy mạnh diện tích trà, vì có cơ sở tốt đẹp như vậy mà lúc này trà của La Nam đã chiếm lĩnh hơn một nửa thị trường trong nước. Đảng Hằng, xem ra anh rất hiểu tôi. Vương Tử Quân đặt hộp trà xuống rồi nói. Trưởng phòng ngài ở chỗ này có thiếu người không? Nếu thiếu người thì dứt khoát điều tôi đến là được. Đảng Hằng uống một ngụm trà rồi nhanh chóng tiếp lời. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói theo lời của Đảng Hằng. Lúc này Đảng Hằng là trưởng phòng tổ chức thành phố La Nam, 2 năm qua thành phố La Nam liên tục phát triển mạnh mẽ, bây giờ cán bộ thành phố La Nam đều được điều phối vị trí cao, mặc dù Đảng Hằng chỉ là trưởng phòng tổ chức thị ủy, thế nhưng cũng là một vị cán bộ cấp giám đốc sở. Chương 1379, một phát triển quá nhanh. Nếu như Đảng Hằng đến, như vậy phải sắp xếp cho một vị trí giám đốc sở. Tuy Vương Tử Quân đã nắm chắc phòng tổ chức tỉnh ủy trong tay, muốn lấy cho Đảng Hằng một vị trí lãnh đạo thành phố cũng không là quá khó, thế nhưng đối với Đảng Hằng nếu chạy đến một tỉnh cạnh tranh dữ dội về kinh tế như Nam Giang cũng không phải chuyện tốt, còn không bằng làm một nhân vật xuất chúng để dễ dàng phát triển hơn trong tỉnh Sơn Nam. Là ai đề xướng các anh đến Nam Giang học tập vậy? Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi khẽ hỏi Đảng Hằng. Đảng Hằng lần này đến tỉnh Nam Giang chính là một hoạt động trao đổi học tập của phòng tổ chức tỉnh ủy Sơn Nam. Đi theo hắn còn có các vị trưởng phòng tổ chức thị ủy trong tỉnh, còn có cả trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy dẫn đội ngũ. Người dẫn đội ngũ tổ chức tỉnh Sơn Nam đến Nam Giang chính là lãnh đạo mới của khối tổ chức tỉnh, là Lý Dật Phong. Là trưởng phòng Lý đề nghị, Đảng Hằng cũng không giấu giếm Vương Tử Quân ở sự kiện này, hắn vừa đến Nam Giang thì nhanh chóng tìm đến báo danh với Vương Tử Quân. Thứ nhất là cùng lãnh đạo gặp mặt sau thời gian dài không liên hệ, trong lòng có vài phần tưởng niệm. Thứ hai chính là đến báo cáo tư tưởng với Vương Tử Quân, nói rõ những ý nghĩ và mục đích của đoàn tỉnh Sơn Nam khi đến học tập trao đổi kinh nghiệm lần này, cũng để cho trưởng phòng Vương dễ dàng chuẩn bị. Lý Dật Phong cũng xem như là một người quen mà Vương Tử Quân sớm tiếp xúc ở tỉnh Sơn Nam. Khi hắn đi vào Sơn Nam thì Lý Dật Phong còn là chủ tịch thành phố An Dật, sau đó trở thành bí thư thị ủy, bây giờ từ vị trí bí thư thị ủy tiến lên trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân có vài năm làm thuộc hạ của Lý Dật Phong, nhưng khi đó quan hệ giữa hắn và Lý Dật Phong là khá bình thường, sau khi Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam thì mối quan hệ này dần phai nhạt. Vị trưởng phòng Lý kia cũng chuẩn bị cải cách nhân sự tỉnh Sơn Nam sao? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi khẽ cười nói. Điều này cũng không nghe nói, nhưng tôi cảm thấy trưởng phòng Lý thật sự muốn mượn xu thế cải cách để cho ra chút điều chỉnh và thay đổi. Nếu không thì khó thể nào làm vững chắc địa vị của anh ấy hiện tại. Khi mà Đảng Hằng được tôi luyện nhiều năm trên vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy, phương diện tiếp thu ý đồ của lãnh đạo càng được đề cao hơn. Cho dù bình phán về lãnh đạo trực tiếp thế nhưng cũng nói chúng tim đen mà không chút khiếp đảm. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu ý nghĩ của trưởng phòng Lý. Tuy tâm tư hiệu quả và lợi ích của Lý Dật Phong khá mạnh, thế nhưng ít nhất đối phương cũng đã đến Nam Giang. Thế cho nên cũng thấy được đối phương có một mặt tích cực. Thế cục ở tỉnh Sơn Nam khác biệt với Nam Giang, nhưng phương diện cải cách nhân sự căn bản là xu hướng phát triển. Lý Dật Phong muốn nhân cơ hội này để dựng lên quyền uy của mình trong tỉnh Sơn Nam, rõ ràng là một hành vi nhất cử lưỡng tiện. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì điện thoại trên bàn làm việc chợt vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, là một dãy số xa lạ trong tỉnh Sơn Nam. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó khoát tay áo với Đảng Hằng, lại cầm điện thoại lên cười nói, chào ngài, tôi là Vương Tử Quân. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, đã lâu rồi không gặp, bây giờ ngài rõ ràng là quá xuân phong đắc ý rồi. Tôi đến tìm ngài để học hỏi kinh nghiệm, tôi là Lý Dật Phong. Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói thân mật của Lý Dật Phong. Mặc dù khi ở tỉnh Sơn Nam không có nhiều kết giao với Lý Dật Phong, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân ở Sơn Nam, hắn lại không thể nào bất hòa khách sáo với Lý Dật Phong. Dù thế nào thì trước kia Lý Dật Phong vẫn là thượng cấp của hắn. Lần này đám người Đảng Hằng chạy đến, Vương Tử Quân đang tổ chức công tác thi tuyển cán bộ công chức, vì vậy công tác tiếp đón đoàn người Lý Dật Phong được giao cho Phó Phòng Thường vụ Phòng Tổ chức Long Điền Hỷ.
Khi nhóm người Lý Dật Phong xuống máy bay thì Vương Tử Quân có gọi điện thoại nói vài lời bày tỏ sự áy náy của mình, cũng chuẩn bị cho ngày mai gặp mặt Lý Dật Phong, không ngờ bây giờ Lý Dật Phong lại gọi điện thoại đến. Chào lão lãnh đạo, chúng ta thật sự đã lâu không gặp, hôm nay đáng lý ra tôi phải đến sân bay đón ngài, nhưng tạm thời có chút chuyện, bí thư Thừa Dân để tôi nắm chắc xử lý, thế cho nên kính mong ngài tha thứ cho. Vương Tử Quân ngoài miệng thì chào hỏi Lý Dật Phong, thế nhưng cũng không quên giải thích vì sao hôm nay không đi nghênh đón đối phương. Thực tế thì chuyện nghênh đón này là thế nào, Vương Tử Quân và Lý Dật Phong căn bản đều hiểu rõ trong lòng. Trong thể chế có quy luật bất thành văn ở phương diện quy cách nghênh đón, không thể nào huy động nhân lực vượt qua được. Vương Tử Quân chăm chú giải thích như vậy chỉ là biểu hiện thái độ lấy lòng của mình. Trưởng phòng Vương, nhà của anh ở trong khu thường ủy tỉnh ủy có phải không? Tôi chuẩn bị đến nhà anh quấy rầy một chút, anh cũng không phải không chào đón đấy chứ. Sau khi nói đùa vài câu thì Lý Dật Phong khẽ cười hỏi. Lý Dật Phong và Vương Tử Quân có vị trí như nhau ở hai tỉnh Sơn Nam và Nam Giang, lúc này Lý Dật Phong chủ động đến nhà thăm hỏi Vương Tử Quân, nhìn từ phương diện nào đó rõ ràng là chủ động sơn son thiếp vàng lên mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không thể nào đồng ý, vì nếu như vậy sẽ không quá tôn trọng lão lãnh đạo của mình. Hắn cười cười nói, lão lãnh đạo, năm xưa tôi có thể phát triển tốt căn bản không thể nào xa rời sự giúp đỡ mạnh mẽ của ngài. Bây giờ tôi mới quay về thành phố, đang chạy về phía khách sạn, ngài cứ nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau tôi sẽ đến. Lý Dật Phong mở miệng từ chối một phen, sau đó mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn nói với Đảng Hằng, vốn chuẩn bị về nhà uống với anh vài ly, bây giờ trưởng phòng Lý lại gọi điện thoại đến. Xem ra tôi còn phải đi qua cửa ải của lão lãnh đạo trước cái đã. Tuy Vương Tử Quân ngoài miệng nói rất thân thiết nhưng Đảng Hằng nghe và cảm thấy có chút hương vị không quan tâm. Lý Dật Phong là người mới lên làm trưởng phòng tổ chức chưa lâu, thế nhưng cũng là một người có thể dậm chân làm chấn động Sơn Nam. Rất nhiều cán bộ cùng thời với Vương Tử Quân căn bản kính sợ Lý Dật Phong một phép, nhưng Vương Tử Quân lại không giống người thường, hắn gọi Lý Dật Phong là lão lãnh đạo cực kỳ thoải mái. Cảm giác ngang hàng càng thể hiện vị trí ngang hàng giữa Vương Tử Quân và Lý Dật Phong. Khi Đảng Hằng chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là cười cười nói với Vương Tử Quân, là trưởng phòng Lý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỏ ý cho Đảng Hằng nghe điện thoại. Sau khi bấm nút nghe thì bên kia vang lên giọng nói của Lý Dật Phong, trưởng phòng Đảng Hằng, tôi là Lý Dật Phong, lát nữa trưởng phòng Tử Quân sẽ đến. Tôi và anh đi ra nghênh đón. Mặc dù là sắp xếp công tác thế nhưng lời nói của Lý Dật Phong lại có vài phần nịnh nọt, điều này làm cho Đảng Hằng cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Hắn chắc chắn không bước lên con thuyền của Lý Dật Phong, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với đối phương. Đắc tội với lãnh đạo trực tiếp của mình là hành vi ngu dốt, huống chi Đảng Hằng là người có tâm tư kín đáo, căn bản cũng không muốn làm ra những việc lỗ mãng. Đảng Hằng sảng khoái đồng ý. Sau khi nghe Lý Dật Phong bên kia cúp điện thoại thì Đảng Hằng mới nói, trưởng phòng Vương, vừa mới nhận được điện thoại của trưởng phòng Lý, yêu cầu tôi cùng anh ấy đi đón ngài đại giá quang lâm. Chương 1379, hai phát triển quá nhanh. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi cho người đưa anh đi trước, một lúc sau tôi sẽ đi. Vì thời gian khẩn cấp nên Đảng Hằng cũng không dám trì hoãn thời gian, hắn nhanh chóng chạy vội xuống lầu. Dù nói ở phương diện tâm lý thì Đảng Hằng tình nguyện trò chuyện nhiều hơn với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn còn nhiều thời gian khảo sát ở Nam Giang, nếu thừa cơ hội này để nối gần quan hệ với lãnh đạo hơn, hắn căn bản sẽ rất thích thú. 10 phút sau thì Vương Tử Quân đi đến cửa chính của khách sạn Nam Giang, lúc này hắn thấy Lý Dật Phong đem theo Đảng Hằng và một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng đón ở đại sảnh khách sạn. Lý Dật Phong bây giờ không khác gì khi Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Ngoài trừ mập hơn một chút so với khi là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy, thế nhưng trên cơ bản thì không có thay đổi gì quá lớn. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì Lý Dật Phong nở nụ cười vui vẻ, mà Vương Tử Quân cũng nhanh chóng vươn hai tay nói, chào lão lãnh đạo, chào mừng ngài đến tỉnh Nam Giang kiểm tra chỉ đạo công tác. Lý Dật Phong vừa bắt tay với Vương Tử Quân vừa cười nói, trưởng phòng Tử Quân, chỉ đạo công tác thì không dám. Chúng tôi lần này đến Nam Giang chủ yếu là học tập kinh nghiệm. Anh là lãnh đạo từ tỉnh Sơn Nam đi ra, anh cũng không nên cất giấu không chịu chia sẻ với nhà mẹ đẻ của mình được.
Trí nhớ của Vương Tử Quân với Lý Dật Phong chủ yếu là khi đối phương còn công tác ở thành phố An Dật, khi đó Lý Dật Phong căn bản khá lạnh lùng, thế cho nên khai hai người là thường ủy tỉnh ủy, vì công tác ở hai thành phố khác nhau nên cũng không kết giao nhiều. Lúc này Lý Dật Phong tỏ ra nhiệt tình càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy câu nói người hai mặt căn bản là rất đúng. Hai người bắt tay trò chuyện với nhau, Lý Dật Phong chỉ vào Đảng Hằng rồi nói, trưởng phòng Vương, đây là bộ hạ cũ của anh, cũng không cần tôi giới thiệu nữa. Trưởng phòng Lý, ngài nói những lời này là không đúng, phải nói là hai chúng tôi đều là bộ hạ cũ của ngài. Vương Tử Quân vừa bắt tay Đảng Hằng vừa mỉm cười nói. Mặc dù biết những lời này của Vương Tử Quân không thể coi là thật, thế nhưng ô ột người cường thế như Vương Tử Quân lại tỏ ra khiêm tốn với mình, điều này làm cho Lý Dật Phong cảm thấy rất mỹ mãn. Lúc này hắn cười cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta lên lầu rồi nói sau. Vương Tử Quân căn bản rất muốn biết người đứng sau Lý Dật Phong là ai, thế nhưng thấy Lý Dật Phong không giới thiệu, hắn nghĩ đó là thư ký của Lý Dật Phong, nhưng lại cảm thấy kỳ quái vì người này có vẻ quen quen. Thật ra không phải chỉ là Vương Tử Quân có tâm tư muốn chào hỏi vị thư ký kia của Lý Dật Phong, mà vị thư ký kia cũng có ý nghĩ như vậy. Thư ký của Lý Dật Phong tên là Đồng Hải Xuyên, chính là vị thư ký cuối cùng của Lý Dật Phong khi công tác trên vị trí chủ tịch thành phố An Dịch. Khi hắn làm thư ký cho Lý Dật Phong, lúc đó Vương Tử Quân còn là chủ tịch huyện bên dưới. Khi đó Đồng Hải Xuyên làm thư ký cho Lý Dật Phong, hắn căn bản thích xưng anh em với những vị bí thư và chủ tịch huyện bên dưới. Nhưng vì Vương Tử Quân không có quan hệ với Lý Dật Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân cũng rất ảm đạm. Khi đó Đồng Hải Xuyên cảm thấy không phục một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi như Vương Tử Quân, hơn nữa hắn còn chuẩn bị để mình vượt qua người này. Hắn nhớ mang máng là khi đó có một đợt tập trung hoạt động, khẩu hiệu chính là đẩy mạnh học tập, khi đó làm hắn có ấn tượng rất sâu. Những người hành tẩu trong quan trường nào không có ai muốn triển khai mở rộng công tác của mình. Thế nhưng chưa chắc là có vị lãnh đạo nào học tập tốt được. Đồng Hải Xuyên nghĩ chỉ cần vài năm mà thôi. Chỉ cần mình được chủ tịch Lý tán thưởng, vài năm sau sẽ không khó đi xuống làm chủ tịch huyện. Nhưng làm cho Đồng Hải Xuyên mở rộng tầm mắt chính là vài năm qua đi mà lý lịch chính trị của hắn vẫn như trước, vẫn là thư ký cho Lý Dật Phong, còn Vương Tử Quân đã không còn là Vương Tử Quân của ngày nào. Phải nói là vài năm qua hắn phát triển rất khó hiểu, vì mỗi lần hắn cảm thấy vị trí ngay trước mặt, chỉ cần với tay là có được, thế nhưng dù hắn cố gắng thế nào thì vị trí kia vẫn chạy đi. Nhưng khoảng cách chỉ là một bước ngắn, hắn vẫn căn bản không thể nào nắm giữ được. Nếu như nói năm xưa Đồng Hải Xuyên sinh ra cảm giác ngạo mạn vì ngang hàng với Vương Tử Quân, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã đi quá xa, là một tồn tại mà hắn chỉ có thể đứng bên dưới nhìn lên ngưỡng mộ mà thôi. Dù sao Vương Tử Quân cũng đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, ở góc độ nào đó thì xem như đã vượt qua độ cao của Lý Dật Phong. Chào anh! Tôi là Du Giang Vĩ của phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, rất vui được gặp anh, có chuyện gì ngài cứ liên lạc với tôi. Khi Đồng Hải Xuyên đang cảm thấy khổ sở, người trẻ tuổi đi theo sau lưng Vương Tử Quân chợt dùng giọng lễ phép mà không thiếu nhiệt tình nói với hắn. Dù anh là quan viên hay thương nhân, nếu anh là một nhân vật có thân phận, trên người ít nhất cũng có một dấu ấn, cho dù là người thường nhìn vào cũng nhìn ra được. Đồng Hải Xuyên vì tính chất công tác mà gặp qua vô số người. Tuy nói người kia giới thiệu rất an phận, thế nhưng hắn hiểu người này căn bản một tấc không rời với Vương Tử Quân. Người này luôn bảo trì khoảng cách nửa bước với Vương Tử Quân, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng được chú ý thấu đáo, thế cho nên rõ ràng là thư ký của Vương Tử Quân. Nghĩ đến phương diện mình tuy không thể kết giao với Vương Tử Quân, thế nhưng lại có thể làm tốt công tác với thư ký của Vương Tử Quân, điều này cũng không tồi, hắn chợt cười nói tôi là Đồng Hải Xuyên, chào anh. Sự kiện xen kẽ giữa Đồng Hải Xuyên và Du Giang Vĩ căn bản không làm ảnh hưởng đến sự kiện Lý Dật Phong gặp mặt Vương Tử Quân. Sau khi Lý Dật Phong ngồi vào vị trí của mình, hắn cũng không nói đến chuyện công tác, trọng điểm nhắc lại những ngày tháng ở thành phố An Dịch. Tất nhiên trong quá trình này hắn nói nhiều nhất đến sự lãnh đạo của Bí Thư Trịnh Đông Phương, đã học được nhiều điều. Đồng thời cũng tán dương Bí Thư Trịnh Đông Phương đã cho ra nhiều cống hiến với thành phố An Dịch. Nếu như người không biết sẽ cho rằng hắn phối hợp công tác cực kỳ thân mật với Trịnh Đông Phương ở thành phố An Dịch. Nhưng những thứ này cũng không quan trọng,
chủ yếu là lúc này Lý Dật Phong nói như vậy rõ ràng là muốn dựng lên mối quan hệ mật thiết với Vương Tử Quân. Vì năm xưa Vương Tử Quân là một thành viên thủ hạ cực kỳ có khả năng của Trịnh Đông Phương. Hai người nói cười một lúc, sau đó rượu và thức ăn được dâng lên. Khi Vương Tử Quân kính Lý Dật Phong hai ly, Lý Dật Phong cũng nâng ly lên nói, trưởng phòng Tử Quân, rồng đặt nơi nào cũng là rồng, trước đó khi cậu đến Nam Giang thì có người còn nói chuyến đi này không rõ là phúc hay họa, nhưng trong mắt tôi thì dù cậu đến nơi nào đều có thể công tác xuất sắc, vì hoàn cảnh là nhân tố bên ngoài thế nhưng nhân tài mới là nhân tố quyết định. Lúc này tỉnh Nam Giang đang hừng hực khí thế cải cách nhân sự, điều này làm cho tỉnh Sơn Nam rất hâm mộ. Lúc này đang vào xu thế cải cách cấp bách, kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ nhiều hơn cho công tác cải cách nhân sự của tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân cảm thấy có chút đỏ mặt vì lời tán dương của Lý Dật Phong, cũng không phải là hắn cảm thấy mình không đảm đương nổi, chủ yếu là Lý Dật Phong nói quá rõ ràng. Vương Tử Quân uống cạn ly với Lý Dật Phong, lúc này mới cười nói, lão lãnh đạo, ngài nói vậy là quá dối. Nam Giang cải cách nhân sự căn bản là triển khai mở rộng dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Diệp và chỉ đạo của Hội nghị Thường ủy, tôi cũng không dám tự ngạo kể công, như vậy là mua danh chuộc tiếng. Nhưng có một phương diện tôi có thể đảm bảo với ngài, đó là chỉ cần những gì Nam Giang đã dùng thực tế chứng minh thì lão lãnh đạo cứ đưa đi, tôi tuyệt đối không che giấu. Lý Dật Phong cười hai tiếng, sau đó mới bỏ qua đề tài này. Chương 1380, da mặt dày có thể ăn thịt. Những ngày qua Diêu Trung Tắc luôn có khách quý đến nhà, vài vị lãnh đạo thành phố tuyến dưới vội vàng chạy về tỉnh, căn bản là nối liền không dứt. Lúc này ngoài đường có người trêu chọc là vài ngày qua bất cứ lúc nào cũng thấy có xe của lãnh đạo chạy trên đường, thế cho nên khu nhà thường ủy tỉnh ủy cũng bắt đầu xuất hiện tình huống giao thông hỗn loạn. Trong quan trường thường chú ý đến trật tự trước sau, lúc này đang tiến hành cải cách nhân sự, không có mấy người thật sự ngồi yên được. Lúc này tỉnh Nam Giang là như vậy, tỉnh khác cũng không chịu tụt hậu. Lý Dật Phong lần này sở dĩ dẫn đội ngũ đến Nam Giang khảo sát cũng là vì trước đó khi về thủ đô họp thì nghe một vị lãnh đạo nói đến chuyện này. Khi đó lãnh đạo đã dùng giọng điệu nhấn mạnh để nói rằng bất kỳ công tác gì cũng phải tiến lên, cần phải dùng ánh mắt phát triển để nhìn vào vấn đề, duy trì công tác cần phải có cơ chế riêng và dũng khí, căn bản phải thấy sai biết truy cứu, không nên động vào là phạm lỗi. Mặc dù vị lãnh đạo này đã rời khỏi cương vị công tác, thế nhưng căn bản biết được nhiều chuyện. Sau khi hiểu ý của lãnh đạo, Lý Dật Phong bắt đầu suy xét, phải làm sao để tìm được thành tích ở phương diện này. Dân gian có lưu hành một câu nói như thế này, cái gì cũng không biết thì đi làm quan, như vậy chỉ cần ngồi chỉ huy là được. Giống như làm quan không cần trí tuệ gì cao siêu, Lý Dật Phong xem ra những lời này căn bản là sai lầm. Làm quan khó khăn nhất chính là có thể thành công, vì tất cả mọi người đều là tinh anh. Ngoài chỉ số thông minh cao vời, ít nhất cũng phải hiểu cách ứng xử, hai thứ này không thể thiếu, thậm chí là chủ yếu. Nếu như người nào nghĩ rằng người khác là kẻ ngốc, mình là kẻ khôn khéo, như vậy sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vì sao mới có thể làm được như người ta, làm tốt hơn người ta? Lý Dật Phong trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới quyết định cho ra hành động, tổ chức đội ngũ đến Nam Giang học tập khảo sát kinh nghiệm, dùng ý nghĩ này để dựa vào Vương Tử Quân. Biết đâu Vương Tử Quân cũng hy vọng có người đi cùng. Bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân đồng ý thì hắn không khỏi cảm thấy yên tâm hơn. Hai người trao đổi thêm vài vấn đề về lựa chọn cán bộ, về việc thi tuyển nhân viên nhà nước, về việc xây dựng tổ chức cơ sở, căn bản càng nói càng đầu cơ. Sau khi uống xong một bình rượu thì hai bên mới tách ra với bộ dạng lưu luyến không rời. Vì đã có hẹn nên ngay từ hôm sau Vương Tử Quân đã bắt đầu trọng điểm trao đổi học tập kinh nghiệm với đoàn công tác của tỉnh Sơn Nam. Lần này cán bộ từ tỉnh Sơn Nam đến có nhiều người mà Vương Tử Quân quen biết, hai bên gặp mặt thì có chút náo nhiệt. Đây là quy trình thi tuyển cán bộ công chức của tỉnh Nam Giang chúng tôi, tuy còn vài lỗ hổng chưa thể nào tu sửa được, thế nhưng chúng tôi đã bắt đầu công tác hoàn thiện. Vương Tử Quân đi đến bên cạnh thông cáo về chương trình thi tuyển cán bộ công chức của tỉnh Sơn Nam rồi khẽ giới thiệu với Lý Dật Phong. Lý Dật Phong nhìn mà liên tục gật đầu, hắn là người tham gia công tác nhiều năm, căn bản có nhiều kinh nghiệm. Sau khi hắn nhìn qua vài lần thì thấy quy trình kia rất chặt chẽ, có thể tránh làm bừa trong thi cử, cực kỳ có hiệu quả. Tuy Lý Dật Phong cũng không biết trong quy trình có lỗ hổng,
thế nhưng hắn không thể không thừa nhận nếu như phương án cải cách nhân sự và đặc biệt là thi tuyển công chức thế này được mở rộng ở Sơn Nam, chỉ sợ không đạt được trình độ như ở Nam Giang. Tút tút tút, khi đoàn người đang hăng say thì điện thoại trong tay Du Giang Vĩ đi theo sau lưng Vương Tử Quân chợt vang lên. Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó nhận điện thoại. Nhưng sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt của hắn có chút không tự nhiên. Du Giang Vĩ khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân đang trò chuyện với Lý Dật Phong, hắn khẽ nói, trưởng phòng Vương, vừa rồi thư ký trưởng phòng gọi điện thoại đến, nói là bí thư Diêu đang chạy đến, sẽ gặp mặt trưởng phòng Lý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, biểu hiện không có chút gì khác thường, thế nhưng trong lòng lại thầm suy đoán bí thư Diêu đang định làm gì. Khi mà công tác cải cách nhân sự đang được triển khai mở rộng, Diêu Trung Tắc cũng rất quan tâm đến công tác của phòng tổ chức. Bây giờ hắn đột nhiên nhảy ra, định làm gì đây? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn tươi cười nói với Lý Dật Phong, trưởng phòng Lý, vừa rồi bí thư Diêu gọi điện thoại đến, lát nữa anh ấy sẽ đến đây hoan nghênh trưởng phòng Lý đến Nam Giang. Lý Dật Phong đến Nam Giang thì có tìm hiểu khá nhiều về các vị lãnh đạo nơi này, hắn biết rõ Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác nhân sự, khi công tác có vài phương diện bất đồng ý kiến với Vương Tử Quân. Cũng vì điều này mà Lý Dật Phong cảm thấy mình đi vào Nam Giang rất có thể sẽ gặp mặt bí thư Diêu này, không ngờ bây giờ đối phương lại chạy đến. Đối phương đến làm gì? Lý Dật Phong thầm nghĩ, sau đó nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân cố gắng tìm chút gì đó khác thường. Nhưng đáng tiếc là dưới ánh mắt của Lý Dật Phong thì gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, không chút gợn sóng, giống như chưa từng có thứ gì phát sinh. Nhưng Lý Dật Phong cũng không muốn tham dự vào chuyện này. Hắn đến Nam Giang chủ yếu là trao đổi học tập, cũng không muốn dấn chân vào mâu thuẫn ở nơi này. Dù sao thì chuyện này là cực kỳ không hay, hắn có thể bị ép vào giữa hai bên, khó thể nào sống yên. 10 phút sau thì Diêu Trung Tắc với gương mặt đầy nụ cười đã đi đến trước mặt Lý Dật Phong. Hắn cười tươi hớn hở nói với Lý Dật Phong, trưởng phòng Lý, chào mừng anh đến tỉnh Nam Giang, trước đó tôi có chút bận rộn, thế cho nên chậm trễ tiếp đón ngài. Lý Dật Phong không có giao tình quá sâu với Diêu Trung Tắc, hắn vừa bắt tay với Diêu Trung Tắc vừa cười nói, bí thư Diêu, chúng tôi lần này đến căn bản là quấy rầy ngài. Ha ha ha, trưởng phòng Lý, anh cũng không phải người ngoài, anh đến Nam Giang thì đáng lý ra tôi nên ra mặt tiếp đãi, nếu không thì cũng khó ăn nói với bí thư Liêu bên kia. Diêu Trung Tắc nói lời vui đùa làm cho bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Lý Dật Phong khách sáo hai câu với Diêu Trung Tắc. Sau đó Diêu Trung Tắc đi theo đoàn người Lý Dật Phong cùng tham quan. Tuy hắn luôn cười nói với Vương Tử Quân, thế nhưng vô tình đã chiếm lấy vị trí chủ nhân nơi này. Vương Tử Quân đứng sau lưng Diêu Trung Tắc, vẻ mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn căn bản có chút bức bối về trò khách lấn chủ của Diêu Trung Tắc, nhưng Diêu Trung Tắc dù sao cũng là phó bí thư nắm công tác nhân sự, người này đi đến đây ra mặt cũng là bình thường. Hơn nữa bây giờ trước mặt người ngoài, Vương Tử Quân cũng phải chú trọng đại cục. Vương Tử Quân nghĩ rằng Diêu Trung Tắc đến đây vốn chỉ là tỏ vẻ một chút, không ngờ Diêu Trung Tắc lại muốn dùng cơm tối với Lý Dật Phong rồi mới quay về. Vương Tử Quân đi xe được nửa đường thì nhận được điện thoại của Lý Dật Phong, trưởng phòng Tử Quân, trước đó tôi về thủ đô họp, có lãnh đạo thượng cấp tỏ vẻ cực kỳ coi trọng công tác cải cách nhân sự của tỉnh Nam Giang. Lý Dật Phong dù giống như đang tự thuật một việc gì đó, thế nhưng Vương Tử Quân nào không rõ ý nghĩ của đối phương, hắn cười cười nói, trưởng phòng Lý, ngài lần đầu đến Nam Giang, tôi sẽ làm chủ, ngày mai chúng ta nhất định phải uống vài ly. Ha ha ha, cậu cố tình thì tôi cũng cố ý, căn bản không khách khí. Lý Dật Phong nói vài câu buôn chuyện rồi mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi trong xe mà vẻ mặt liên tục biến đổi, có đôi khi sự việc là như vậy, khi mà trái chín sẽ có người muốn cắn vài miếng. 7 giờ sáng Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Lâm Trạch Viễn, khi địa vị của Lâm Trạch Viễn ngày càng cao, số lần gọi điện thoại không những giảm bớt còn tăng thêm. Lâm Trạch Viễn gọi điện thoại hỏi vài phương diện về cuộc sống, thế nhưng phần lớn là trao đổi ý kiến với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không bài xích tư tưởng không ngại học tập người bên dưới của Lâm Trạch Viễn, nhiều khi hắn thẳng thắn nói ra những cách làm đúng đắn ở kiếp trước cho Lâm Trạch Viễn. Hôm nay Lâm Trạch Viễn gọi điện thoại đến có chút hưng phấn, vì trước đó lão dựa theo đề nghị của Vương Tử Quân và cho ra quyết định, lúc này nhận được thành quả.
thành quả này càng làm cho lão tăng tiến uy vọng và khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Chương 1381 Một tuyên truyền sự vô sỉ của anh. Sau khi trao đổi kỹ càng với Vương Tử Quân về vài chuyện, Lâm Trạch Viễn chợt cười nói, Tử Quân, lúc này Nam Giang cải cách nhân sự không tệ, có không ít lãnh đạo chú ý đến cải cách nhân sự ở Nam Giang, coi Nam Giang là nơi thí điểm. Đây cũng là khảo nghiệm của cậu, cũng xem như tán thành cậu, thế nên cậu không nên phớt lờ. Không bao lâu nữa sẽ có vài đồng chí đến tiến hành khảo sát công tác của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân gật đầu xưng vâng, sau đó hàn huyên vài câu với Lâm Trạch Viễn, cuối cùng mới cúp điện thoại. Tuy Lâm Trạch Viễn nói có vài đồng chí, nhưng cũng không nói rõ người đến là ai. Những người kia chạy đến chắc chắn có ý đồ, mình nên sớm nhận được tin tức, Ninh Diêu Trung Tắc bên kia cũng có con đường phát tin của mình, lúc này hẳn là phải biết rồi. Buổi sáng khi vào đơn vị thì Trì Hoa Trục kích động chạy đến, hắn đặt một bản tạp chí trọng yếu lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, có vì người căn bản ngày càng không biết xấu hổ, đây rõ ràng là đang tiến hành mua danh chuộc tiếng. Khi thấy Vương Tử Quân tiếp nhận tạp chí thì Trì Hoa Trục tức giận nói. Vương Tử Quân nhìn lướt qua nội dung tạp chí, đó là một bài viết về việc cải cách nhân sự. Bài viết này được cho lên trang đầu, có thể thấy độ nặng của nó là như thế nào. Trì Hoa Trục kích động vì người viết chính là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diêu Trung Tắc. Nội dung trần thuật lại các biện pháp được chọn lựa và các vấn đề trong quá trình cải cách nhân sự ở Nam Giang. Nếu như nhìn từ góc độ đơn thuần thì bài viết của Diêu Trung Tắc khá quy củ, rất không tệ. Nhưng tất cả những luận chứng đều lấy ra từ quá trình cải cách nhân sự ở Nam Giang, vì vậy có vẻ giống như Diêu Trung Tắc là người chủ yếu thúc đẩy cải cách nhân sự lần này. Triệu Hòa Duyệt sở dĩ nổi giận vì cảm thấy Diêu Trung Tắc cố gắng giữ lấy những thứ không thuộc về mình. Người khác không rõ ràng nhưng Trì Hoa Trục lại biết trưởng phòng Vương vì muốn đẩy mạnh cải cách nhân sự mà đã chịu nhiều khổ sở như thế nào. Vương Tử Quân nhìn bài viết mà có chút tức giận, thế nhưng hôm qua hắn đã suy xét về vấn đề này, mặc dù bực bội vì Diêu Trung Tắc không biết xấu hổ, thế nhưng vị trí của hắn và Diêu Trung Tắc quá rõ ràng, hắn không thể làm gì được Diêu Trung Tắc. Dù sao Diêu Trung Tắc cũng là Phó Bí Thư Tỉnh ủy nắm công tác nhân sự, không những xếp trước Vương Tử Quân, còn là một người có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Hơn nữa dù có chuyện gì, công lao của mình hay của mọi người cũng tốt, xét từ góc độ cá nhân thì đều là công lao của tập thể. Ngược lại, nếu như Diêu Trung Tắc có thành tích ở phương diện nhân sự, như vậy Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức cũng không thể công khai cầm lấy thành tích này để dùng. Chẳng qua đó là mình không muốn dày mặt mà thôi. Có một câu chuyện cười thế này, phía dưới có kinh nghiệm liên hệ mật thiết với lãnh đạo. Đó chính là cùng nhau kinh doanh, cùng nhau chơi gái. Tuy chuyện cười này có mặt cực đoan, thế nhưng làm 10 chuyện tốt với lãnh đạo, không bằng cùng lãnh đạo làm một việc xấu, như vậy là hiệu quả hơn nhiều. Chỉ là trong mắt nhiều người thì cùng công tác với lãnh đạo còn có được nhiều quang vinh, thật ra đối với người trong cuộc thì đó rõ ràng là dày vò. Có thành tích thì được lãnh đạo coi là nhìn xa trông rộng, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì thủ hạ rõ ràng là chấp hành bất lực. Vương Tử Quân đã lâu không quan tâm đến những phương diện này, hắn thầm cho ra quyết định, đó là dù thế nào cũng phải nắm chắc cơ hội cầu tiến, nhất định phải đứng trước Diêu Trung Tắc, vì vị trí chính là thực lực. Chỉ là hiện tại có thể để cho đối phương thích làm gì thì làm, Diêu Trung Tắc bây giờ mặt dày mày dạn nhận thành tích về mình, cho dù Diệp Thừa Dân có chỉ trích cũng không được. Cũng may mặc kệ Diêu Trung Tắc có nhảy cao như thế nào, công lao của mình căn bản khó thể nào xóa đi được. Bài viết này căn bản có chút trình độ lý luận, tôi thấy nó rất tốt, như thế này đi, anh in ấn rồi phát hành xuống bên dưới, để cho mọi đồng chí cùng học tập. Vương Tử Quân đưa tờ báo cho Trì Hoa Trục rồi khẽ nói. Trì Hoa Trục đưa tờ báo đến cho Vương Tử Quân, hắn nghĩ rằng trưởng phòng Vương sẽ nổi giận, không ngờ trưởng phòng Vương trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Trì Hoa Trục nhìn gương mặt của lãnh đạo, hắn cảm thấy khó thể đoán lãnh đạo đang nghĩ gì. Hắn đứng thẳng người lên. Đang định nói vài lời, chợt trưởng phòng Vương đã nói ra một câu khá chấn động, muốn nắm chắc thời gian in ấn phát hành bài báo của Diêu Trung Tắc để cán bộ bên dưới chú trọng học tập, đây không phải là tuyên truyền giúp Diêu Trung Tắc sao? Trì Hoa Trục đã coi mình là cán bộ dòng chính của Vương Tử Quân, hắn đã quen giữ gìn lợi ích của trưởng phòng Vương, coi đó là lợi ích của mình. Hắn cũng không muốn trưởng phòng Vương chịu uất ức trong chuyện này. Trưởng phòng Vương, ý của ngài là...
Ngài nói cái gì? Hoa Trục, tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng chúng ta không thể vì chuyện này mà lý luận với bí thư Diêu Trung Tắc, làm như vậy không có gì là tốt, ngược lại sẽ tạo ảnh hưởng bất lợi. Hơn nữa bây giờ cải cách nhân sự đã được tiến hành khá vững, bí thư Diêu giúp đỡ chúng ta ở phương diện dư luận, chúng ta nên vui mới phải. Chỉ Hoa Trục không phải là người ngu, hắn nghe xong những lời này thì hiểu ngay ý nghĩ của Vương Tử Quân. Với vị trí của Vương Tử Quân, nếu như phản ứng với bài báo của Diêu Trung Tắc, rõ ràng là không nhìn xa trông rộng, tính toán chi ly, không đạt được ích lợi gì lớn. Nhưng xử lý như thế này không những cho thấy Vương Tử Quân là người bao dung, còn có thể phát huy tác dụng với trò mèo của Diêu Trung Tắc, đây coi như là lựa chọn cực kỳ sáng suốt của Vương Tử Quân. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Chỉ Hoa Trục cầm lấy một tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Chỉ Hoa Trục đóng cửa lại thì nụ cười của Vương Tử Quân chợt biến mất. Hắn cầm tờ báo lên xem, không nhịn được phải lẩm bẩm, hừ, anh đúng là quá ti tiện. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là đánh giá thấp quyết tâm của người khác, khi hắn đang phát hành văn kiện, chợt có người gõ cửa phòng, người cùng đi vào trong phòng với Du Giang Vĩ chính là Diêu Trung Tắc. Sau khi Vương Tử Quân đến Nam Giang công tác, Diêu Trung Tắc căn bản ít khi đi đến phòng làm việc của hắn. Dù sao thì trên danh nghĩa Vương Tử Quân vẫn là cấp dưới của Diêu Trung Tắc, phải là hắn đi đến báo cáo công tác với Diêu Trung Tắc mới là hợp lý. Vì vậy khi thấy Diêu Trung Tắc đi đến phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân có chút sững sờ. Nhưng ngay sau đó hắn đã cười nói, Bí thư Diêu, ngài có gì cần dặn dò thì chỉ cần điện thoại cho tôi là được, thế nào lại tự mình đến đây thế này? Diêu Trung Tắc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn khoát tay áo nói, trưởng phòng Tử Quân, hai người chúng ta không cần khách khí như vậy, tôi đã ngồi 2 giờ trong phòng làm việc của mình, tôi cảm thấy nên đi bộ một vài vòng để thả lỏng một chút. Du Giang Vĩ nhanh chóng pha trà, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc uống một ngụm trà, ánh mắt đặt lên mặt Vương Tử Quân, xem phản ứng của Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc tất nhiên biết bài viết của mình đã được cho lên mặt báo, hắn tin Vương Tử Quân cũng đã thấy được. Lúc này mới đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn đi đến ngoài việc muốn trao đổi ý kiến với Vương Tử Quân, còn có một ý nghĩ khác, đó chính là nhất định Vương Tử Quân phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chương 1381 2 tuyên truyền sự vô sỉ của anh. Có người nói sự trưởng thành trong chính trị cũng không phải thể hiện ở tài học, mà chính là anh phải nuốt cục tức xuống như thế nào. Lúc này nhìn bộ dạng Vương Tử Quân không chút vấn đề, không chút gợn sóng sợ hãi, có lẽ là thản nhiên tiếp nhận rồi. Tử Quân, tỉnh Nam Giang chúng ta tổ chức cải cách nhân sự, như vậy mang đến cho Nam Giang một cơ hội tạo thế rất lớn ở phương diện tuyên truyền. Ngày hôm qua tôi có nghe thấy vài thông tin, căn bản là rất tốt, lần này tổ chức thi tuyển công chức, có vài người chạy từ ngàn dặm đến báo danh. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi cũng không ngờ tình huống báo danh lại nóng bỏng như vậy, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tổ chức thi tuyển phạm vi rộng. Rất nhiều phương diện chưa chuẩn bị đủ. Ngay sau đó chúng ta có thể chọn lựa phương án đăng ký, như vậy có thể giảm thiểu thành phẩm cho người đến ghi danh. Đúng, tôi thấy đề nghị này hoàn toàn có thể thực hiện được. Diêu Trung Tắc ở trong phòng nói với Vương Tử Quân về vài phương diện cải cách, sau đó mới nói ra ý nghĩ của mình, trưởng phòng Tử Quân, ngày hôm qua tôi nhận được điện thoại của vài người bạn đồng sự, bọn họ đều nói cảm thấy hứng thú với phương án cải cách nhân sự của tỉnh Nam Giang chúng ta. Chuẩn bị đến Nam Giang học tập tham khảo. Tôi đã quyết định chúng ta nên tăng cường ở phương diện này, dù sao thì các tỉnh thành phố anh em đến đây, chúng ta cũng không nên để xảy ra vấn đề trong lúc tiếp đãi. Vương Tử Quân thầm hừ lạnh một tiếng, Diêu Trung Tắc nói đến đây hắn nào không hiểu rõ được. Nhưng hắn là cao thủ khống chế tâm tình, tuy có chút tức giận nhưng lại căn bản luôn bảo trì phong độ của mình. Hắn cười nói, Bí thư Diêu, nếu người đến là đồng sự của ngài, tôi thấy công tác tiếp đãi nên để cho ngài thay mặt thì hay hơn. Diêu Trung Tắc cười cười, hắn nói hai câu từ chối, cuối cùng mới cười tủm tỉm rời đi. Đèn đường bật sáng thì Diêu Trung Tắc mới có chút hưng phấn đi về nhà. Nhiệm vụ tiếp đãi hôm nay dù rất căng thế nhưng hắn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Thứ nhất là hắn được gặp mặt bạn cũ, thứ hai là vì phương diện cải cách nhân sự mà hắn càng được người ta cho rằng nhìn xa trông rộng. Diêu Trung Tắc luôn cảm thấy bội phục Vương Tử Quân ở phương diện cải cách nhân sự, dù thế nào thì đây cũng là phương án của riêng Vương Tử Quân. Tuy lúc đó hắn không xem trọng,
thế nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy Vương Tử Quân căn bản không phải chỉ có bản lĩnh tầm thường. Một sự kiện mà người ngoài nhìn vào cảm thấy cực kỳ khó khăn, thế nhưng lại được Vương Tử Quân làm cho tươi đẹp như hoa. Có một người cấp dưới như vậy trên thực tế là một đối thủ mạnh mẽ, cũng là một chuyện làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Dượng đã về rồi, một người thanh niên tiến lên đón chào, hắn nhanh chóng nhận lấy cặp văn kiện trong tay của Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc nhìn người thanh niên, hắn phát hiện đây là cháu trai của vợ năm nay tốt nghiệp đại học. Hắn không có bao nhiêu ấn tượng với người cháu này, thế là dùng giọng nhàn nhạt nói, Tử Khải đến đấy à? Không những Tử Khải đến, em của em cũng đến. Vợ Diêu Trung Tắc nhìn chồng rồi dùng giọng hưng phấn nói. Diêu Trung Tắc nhìn cậu em vợ đang đứng sau lưng vợ mình nói lời chào hỏi, hắn chợt khẽ nói, mọi người trò chuyện đi, tôi có một phần tài liệu cần xem xét. Vợ dù có chút mất hứng với sự lãnh đạm của Diêu Trung Tắc, thế nhưng lại không dám biểu hiện gì trước mặt người nhà của mình, thế nên chỉ cười nói, dượng của cậu là như vậy, cái gì cũng tốt, thế nhưng quá chú trọng công tác, hận không thể cứ làm mãi cho xong, giống như địa cầu không có ông ấy thì không tự xoay được. Em trai của vợ Diêu Trung Tắc là người thông minh, mặc dù có thể thấy anh vợ khá lạnh nhạt, thế nhưng vẫn giả vờ không phát hiện ra, hắn cười nói chị, anh rể là người làm việc lớn, chị nghĩ mà xem, có bao nhiêu việc ở Nam Giang cần anh ấy phải xử lý. Cậu nói cũng đúng, vợ Diêu Trung Tắc cười cười, sau đó nhìn lên người đứa cháu trai, Tử Khải có phải sắp tốt nghiệp rồi không? Sao bác chưa nghe nói cháu có đối tượng nào nhỉ? À, cũng có một người. Nhưng em thấy con bé kia thuần túy là muốn lấy tiền nhà ta, thế nên em đã nói rõ với con, nếu lấy con bé kia về nhà, như vậy cũng đừng đi về nhà nữa. Vợ Diêu Trung Tắc chỉ cười cười với bộ dạng bá đạo của em trai, nàng chợt nói, được rồi, dưa hái xanh không ngọt, chuyện này cậu cần phải liên hệ với cháu nhiều hơn. Đúng rồi, Tử Khải đã chứng thực công tác chưa? Bác nghe nói phía thành phố Lộc Hồ căn bản là khá tốt. Bác! Phòng tổ chức thị ủy Lộc Hồ căn bản là rất tốt, thế nhưng xuất phát có vẻ khá thấp. Dượng là người tọa trấn công tác nhân sự ở Nam Giang, cháu nếu bỏ gần chạy xa thì còn đến bên dưới làm gì? Cháu cảm thấy văn phòng tỉnh ủy là khá tốt, cũng mong bác giúp đỡ nói với Dượng một chút. Trần Tử Khải vừa rồi có chút chần chờ, nhưng bây giờ động đến việc của mình thì không chút hàm hồ. Văn phòng tỉnh ủy đối với người khác là khó hơn lên trời. Thế nhưng đối với Diêu Trung Tắc thì cũng không là việc gì khó. Vì vậy Diêu phu nhân trầm mặc một lát, sau đó dùng giọng lập lờ nước đôi nói, bác nghe nói biên chế bên phía văn phòng tỉnh ủy đã đầy rồi, nếu không thì cháu nên qua kia thời gian ngắn, đợi đến khi nào có biên chế thì bổ sung vào được không? Em trai rất tin tưởng vào lời chị gái Diêu phu nhân, khi hắn định đồng ý thì Trần Tử Khải đã mở miệng nói, bác, cháu không muốn làm nhân viên biên chế bên ngoài. Như vậy sẽ giống như công nhân hạng hai ở đơn vị, sống không cho ra lực, tìm không ra kết quả, không phải chỉ là một người công nhân tạm thời sao. Lúc này đang tiến hành thi tuyển công chức, văn phòng tỉnh ủy cũng có chức vụ cần người, cháu chuẩn bị thi vào đây. Siêu phu nhân biết rõ tình huống học tập của cháu mình, tuy đứa bé này rất thông minh, thế nhưng vài năm đại học chủ yếu bỏ thời gian ở phương diện đổi bạn gái, nếu bây giờ dùng thực lực đi thi công chức. Căn bản không thể dễ dàng có được một vị trí trong văn phòng tỉnh ủy. Chuyện này bác sẽ nói một tiếng với thư ký trưởng phòng, hai người cùng liên hệ với anh ấy đi. Siêu Trung Tắc không có hứng thú với chuyện nhà, hắn ngồi trong phòng làm việc, đang xem một bài viết về đẩy mạnh cải cách nhân sự. Bài viết này do một thư ký trong ban nghiên cứu chính sách của tỉnh ủy cho ra lò, nội dung rất hay. Nhưng những câu chữ với nội dung tốt đẹp kia đều bị Diêu Trung Tắc vung bút gạch qua không chút khách khí. Hắn có thể tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, tất nhiên năng lực là người thường khó thể so sánh được, hắn chỉ cần sửa lại một chút thì bài viết đã tốt hơn. Hừ, nếu hắn không bay đi, chỉ sợ đã xuống bên dưới lấy một vị trí thực tế, làm chủ chính một phương. Diêu Trung Tắc thầm lầm bầm một câu, ánh mắt nhìn qua điện thoại, định gọi đi. Thế nhưng khi hắn định cầm vào điện thoại, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Chương 1382, một khó lòng phòng bị chim ưng thèm thuồng. Chào anh, tôi là Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc cũng không thèm nhìn số điện thoại, hắn nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia nghe được giọng nói của Diêu Trung Tắc thì cười nói, chào bí thư Diêu. Giọng nói này nhanh chóng làm cho Diêu Trung Tắc hoảng sợ, hắn lập tức đứng lên rồi dùng giọng cung kính nói.
Chào trưởng ban Dương, tôi cũng không nhìn số điện thoại nên không biết ngài gọi đến, có công tác gì kính mong ngài cho ra chỉ thị. Được rồi, cũng đừng đa lễ với tôi như vậy. Dương Độ Lục ở đầu dây bên kia chợt cười nói, tôi đã xem qua bài viết của anh, có tư duy tốt, lập trường khắc sâu, đặc biệt là những biện pháp bảo đảm cải cách nhân sự rất có trình độ. Siêu Trung Tắc rất vui mừng vì những lời khích lệ của Dương Độ Lục, hắn tranh thủ thời gian dùng giọng khiêm tốn nói, trưởng ban Dương, trước mặt ngài thì tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, tôi đây cả ngày bận rộn, sự việc cụ thể là khá nhiều, trình độ lý luận còn phải được đề cao hơn, thế nên cũng mong ngài chỉ giáo. Được rồi, anh cũng đừng nói lời tâng bốc nữa, không có lý luận là không được, bất kỳ công tác gì cũng không được lý luận suông mà phải kết hợp với thực tế. Điều này thì anh nên nắm cho chắc. 2 tháng sau tôi sẽ đi mời anh Quách về thủ đô, tuy tỉnh của anh Quách có hơi kém một chút nhưng lại rất có tiềm lực phát triển. Lời nói hời hợt của Dương Độ Lục căn bản đốt sáng ngọn đèn trong lòng Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc vẫn hiểu rõ tình huống của tỉnh bạn, lúc này Dương Độ Lục lại nói ra với mình, điều này có ý nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết. Nếu như trước kia hắn cực kỳ khát vọng tiếp nhận vị trí chủ tịch của Trử Vận Phong, như vậy lúc này hắn căn bản không còn ôm hy vọng này. Hiện tại hắn và Trử Vận Phong đã bằng mặt không bằng lòng, Diệp Thừa Dân tuy tỏ ra khách khí với hắn, thế nhưng hắn biết rõ Diệp Thừa Dân sẽ căn bản không bao giờ coi mình là người tâm phúc. Hơn nữa còn có một vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi như Vương Tử Quân, đây chính là người làm cho hắn khó lòng phòng bị, là một con chim ưng luôn thèm thuồng nhìn mình. Nếu đã có bầu không khí khó chịu như vậy, Diêu Trung Tắc cần gì phải ở lại Nam Giang? Nếu như có thể đi đến nơi nào đó để làm lãnh đạo đứng đầu cấp ủy chính quyền, như vậy là cực kỳ khó có được. Siêu Trung Tắc kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, hắn cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh lại, hắn dùng giọng điệu với ngôn từ chuẩn xác đảm bảo, mong trưởng ban Dương yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Dương Độ Lục cười cười giống như không nghe thấy những lời tỏ thái độ của Diêu Trung Tắc, lão khẽ nói, Trung Tắc, hôm nay tôi đã báo cáo cho lãnh đạo thượng cấp. Chủ yếu cường điệu công tác cải cách nhân sự ở tỉnh Nam Giang, lãnh đạo cũng tỏ ra rất vui sướng vì thành tích mà các anh đạt được. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, 1 tháng sau lãnh đạo số 2 sẽ đi đến tự mình xem xét công tác của tỉnh Nam Giang, đến khi đó sẽ xem phương diện cải cách nhân sự là hạng mục cần quan tâm trọng điểm. Siêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống mà gương mặt đỏ dần, trong lòng cũng kinh hoàng không thôi. Nhìn từ tình huống của trưởng ban Dương, rõ ràng có một con đường đầy ánh sáng trải ra phía trước mặt Diêu Trung Tắc, muốn đi đến con đường này chỉ cần một ngõ tắt mà thôi. Diêu Trung Tắc nghĩ đến ngõ tắt đó mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Vương Tử Quân, anh đúng là một tên không biết xấu hổ, nói yêu cũng không dễ dàng, nói hận cũng gian nan. Diêu Trung Tắc cực kỳ cảm khái, không biết mình nên cho ra quyết đoán như thế nào. Lúc này bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đang ở trong một căn biệt thự cách đó vài trăm mét lại tỏ ra cực kỳ căm tức. Diệp Thừa Dân đang xem TV, người ngồi bên cạnh chính là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Lúc này Đào Nhất Hành có quan hệ càng thêm thắm thiết với Diệp Thừa Dân, lực ảnh hưởng của hắn cũng dần phát triển vượt qua Diêu Trung Tắc. Đây là chương trình thời sự của đài truyền hình Đông Hồng, bản tin thứ nhất chính là phó bí thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc đi đến nghiên cứu công tác cải cách nhân sự của thành phố Đông Hồng. Đồng thời cho ra những lời phát biểu trọng yếu. Nhìn lên bản tin thì thấy Diêu Trung Tắc đang dùng giọng cực kỳ khí thế để đánh giá những thành tích mà thành phố Đông Hồng đạt được trong cải cách nhân sự, yêu cầu cán bộ thành phố Đông Hồng không kiêu không ngạo, anh dũng tiến lên, tiếp tục cho ra thành tích. Xem ra đồng chí Trung Tắc rất bận rộn, Diệp Thừa Dân nhìn bản tin thời sự mà không khỏi dùng giọng cảm khái nói. Đào Nhất Hành cười hì hì, hắn dùng giọng không chút biểu cảm nói. Gần đây bí thư Diêu có thể nói là không bình thường, cực kỳ quan tâm đến công tác cải cách nhân sự, có thể nói là cùng nhau tiến lên, có xu hướng phát triển cao. Hôm nay tôi còn được đọc một bài viết của bí thư Diêu, nội dung trình bày và phân tích về cải cách nhân sự, rất có nội dung, có thể đưa vào trong sách báo. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu mà không nói gì, nhưng Đào Nhất Hành lại cảm thấy vui vẻ. Hắn chỉ cần nói đến điểm thì dừng là được, không nên nói quá nhiều. Hắn biết rõ chỉ cần mình nói vài câu như vậy thì trong trồng một bụi cây gai trong lòng bí thư Diệp với Diêu Trung Tắc rồi. Khi Diệp Thừa Dân trầm mặc không nói, lúc này điện thoại chợt vang lên. Diệp Thừa Dân nhìn điện thoại, lão nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của mình.
Đào Nhất Hành nhìn động tác của Diệp Thừa Dân mà không khỏi cảm thấy khẩn trương, đây là người nào gọi điện thoại đến mà có thể làm cho Diệp Thừa Dân căn bản không quan tâm đến cảm nhận của mình, lại đứng lên cố tình lảng tránh. 5 phút sau Diệp Thừa Dân đi từ trong phòng làm việc ra ngoài, mặc dù gương mặt vẫn nghiêm nghị, thế nhưng Đào Nhất Hành nhìn qua và cảm thấy trong đó còn có chút kích động. Rõ ràng Diệp Thừa Dân căn bản rất vui vì nội dung cuộc điện thoại vừa rồi. Tuy trong lòng thầm buồn bực nhưng Đào Nhất Hành cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Cũng may lúc này Diệp Thừa Dân nhanh chóng lên tiếng, thư ký trưởng, anh thông báo sáng ngày mai mở hội nghị thường ủy. Bí thư, nội dung hội nghị là gì? Đào Nhất Hành cẩn thận hỏi một câu. Diệp Thừa Dân cũng không che giấu Đào Nhất Hành, lãnh đạo Trung ương muốn đến tiến hành nghiên cứu công tác của tỉnh Nam Giang chúng ta. Đến nghiên cứu khảo sát công tác của tỉnh Nam Giang, đây là tin tức tốt với Diệp Thừa Dân, dù sao thì từ sau khi Diệp Thừa Dân đi đến Nam Giang thì kinh tế nơi đây luôn phát triển nhanh chóng, hơn nữa công tác nhân sự cũng đang phát triển cao độ, tất cả các hạng mục đều có thành tích. Diệp Thừa Dân thật sự rất vui. Nhưng lão còn vui hơn vì nghe tin tuyến trên cố ý điều động Diêu Trung Tắc. Lão căn bản không hài lòng với một người trợ thủ cho mình như Diêu Trung Tắc. Tuy bây giờ lão đã căn bản khống chế được cục diện tỉnh Nam Giang, thế nhưng lực khống chế nhìn qua có chút yếu ớt. Nếu như có thể thay người của mình lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, như vậy sẽ là một lựa chọn như hổ thêm cánh với lão. Nhưng đổi ai thì tốt đây? Một loạt hình bóng hiện ra trong lòng Diệp Thừa Dân. Khi Vương Tử Quân xuất hiện trong đầu, lão không nhịn được phải lắc đầu, thầm nghĩ mình sao lại nghĩ đến cậu ta. Người này đến Nam Giang còn quá ngắn, nếu như tùy tiện đưa lên, chỉ sợ sẽ làm cho nhiều người sinh ra tâm tình đối nghịch. Nhưng nhìn từ góc độ nào thì Diệp Thừa Dân cũng cảm thấy nếu đưa Vương Tử Quân tiến lên tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy thì căn bản là lựa chọn cực kỳ tốt. Ngày hôm sau Vương Tử Quân đi làm thì nhận được tin tức từ Du Giang Vĩ. Hội nghị thường ủy thường được thông báo trước vài ngày, thậm chí là cả tuần mới tổ chức họp, dù sao thì bên trong còn liên quan đến phương diện sắp xếp lịch trình. Ví dụ như hôm nay, Vương Tử Quân vốn quyết định đến nghiên cứu thị sát thành phố Linh Hà, thế nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Chương 1382, 2, khó lòng phòng bị chim ưng thèm thuồng. Khi Vương Tử Quân tiến vào phòng họp thì bên trong ngoài bí thư Diệp Thừa Dân, Chủ tịch Trử Vận Phong và Phó Bí thư Diêu Trung Tắc chưa đến, những thường ủy tỉnh ủy khác đều đã tập trung đông đủ. Trưởng phòng Vương, tôi nghe nói đợt thi tuyển công chức lần này rất nóng nảy, mà chức vụ nóng sốt nhất chính là của Sở Lao động Thương binh Xã hội, có một vị trí nhưng ngàn người đăng ký, xem như ngàn người chọn một. Không phải đã có một bài báo nói về chuyện này rồi sao? Trăm tàu dương buồm chạy thi, lướt gió hải dương tiến về phía trước. Đây thật sự là cảnh tượng rất đẹp dành cho Nam Giang. Trưởng phòng tuyên truyền Trương Thu Mi cười nói khi Vương Tử Quân tiến vào. Trương Thu Mi căn bản là đối thủ của Vương Tử Quân, nhưng lại có biểu hiện là một người bạn. Vương Tử Quân cười cười nói, chuyện này tôi cũng mới nghe nói, nhưng có được ảnh hưởng thế này thì tôi còn phải cảm ơn trưởng phòng Trương. Nếu không có sự giúp đỡ cao độ của phòng tuyên truyền, sẽ không có bầu không khí dư luận tốt đẹp như vậy. Thế cho nên tôi nghĩ rằng vị trí kia sẽ không có người cạnh tranh như vậy. Trưởng phòng Tử Quân, lần này cạnh tranh dữ dội nhất chính là vị trí của Sở Lao động Thương binh Xã hội, nhưng văn phòng tỉnh ủy chúng tôi không nhận người sao? Thế nào lại cạnh tranh kém như vậy được? Kim Hành Thuấn di chuyển ghế của mình rồi dùng giọng nghi ngờ khó hiểu nói. Lần này Sở Lao động cho ra điều kiện tuyển chọn công chức không hạn chế chuyên ngành học. Vương Tử Quân hiểu rất rõ điều này. Hắn thuận miệng trả lời vấn đề của Kim Hành Thuấn. Khi hai người trò chuyện với nhau thì thấy Trử Vận Phong đi vào. Khi Trử Vận Phong vừa ngồi xuống thì thư ký Khuất Chấn Hưng của Bí thư Diệp Thừa Dân đã bưng ly nước đi đến, ngay sau đó Bí thư Diệp Thừa Dân đã tươi cười đi vào phòng. Khi Bí thư Diệp Thừa Dân đi đến thì hội nghị thường ủy chính thức bắt đầu, vì đây là hội nghị tạm thời nên cũng không có quá nhiều thứ để nói. Diệp Thừa Dân dùng giọng gọn gàng dứt khoát để nói ra thông tin lãnh đạo Trung ương sẽ xuống khảo sát công tác của tỉnh Nam Giang, sau đó trầm giọng cho ra yêu cầu, các đồng chí, lần này lãnh đạo Trung ương đến kiểm tra khảo sát công tác của tỉnh Nam Giang, đây là một lời khẳng định với công tác chỉnh thể của Nam Giang, cũng xem như lời cổ vũ và thúc giục cho tất cả chúng ta. Tôi hy vọng mọi người cùng hợp mưu hợp sức, cùng chung mục đích chiến đấu, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, bày ra trạng thái phát triển tốt đẹp. Xu thế tốt đẹp, tiền cảnh tương sáng của tỉnh Nam Giang chúng ta.
Diệp Thừa Dân nói ra tin tức lãnh đạo Trung ương đến Nam Giang kiểm tra khảo sát, Vương Tử Quân nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, hắn hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Mặc dù đến cấp bậc của bọn họ thì rõ ràng là những tồn tại núi cao làm cho người ta phải đứng bên dưới nhìn lên kính ngưỡng, thế nhưng những lãnh đạo thượng cấp mà bọn họ thường xuyên tiếp xúc chỉ có thể là Bí thư Diệp Thừa Dân và Chủ tịch Trử Vận Phong. Nếu có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu trước mặt lãnh đạo Trung ương, như vậy hầu như là cơ hội khó có được với tất cả mọi người ở nơi này. Dù sao thì được lãnh đạo Trung ương tán thưởng sẽ bớt đi vài đường quanh co lòng vòng. Quan trường là một ngọn tháp vàng, càng lên cao thì vị trí càng ít, khả năng đi từ trên xuống là rất nhỏ. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang dậm chân tại chỗ trên tháp vàng, nửa bước khó đi. Sau khi công bố tin tức thì sau đó chính là thống nhất bố trí và phân công công tác. Phương diện kinh tế sẽ thuộc về Chủ tịch Trử Vận Phong, dù sao thì Trử Vận Phong là Chủ tịch tỉnh, là người chủ quản kinh tế. Khi đang chuẩn bị phân công công tác cho Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc đang ghi chép gì đó chợt mở miệng, Bí thư Diệp, Chủ tịch Trử, tôi nghe nói lãnh đạo thượng cấp rất coi trọng công tác cải cách nhân sự của tỉnh chúng ta. Tôi thấy không bằng để cho tôi cùng trưởng phòng Tử Quân phụ trách phương diện tổ chức nhân sự, như vậy không phải là chuẩn bị càng thêm đầy đủ sao? Diêu Trung Tắc là lãnh đạo đứng hàng thứ ba của tỉnh ủy, hắn đứng trong hội nghị cho ra một yêu cầu như vậy, căn bản làm cho Diệp Thừa Dân trở tay không kịp. Diệp Thừa Dân biết rõ khảo sát lần này có ý nghĩa gì, ngoài phương diện kinh tế thì chính là cải cách nhân sự. Diêu Trung Tắc chủ động đề nghị hỗ trợ cho Vương Tử Quân, thực tế với vị trí của Diêu Trung Tắc, nếu được phân công hạng mục công tác này, như vậy rõ ràng Diêu Trung Tắc sẽ là chính, Vương Tử Quân mới là phụ. Vương Tử Quân có thể nghĩ đến điều này, những người khác cũng sẽ hiểu rõ, thế cho nên ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diêu Trung Tắc. Trử Vận Phong xoay xoay cây bút trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lão căn bản chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay ý nghĩ của Diêu Trung Tắc, mặc dù lão cảm thấy có chút hèn mọn với hành vi của Diêu Trung Tắc, thế nhưng lão căn bản không đứng ra làm người xấu mặt ở sự kiện này. Trử Vận Phong có quan hệ bình thường với Vương Tử Quân. Tuy lão căn bản rất tán thưởng một cán bộ lãnh đạo có năng lực và khả năng như Vương Tử Quân, thế nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ là một nhân tài mà không, nó không đáng để cho Trử Vận Phong nhảy sổ ra nói lời bênh vực và đắc tội với Diêu Trung Tắc. Chưa nói đến phương diện Diêu Trung Tắc là mình hữu của Trử Vận Phong, người này cũng mang đến cho Trử Vận Phong nhiều áp lực, thế nên lão khó thể hành động theo cảm tính. Hơn nữa người cho ra lựa chọn cuối cùng chính là Bí thư Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát, sau đó lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, anh cảm thấy ý kiến của Bí thư Diêu thế nào? Diệp Thừa Dân hỏi như vậy rõ ràng là muốn đá quả bóng đi, Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ điều này. Diệp Thừa Dân là Bí thư tỉnh ủy, có thể hỏi như vậy không khác nào đã tỏ thái độ. Vào thời điểm mấu chốt này Diệp Thừa Dân tỏ thái độ như thế làm cho Vương Tử Quân có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn và Diệp Thừa Dân phối hợp càng lúc càng ăn ý, Diệp Thừa Dân biết rõ sự kiện này quan trọng với hắn như thế nào, thế nhưng bây giờ lại suy đoán hàm hồ, lập lờ nước đôi sao. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân cười nói, Bí thư Diêu ra sức giúp đỡ với lực lượng mạnh mẽ, điều này làm tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Lần này tôi vốn có chút lo lắng vì lãnh đạo thượng cấp đến kiểm tra khảo sát, thế nhưng bây giờ đã có Bí thư Diêu đôn đốc. Thế nên tâm tình của tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Sự việc căn bản chấm dứt sau lời nói của Vương Tử Quân, mặt ao đang gợn sóng nhanh chóng trở nên yên ả. Hội nghị hoan nghênh lãnh đạo chỉ được tổ chức nửa giờ rồi giải tán. Diêu Trung Tắc cố ý đi cùng với Vương Tử Quân, hắn mỉm cười nói, trưởng phòng Tử Quân, lần này là anh dốc sức thúc đẩy cải cách nhân sự, anh nên làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo, tranh thủ báo cáo cho tốt. Chúng ta không thể quá chú trọng công tác mà không quan tâm đến phương diện báo cáo được. Vẻ mặt của Vương Tử Quân cũng rất thoải mái, hắn mỉm cười nói vài câu với Diêu Trung Tắc, hai người bắt chặt tay nhau rồi rời đi. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình và cảm thấy rất bức bối, lúc này hắn cảm thấy sự trói buộc của một vị phó bí thư tỉnh ủy như Diêu Trung Tắc với mình là như thế nào. Mặc dù mình không cần quan tâm đến Diêu Trung Tắc, thế nhưng dù thế nào thì Diêu Trung Tắc cũng là lãnh đạo trực tiếp của mình, đối phương tiến ra chặn ngang đường thì mình căn bản không có đòn nào hay để hóa giải. Khi Vương Tử Quân đang xem xét nên làm công tác nghênh đón như thế nào cho tốt, đột nhiên chuông điện thoại vang lên,
bên trong vang lên giọng nói của Diệp Thừa Dân, trưởng phòng Tử Quân, có một số việc không nên nhìn vào hiện tượng bên ngoài. Chương 1383, một măng chua da dày. Vương Tử Quân biết rõ Diệp Thừa Dân gọi điện thoại cho mình là vì chuyện của Diêu Trung Tắc, khi hắn chuẩn bị nói vài lời thì Diệp Thừa Dân ở bên kia đã cúp điện thoại. Diệp Thừa Dân không phân trần mà cúp điện thoại, có thể nói đã rõ ràng, còn Vương Tử Quân nghĩ thế nào lại là vấn đề khác. Vương Tử Quân nhìn điện thoại, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Vài phút sau hắn bắt đầu xem xét văn kiện của mình. Khi mọi người đang chờ mong lãnh đạo thượng cấp đến khảo sát kiểm tra công tác, lúc này cuộc thi viết tuyển cán bộ công chức đã được bắt đầu. Cuộc thi này tuyển chọn ra những người phù hợp để tiếp tục vòng phỏng vấn, thế cho nên được chú ý cao độ. Vì tránh tình huống làm bừa, Vương Tử Quân đã nhiều lần chỉ thị, cũng thành lập 9 tổ giám sát, căn bản tiến hành giám thị và đôn đốc, có thể nói cực kỳ nghiêm khắc. Cũng vì trình tự này của phòng tổ chức tỉnh ủy mà rất nhiều thí sinh tỏ ra hài lòng, nhưng cũng có vài người không thỏa mãn. Ví dụ như những người không muốn dùng thực lực bản thân để cạnh tranh, bọn họ cảm thấy không hài lòng, mà Trần Tử Khải chính là một trong những người như vậy. Đám người này đúng là mắt mù, cứ chờ đó cho ông, để xem sau này ông thu thập các người như thế nào. Trần Tử Khải thầm ghi hận, hắn hùng hổ đi ra khỏi trường thi. Con trai, thi cử thế nào rồi? Bố của Trần Tử Khải luôn chờ ở bên ngoài. Bây giờ thấy con đi ra thì tranh thủ tiến lên chào đón. Trần Tử Khải nhìn bố mình rồi dùng giọng hung hăng nói, thế nào, cái gì mà thế nào, còn như thế nào nữa? Bố không phải nói đã chuẩn bị xong rồi à? Như thế nào con lại không thấy có chuẩn bị gì cả vậy? Trần Gia Luân nhìn bộ dạng của con trai mà hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn biết trình độ của con mình, cái gì cũng không biết, nếu như thi cử bằng thực lực thì căn bản không thể đậu được. Nhưng Trần Gia Luân cũng không lo lắng với vấn đề này, hắn vỗ vỗ vai con trai, sau đó cười nói, con trai, chuyện này cũng không có gì cần lo lắng, con của Trần Gia Luân này không có gì phải ngại, chuyện này bố sẽ xử lý thay cho con. Bố có thể lo được chuyện này sao? Trần Tử Khải dùng ánh mắt không tin nhìn bố mình rồi hỏi. Tất nhiên là có thể lo được, nếu không thì tôi còn là bố của cậu sao? Trần Gia Luân nói đến đây thì lại chêm thêm một câu. Bố nói là làm được, không phải còn có dượng của con sao, anh ấy không gì không làm được. Trần Tử Khải nghe bố nhắc đến dượng thì không khỏi không nở nụ cười, thế nhưng lại có chút do dự, dượng sẽ lo chuyện của con sao? Chuyện của con đã được bác gái thông báo cho thư ký trưởng phòng, chúng ta cứ tìm đến thư ký trưởng phòng là được. Chuyện này căn bản không là gì với thư ký trưởng phòng, con cứ chờ đó mà nhận tin tức tốt là được. Khi hai cha con Trần Gia Luân nói chuyện với nhau thì một nam một nữ trẻ tuổi từ nơi không xa đi đến. Khi người nam thanh niên thấy Trần Tử Khải thì gật đầu nói, chào anh, Trần Tử Khải. Cô gái kia lại trừng mắt nhìn Trần Tử Khải, sau đó dùng giọng có chút mỉa mai nói, Trần Đại Tài Tử, thi cử thế nào rồi? Anh nói văn phòng tỉnh ủy chỉ cần một người, hơn nữa người đó chính là mình mà. Cô gái tuy duyên dáng xinh xắn nhưng tính tình có chút chua ngoa. Lời nói của nàng làm cho Trần Tử Khải cảm thấy không chút thoải mái. Khi hắn đi học thì có chút động tâm với cô gái này, thế nhưng lại bị nàng từ chối. Cũng vì nguyên nhân này mà Trần Tử Khải tiến hành châm chọc khiêu khích cô gái, thế là cô nàng chuyển sang căm thù hắn. Trương Hiểu Phỉ, cô đừng tưởng rằng Trương Đại Vĩ của cô thi tốt thì có thể đến đây châm chọc tôi. Tôi nói cho cô biết, dù Trương Đại Vĩ có thi tốt thì nhân tuyển cho vị trí ở văn phòng tỉnh ủy chỉ có một, đó là tôi. Trần Tử Khải nhìn thoáng qua tên nam thanh niên bên cạnh, sau đó trầm giọng phản kích. Nam thanh niên vốn định kéo Trương Hiểu Phỉ đi, lúc này Trương Hiểu Phỉ nhanh chóng bỏ qua tay của người yêu, nàng nhìn Trần Tử Khải rồi cười lạnh nói, ôi, Trần Tử Khải thật sự không biết là da mặt anh quá dày sao? Anh thì thế nào mà chúng tôi còn chưa hiểu sao? Khi anh viết bài luận chỉ có được 300 chữ, không đúng, cũng không phải là 300 chữ đúng nghĩa. Hi hi, anh đúng là có trình độ. 300 chữ cho một bài luận, tôi cũng không biết anh chắt lọc từ ngữ như thế nào. Nhưng tôi lại chợt nhớ đến một vấn đề, chính là yêu cầu bài luận phải có 1.000 chữ thì phải. Cái gì mà chắc chắn đi vào văn phòng tỉnh ủy, tôi thấy anh trước tiên vào được vòng phỏng vấn rồi nói sau. Cô gái nói xong thì kéo bạn trai Trương Đại Vĩ ở bên cạnh rời đi. Trần Tử Khải bị người ta nói trúng tim đen, gương mặt hắn cực kỳ âm trầm,
hắn rất muốn giải thích hai câu với Trương Hiểu Phỉ, thế nhưng lại cảm thấy chột dạ, không khỏi cảm thấy lo lắng. Bài luận của hắn chỉ có 300 chữ, cũng không phải hắn không muốn viết thêm, chủ yếu là không còn chữ nào, hắn không thể nào viết ra được nữa. Tử Khải, đừng nghe con bé kia nói bậy, nhà đầu kia thì biết cái quái gì. Khi thấy bộ dạng trầm thấp của con trai thì Trần Gia Luân vỗ vỗ vai an ủi. Tuy hắn là người làm bố rất hy vọng con mình dựa vào bản lĩnh để đường đường chính chính đạt thành tích cao trong kỳ thi. Thế nhưng đây dù sao cũng là con mình, khi thấy con chịu uất ức thì hắn không thể không an ủi vài lời. Lời nói của hắn làm cho tinh thần của Trần Tử Khải chợt chấn động, hắn đưa mắt nhìn bố mình rồi trầm giọng nói, bố, thật sự có thể lo được cho con sao? Con hoài nghi cái gì vậy? Trần Gia Luân nhìn lướt qua con trai mình, sau đó trầm giọng nói. Khi hai cha con đang trò chuyện với nhau thì Trương Hiểu Phỉ và Trương Đại Vĩ đang nắm tay nhau cũng đang thảo luận vài vấn đề. Lúc này người lên tiếng là Trương Đại Vĩ, hắn dùng giọng oán trách nói với Trương Hiểu Phỉ, Hiểu Phỉ, em cũng không phải không biết Trần Tử Khải là ai, không có chuyện gì cũng đừng châm chọc cậu ta. Hừ, em không quen nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hắn ta, cái gì mà chỉ có một nhân tuyển là Trần Tử Khải hắn chứ? Em nói cho anh biết. Trong mắt em thì người đó chỉ có thể là anh có nghe em nói không đấy? Trương Hiểu Phỉ nhìn bạn trai của mình, trong mắt có chút điêu ngoa. Trương Đại Vĩ gãi đầu với phản ứng của bạn gái mình, hắn nói anh. Nhiều người tham gia cuộc thi, anh sao có thể xác định người cuối cùng là mình được? Điều này căn bản là khó nói trước được. Hừ, anh phải liều mạng và có dũng khí, nếu không anh sao gặp được bố mẹ em, bọn họ chính là... Trương Hiểu Phỉ nhìn Trương Đại Vĩ, hai mắt không hiểu sao lại đỏ lên. Trương Đại Vĩ nhìn bộ dạng của bạn gái, hắn có chút sợ hãi, thế là dùng giọng đảm bảo nói, anh đảm bảo với em, anh nhất định sẽ thi đậu. Chương 1383, 2, măng chua da dày. Như vậy mới tốt chứ? Trương Hiểu Phỉ nhanh chóng nở nụ cười, Trương Đại Vĩ nhìn và cảm thấy như bầu trời đầy mây chợt xuất hiện ánh nắng chói chang làm cho tâm tình của mình trở nên tốt đẹp hơn. Hai người yêu đi ra đường ăn một bữa cơm ngon, vô tình đều cảm thấy ngọt ngào tốt đẹp. Trương Đại Vĩ thanh toán tiền cơm, sau đó cả hai cùng nhau đi ra công viên hóng mát. Sau khi ngồi xuống bên dưới một cành liễu, Trương Hiểu Phỉ bắt đầu quy hoạch cho tương lai sau này của hai người. Khi nàng đang nói cực kỳ vui vẻ thì chợt nghe Trương Đại Vĩ dùng giọng lo lắng nói. Nếu như Trần Tử Khải thật sự đậu thì phải làm sao bây giờ? Hắn ta mà thi đậu sao? Anh không cần quan tâm, hắn khó thể nào vượt qua kỳ thi này được. Trương Hiểu Phỉ nở nụ cười duyên dáng, lại dùng giọng khinh thường nói. Trương Đại Vĩ cũng không quan tâm đến câu nói giễu cợt của bạn gái, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, nếu như hắn thật sự đậu thì sao? Không bao giờ, trưởng phòng Vương luôn nói rằng cuộc thi này yêu cầu công khai công chính. Như thế nào hắn sẽ thi đậu được? Trương Hiểu Phỉ vung tay lên dùng giọng tự tin nói. Anh đang nói đến chuyện nếu như... Trương Đại Vĩ vẫn có chút mất tự tin, hắn dùng giọng lo lắng nói. Không có nếu như gì cả, nếu thật sự có chuyện như vậy, em sẽ đi tố cáo hắn ta. Trương Hiểu Phỉ nói đến phương diện tố cáo thì vung vẫy bàn tay của mình, bộ dạng cực kỳ phấn đấu. Mây đen bao phủ làm cho Trương Hiểu Phỉ đông hồng có vài phần âm u buồn bực. Lúc trong phòng họp số 4 của văn phòng tỉnh ủy, có vài người đàn ông không chịu được bầu không khí đè nén bên trong phòng, thế là đi ra ngoài hút thuốc. Vài người đàn ông này nhìn qua có vẻ khác nhau, thế nhưng thói quen nhiều năm lại làm cho người ta nhìn qua và cảm thấy không bình thường. Bọn họ chia thuốc cho nhau, trong vẻ nhiệt tình còn có vài phần kiêu ngạo. Anh Lý, nghe nói thành phố các anh bị phê bình, hơn nữa bị phê bình khá nặng. Lật Hiền Tinh đã được điều động đến làm trưởng phòng tổ chức thành phố Lâm Hồ, hắn cười tủm tỉm nói với trưởng phòng tổ chức thành phố Ô Phổ là Lý Hiền Đạo ở bên cạnh. Lý Hiền Đạo vốn là một vị trưởng phòng tổ chức ở thành phố khác, bây giờ vì nguyên tắc điều động xen kẻ mà đi đến thành phố Ô Phổ nhận công tác. Thành phố Ô Phổ là địa bàn của Lật Hiền Tinh, cũng vì nguyên nhân này mà quan hệ của hai người vốn rất không tốt. Dù sao thì Ô Phổ cũng là nơi trước đó là địa bàn của Lật Hiền Tinh. Bây giờ Lý Hiển Đạo đến, bộ hạ cũ của Lật Hiển Tinh có vài phần thất thế. Tuy trong lòng Lật Hiển Tinh biết rõ điều này là khó tránh khỏi, biết rõ Lý Hiển Đạo đi đến làm trưởng phòng tổ chức Ô Phổ, chắc chắn sẽ không giữ người của mình ở lại, thế nhưng hiểu là một chuyện, làm thế nào lại là chuyện khác.
Lúc này hai người đứng cùng một chỗ, Lật Hiển Tinh chuẩn bị dùng lời lẽ khích bác để báo thù. Lý Hiền Đạo cũng là trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn căn bản đi đến địa phương mới và cảm thấy khó thể triển khai công tác, tâm tình cũng không khá hơn Lật Hiển Tinh bao nhiêu. Bây giờ nghe thấy Lật Hiển Tinh dùng giọng quái dị nói về mình, hắn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hắn cũng không phải một người yếu thế, vì vậy mới cười nói, cũng thật sự là như vậy, bí thư đã mắng tôi một chặp, hai ngày qua thấy tôi thì gương mặt cực kỳ âm trầm. Anh xem như siêu thoát khỏi bể khổ, nhưng lại làm cho tôi khó xử, không bằng anh dạy cho tôi vài chiêu, để tôi nhanh chóng giải quyết sự việc khó khăn này. Lật Hiển Tinh tuy công tác cũng bị mắng xối xả, cũng không có gì đáng tự hào, lúc này Lý Hiên nói về công tác của mình, thực ra lại chọc sang công tác của hắn, cũng không có ý gì tốt. Hai người trò chuyện châm chọc lẫn nhau, chợt có người nói, hai anh cũng đừng đứng đây mà cứng miệng với nhau, bí thư Diêu có ý gì thì các anh cũng không phải không biết. Tôi nói cho các anh biết, CSC anh nên thành thật làm theo sắp xếp của bí thư Diêu, làm tốt công tác của mình, còn những thứ khác cũng đừng nói nhiều. Lý Hiển Đạo nhìn người lên tiếng, hắn cười khổ nói, anh nói cũng đúng, chúng ta nên làm tốt công tác của mình. Đúng rồi, anh nói xem bí thư Diêu có tham gia hội nghị hôm nay không? Sao bí thư Diêu không tham gia? Lật Hiển Tinh nhìn bốn phía rồi khẽ nói, phải biết rằng hai ngày trước phòng tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị đẩy mạnh cải cách nhân sự, bí thư Diêu còn tự mình đi qua, huống hồ là hội nghị quan trọng như hôm nay. Lật Hiển Tinh vừa lên tiếng thì bốn phía chợt tĩnh lặng. Hắn dùng ánh mắt xấu hổ nhìn bốn phía, sau đó hối hận vì chính mình nói lỡ lời, thế là chợt nói, tôi thế nào lại cảm thấy trưởng phòng Vương có chút mất hứng nhỉ? Chúng ta nên bỏ ra chút tâm tư, cũng đừng biến mình thành nơi lãnh đạo chút giận. Người này vừa lên tiếng thì thấy Vương Tử Quân từ một bên đi đến. Cùng đi với Vương Tử Quân ngoài Du Giang Vĩ còn có Diêu Trung Tắc. Lúc này hai người đang cười cười nói đi về phía phòng họp, bộ dạng hài hòa. Trưởng phòng Tử Quân, tôi nghe nói lần này thi tuyển công chức có lực ảnh hưởng rất lớn, không ít tỉnh bắt đầu cho ra thông cáo, chuẩn bị tiến hành công tác tuyển chọn công chức giống như Nam Giang. Vài ngày trước bí thư Lưu tỉnh bạn có gọi điện thoại cho tôi, muốn mượn hai vị đồng chí có kinh nghiệm phong phú của chúng ta đến giúp đỡ bên kia tổ chức cải cách nhân sự. Siêu Trung Tắc đi bên cạnh Vương Tử Quân với bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Vương Tử Quân nở nụ cười nhạt, vẻ mặt rất tốt, bí thư Diêu, tôi đồng ý trao đổi kinh nghiệm với các thành phố anh em, nhưng bây giờ chúng ta cũng đang ném đá qua sông, cũng không nên tự cao tự đại, cũng không thể coi nhẹ chính mình để rồi kiêu ngạo vểnh mũi lên trời. Nếu lỡ may hòn đá của mình rơi vào dòng sông, chỉ sẽ là trò cười lớn cho thiên hạ. Tử Quân nói rất đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, vì thế lúc này chúng ta đang tiến hành các công tác cải cách nhân sự, tôi đề nghị nên tăng lớn động lực, tranh thủ thời gian sớm nhất để có hiệu quả tốt hơn. Siêu Trung Tắc gật đầu phụ họa giống như thuận thế đẩy xe, càng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy một đấm của mình giống như đập vào bông. Vương Tử Quân mặc dù có chút không vui với biểu hiện này của Diêu Trung Tắc, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nén giận, không thể không nể mặt đối phương. Vương Tử Quân và Diêu Trung Tắc có không ít phương diện giao nhau khi công tác. Siêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác nhân sự, thế nên nhúng tay vào công tác nhân sự không phải là vấn đề. Mặc dù hắn cảm thấy có chút hèn mọn vì biểu hiện của Diêu Trung Tắc, thế nhưng hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường, cũng căn bản là không có kế sách nào đối phó cho hiệu quả. Người ngoài thường nói da mặt dày có thể ăn thịt, da mặt mỏng chỉ ăn xương, xem ra bí thư Diêu thật sự xứng đáng với một người mặt dày. Chương 1384, tìm đúng điểm, chắc chắc trình độ. Hội nghị được tiến hành theo đúng dự định. Vương Tử Quân cho ra vài yêu cầu với nhân viên tham dự hội nghị, sau đó Phó Bí thư Diêu Trung Tắc lại cho ra vài yêu cầu, sau đó hội nghị chấm dứt. Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp rồi trực tiếp lên xe, hắn nhắm mắt nghĩ về tình cảnh mình bắt tay chào tạm biệt Diêu Trung Tắc. Dù hắn biết lúc này mình không nên tức giận, thế nhưng vẫn có chút dầu dĩ mất vui. Trưởng phòng Vương, ngày hôm qua đã có kết quả phỏng vấn rồi. Sau khi xe chạy ra khỏi văn phòng tỉnh ủy, Du Giang Vĩ khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhắm mắt không nói gì, chuyện này hắn biết rõ ràng, bây giờ Du Giang Vĩ trịnh trọng thông báo, có lẽ có gì đó bất ngờ xảy ra. Quả nhiên Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói thì tiếp tục lên tiếng, Trần Tử Khải dùng thành tích thi viết hạng 2, phỏng vấn hạng nhất để tiến vào làm nhân viên của văn phòng tỉnh ủy.
Du Giang Vĩ cẩn thận thông báo cho Vương Tử Quân, sau đó tiếp tục nói, nhưng có người phản ánh Trần Tử Khải chỉ thi viết được 300 chữ, dù thế nào cũng không bao giờ có vị trí thứ hai sau khi thi viết. Cậu cảm thấy người kia phản ánh tình huống thật sự sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Du Giang Vĩ không tùy tiện đáp lại, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, trưởng phòng Vương, không có lửa thì sao có khói? Tôi cảm thấy nếu thật sự là như vậy, Trần Tử Khải căn bản không thể nào có vị trí thứ hai được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân không lên tiếng thì cũng thức thời ngậm miệng lại. Hắn sở dĩ báo cáo chuyện này với Vương Tử Quân, chủ yếu là vì sự kiện thi tuyển công chức chính là một khâu cực kỳ quan trọng của công tác cải cách nhân sự. Hắn chân thành hy vọng một kỳ thi như vậy sẽ là nước cờ cầu tiến hàng đầu của trưởng phòng Vương. Vài phút sau xe chạy đến bờ sông, Vương Tử Quân vẫy vẫy tay với Du Giang Vĩ, sau đó cho xe dừng lại. Đi đến bờ sông thì bầu không khí khô nóng có chút tiêu tán, Du Giang Vĩ sóng vai đứng cùng một chỗ với Vương Tử Quân, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Vương Tử Quân chợt hỏi, người nào phản ánh với cậu chuyện của Trần Tử Khải? Là bạn gái của người đã thi rớt, cô ấy năm nay cũng tham gia kỳ thi công chức, đã đậu rồi. Du Giang Vĩ thấy Vương Tử Quân có hứng thú thì vội vàng đáp lại. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía dòng sông đang chảy cuồn cuộn, thế là khẽ nói, lần này lãnh đạo thượng cấp sẽ gặp mặt những nhân viên thi đậu công chức lần này. Phòng Quảng Thắng là phó thư ký trưởng phụ trách công tác của Diêu Trung Tắc, hắn lúc này thật sự có chút phiền não. Hắn là phó thư ký trưởng chuyên phục vụ cho phó bí thư tỉnh ủy, hắn cũng xem như là người quyền cao chức trọng. Hơn nữa hướng rất được Diêu Trung Tắc tín nhiệm, dù là một vài bí thư thị ủy cũng phải cung kính với hắn. Nhưng bây giờ Phòng Quảng Thắng cảm thấy vị trí của mình rất xấu hổ, lúc này tin tức Diêu Trung Tắc sẽ bị điều đi được lan rộng khắp Nam Giang, lan tràn như ôn dịch. Trong cảm giác của hắn thì Diêu Trung Tắc bây giờ cũng không giống như trước, các loại dấu hiệu này cho thấy rõ vấn đề, đó là cực kỳ thực tế. Phòng Quảng Thắng không thể nói không có cảm tình với Diêu Trung Tắc. Dù sao hắn đi theo Diêu Trung Tắc đã nhiều năm, dù là sắt thép cũng phải hao mòn theo thời gian. Phòng Quảng Thắng cũng không phải chú trọng những cảm tình này, mà hắn quan tâm đến tương lai phát triển của mình, được voi đòi tiên, mà cũng khó tránh khỏi điều này. Hắn càng phải nắm chắc mức độ, tìm đúng điểm tựa, hơn nữa còn phải ra tay đúng thời điểm. Phòng Quảng Thắng đi theo Diêu Trung Tắc nhiều năm, hắn căn bản đã quá đủ tư chất lý lịch. Nếu như ở hắn ở lại tỉnh ủy, như vậy cũng chỉ có thể nắm giữ chức vụ cũ mà thôi. Hắn cảm thấy mình căn bản không có ưu thế gì khi tranh chấp vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, bây giờ chủ yếu đi xuống cơ sở công tác là chủ yếu. Đừng nhìn những vị lãnh đạo thị ủy bên dưới tỏ ra khách khí với Phòng Quảng Thắng mà lầm, khi nào hai bên động đến lợi ích của nhau, như vậy người ta sẽ không còn tỏ thái độ giống như lúc này nữa. Vì vậy Phòng Quảng Thắng cảm thấy đường ra tốt nhất của mình chính là lợi dụng lúc Bí Thư Diêu còn ở trên vị trí, cố gắng làm cho phương diện điều động của mình được xác định. Cho dù không thể là lãnh đạo đứng đầu một thành phố, thế nhưng làm lãnh đạo một đơn vị cấp tỉnh cũng là lựa chọn không sai. Chào thư ký trưởng phòng. Khi đi vào nhà Diêu Trung Tắc, có người cúi chào cung kính với Phòng Quảng Thắng. Lúc này Phòng Quảng Thắng đưa mắt nhìn, chợt cười nói, chào giám đốc Trần. Trần Gia Luân căn bản rất khách khí với Phòng Quảng Thắng, hắn vừa bắt tay Phòng Quảng Thắng vừa cười nói, thư ký trưởng, chuyện của con tôi thật sự cảm tạ ngài, sau này nó làm thuộc hạ của ngài, kính mong ngài quan tâm nhiều hơn. Phòng Quảng Thắng có chút sững sốt, lúc này mới chợt nhớ đến ý nghĩa lời nói của Trần Gia Luân. Nói thật, hắn cũng không quá quan tâm đến điều này. Nhưng lúc này Trần Gia Luân hỏi, hắn cũng dùng giọng biết thời biết thế nói, đứa bé này có năng lực công tác khá tốt. Tiến vào nhân vật khá nhanh, có tiềm lực tốt, căn bản là không tồi. Tử Khải, mau ra gặp mặt thư ký trưởng phòng. Trần Gia Luân nghe thấy Phòng Quảng Thắng khích lệ con mình thì hai mắt chợt tỏa sáng, sau đó vẫy vẫy tay tỏ ý cho con trai đi đến. Chào thư ký trưởng, Trần Tử Khải thấy Phòng Quảng Thắng, hắn nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Tốt, tiểu tử này rất tốt, văn phòng của chúng tôi xem như có thêm một người có khả năng. Phòng Quảng Thắng nhìn Trần Tử Khải. Sau đó cười tủm tỉm nói. Phòng Quảng Thắng đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, hắn phát hiện Diêu Trung Tắc đang xem văn kiện, bộ dạng của Diêu Trung Tắc có chút nhập thần. Bí thư Diêu,
Phòng Quảng Thắng hiểu rõ vì sao Diêu Trung Tắc lại xem xét văn kiện một cách chú tâm như vậy. Phần văn kiện kia đã được qua tay của hắn, chủ yếu là tổng kết kinh nghiệm cải cách nhân sự của tỉnh Nam Giang, căn bản còn có vài phần thiếu sót cần được bổ sung sửa đổi. Quảng Thắng đến đấy à, anh ngồi đi. Diêu Trung Tắc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua phòng Quảng Thắng, sau đó cười nói, lúc này văn phòng rất bận rộn, anh là người nắm công tác chắc chắn sẽ càng bận rộn tối mặt. Tôi đã đưa những tài liệu tổng hợp cho thư ký trưởng Đào, mà thư ký trưởng Đào cũng rất hài lòng. Phòng Quảng Thắng cũng không lập tức ngồi xuống, hắn châm thêm nước vào ly cho Diêu Trung Tắc, sau đó mới khẽ nói. Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu, hắn nhìn phòng Quảng Thắng ngồi đối diện với mình, có chút do dự, sau đó nói, Quảng Thắng, hôm nay anh đến rất đúng lúc, chúng ta cùng nhau nói về chuyện của anh. Phòng Quảng Thắng vốn còn đang lo lắng xem nên mở ra cục diện như thế nào. Bây giờ nghe Diêu Trung Tắc nói như vậy thì càng thêm nghiêm chỉnh. Hắn mơ hồ có chút hưng phấn, cũng có vài phần lo lắng được mất. Hắn là người ở trong quan trường nhiều năm, năng lực suy xét không là vấn đề, không ngờ mình còn chưa mở miệng thì lãnh đạo đã nhìn thấu. Điều này nói rõ điều gì? Đó là lòng dạ mình chưa đủ sâu, mỗi khi gặp chuyện lớn còn chưa đến mức không có biểu cảm, bình tĩnh ung dung. Quảng Thắng, anh đi theo tôi được vài năm. Tôi căn bản luôn thỏa mãn với năng lực công tác của anh. Diêu Trung Tắc uống một ngụm nước rồi khẽ nói, công tác của tôi sắp được điều chỉnh, có lẽ anh cũng đã nghe nói điều này. Tôi căn bản là phục tùng sắp xếp của phòng tổ chức cấp trên với mình, mà căn bản cũng không phải nắm chắc 10 phần, chỉ có thể là cố gắng tốt nhất, vì thế tôi luôn do dự về phương diện sắp xếp cho anh. Bí thư Diêu, dù ngài đến nơi nào thì tôi cũng sẽ đi theo ngài. Phòng Quảng Thắng biết rõ lúc này mình căn bản không thể lên tiếng với hướng đi của Bí Thư Diêu, thế nhưng phương diện tỏ thái độ thì không chút hàm hồ, kiên quyết đi cùng Bí Thư Diêu. Ha ha, anh đi theo tôi tất nhiên là tốt nhất, tôi dùng anh cũng quen tay, nhưng việc này căn bản cũng không dễ. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì cười cười nói, chuyện này nếu thành công thì tôi nhất định sẽ tranh thủ cho anh, nếu như không thành, tôi sắp xếp cho anh cũng không muộn. Phòng Quảng Thắng nghe thấy Diêu Trung Tắc sắp xếp như vậy mà không khỏi chút đi gánh nặng ngàn cân, cuối cùng thì tất cả cũng có một lời khẳng định. Hắn biết rõ chỉ cần Diêu Trung Tắc đã nói ra khỏi miệng, trên cơ bản khó có khả năng thay đổi. Thấy Diêu Trung Tắc lại tiếp tục cầm văn kiện lên xem, Phòng Quảng Thắng chuẩn bị nói lời cáo từ. Nhưng lúc này hắn còn chưa đứng lên thì đã bị Diêu Trung Tắc gọi lại, anh đến đây vừa đúng lúc, anh đọc phần văn kiện này. Để xem những gì tôi hiểu về văn kiện này đã sát sao hay chưa. Tổ chức cải cách nhân sự liên quan đến. Phòng Quảng Thắng nhanh chóng tiến lên tiếp nhận và lên tiếng. Hắn cảm thấy bản thảo giống như rất sống động, hàng loạt dòng chữ khiêu vũ trên giấy. Xem ra lần này Bí Thư Diêu bỏ ra rất nhiều công phu. Chương 1385, một trong ngoài không đồng nhất, có tiếng không có miếng. Trong sự hy vọng chờ đợi của tỉnh Nam Giang, đã xác định được ngày lãnh đạo thứ hai Trung ương xuống kiểm tra khảo sát, điều này càng làm cho công tác chuẩn bị ở tỉnh Nam Giang thêm khẩn trương. Diệp Thừa Dân là người chịu trách nhiệm về Nam Giang, lão và Trử Vận Phong chia nhau đảm nhiệm hai vị trí trưởng và phó tổ trưởng tổ giám sát, tất cả công tác chuẩn bị đều được vận hành nhanh chóng dưới sự sát sao chỉ đạo của tổ giám sát. Cải cách nhân sự chính là một phương diện cực kỳ quan trọng được lãnh đạo Trung ương chú tâm xem xét. Điều này cũng đủ cho thấy sự coi trọng của Trung ương với công tác nhân sự. Lần này Dương Độ Lục tự mình đi đến, hầu như đây là tin tức đã được xác định. Trước khi thủ trưởng đi đến thì tỉnh Nam Giang đã vài lần mở hội nghị, căn bản quy trách nhiệm với từng người. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn được xác định là nhân viên luôn theo sát Dương Độ Lục, sóng vai báo cáo với lãnh đạo về những nhiệm vụ và thành tích mà công tác cải cách nhân sự đã đạt được. Hôm nay thành phố Đông Hồng nắng vàng rực rỡ, dưới sự sắp xếp của các tổ công tác, tất cả hạng mục đều được khẩn trương tiến hành một cách tự động. 3 giờ chiều Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Đào Nhất Hành, nói là đi theo ra sân bay. Khi hắn đi ra khỏi phòng làm việc của mình, hắn phát hiện Bí Thư Diệp Thừa Dân và Chủ tịch Trử Vận Phong cũng không ngồi lên xe riêng, bọn họ cùng nhau leo lên một chiếc xe 30 chỗ đặc chế cho công vụ tỉnh ủy. Trên xe ngoài Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong còn có Diêu Trung Tắc và Đào Nhất Hành. Phía Nam Giang đã cho ra vài phương án để nghênh đón lãnh đạo thứ hai Trung ương, xem tình hình bây giờ thì rõ ràng là chọn phương án đơn giản nhất. Vị lãnh đạo thứ hai Trung ương kia luôn chú trọng đơn giản,
nếu bọn họ gióng trống khua chiêng, huy động nhân sự nghênh đón, tuy khí thế mạnh mẽ nhưng hiểm nguy là rất lớn, căn bản biến hay thành dở. Diệp Thừa Dân nở nụ cười nhàn nhạt, có vẻ rất bình tĩnh, vẻ mặt Trử Vận Phong thì cũng không khác gì trước kia, gương mặt đen, nhìn qua giống như có ai đang thiếu nợ chưa trả tiền. Khác biệt với vẻ mặt của hai vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh, Vương Tử Quân cảm thấy vẻ mặt của Diêu Trung Tắc có hơi kém, theo hắn thì bí thư Diêu có vài phần căng thẳng. Mặc dù Diêu Trung Tắc cố gắng che giấu, thế nhưng thỉnh thoảng lại nhắm mắt suy xét, điều này làm cho người ta thấy rõ tâm tư của hắn không được bình tĩnh. Vương Tử Quân chào hỏi Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, sau đó ngồi ở vị trí bên cạnh Diêu Trung Tắc. Lúc này xe chạy và người trên xe không nói lời nào, bầu không khí làm yên ắng làm cho đám nhân viên cảm thấy bị đè nén rất nặng. Đã xác định được thời gian chưa? Diệp Thừa Dân chợt ngẩng đầu hỏi Đào Nhất Hành ở phía đối diện. Tuy Diệp Thừa Dân hỏi rất hàm hồ nhưng Đào Nhất Hành lại nghiêm túc trả lời, vâng, đã xác định được thời gian. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão chậm rãi nhắm mắt lại. Dưới sự chỉ bảo của Đào Nhất Hành, xe chạy như bay về phía sân bay. Vương Tử Quân lúc này cũng không học tập phương pháp nhắm mắt dưỡng thần của Diệp Thừa Dân, hắn đang cân nhắc tư chất lý lịch của vị lãnh đạo số 2 trung ương kia. Vương Tử Quân căn bản không tiếp xúc nhiều với vị lãnh đạo này, mặc dù từng có thời gian ở bên cạnh lãnh đạo, thế nhưng chưa từng được tiếp xúc gần. Nhiệm vụ của hắn lần này là đi bên cạnh Dương Độ Lục, thế nhưng cũng khó tránh khỏi liên hệ với lãnh đạo số 2 trung ương kia. Khi xe đi đến sân bay, phía sân bay đã sớm mở cửa đại sảnh, xe nhanh chóng chạy vào. Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua giám đốc sân bay, hắn trầm giọng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Mong bí thư Diệp yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Viên giám đốc sân bay trả lời rất vang dội, căn bản khéo léo và lão luyện. Nhưng lúc này dù viên giám đốc có biểu hiện xuất sắc thế nào thì cũng không được Diệp Thừa Dân khích lệ, bây giờ điều mà lão muốn làm chính là làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo. Sau khi đi vào phòng khách quý, lão lặng lẽ ngồi một bên, liên tục nhìn vào bản thảo nho nhỏ trong tay. Trử Vận Phong cũng cầm theo một quyển sổ, bộ dạng chăm chú chân thành. Khi mọi người đang cực kỳ lo lắng chờ đợi thì máy bay chậm rãi đáp xuống, một đoàn người từ trên máy bay đi xuống. Khi lãnh đạo số 2 trung ương xuống máy bay, Diệp Thừa Dân là người đầu tiên tiến lên nghênh đón. Lúc này hình tượng của vị lãnh đạo kia vẫn như cũ, vẫn rất ôn hòa, sau khi bắt tay nói hai câu với Diệp Thừa Dân, ánh mắt lão rơi lên người Trử Vận Phong, Chủ tịch Vận Phong, tỉnh Nam Giang các anh đã hoàn thành rất tốt chỉ tiêu giữa năm. Nếu như cuối năm có thể có kết quả vượt qua quy hoạch, như vậy sang năm tôi sẽ đến nữa. Trử Vận Phong có vẻ kích động với thái độ của lãnh đạo, lão trầm giọng nói, thủ trưởng cứ yên tâm, tôi đại biểu cho quần chúng và cán bộ tỉnh Nam Giang đảm bảo với ngài, chúng tôi có lòng tin hoàn thành chỉ thị của lãnh đạo. Lãnh đạo số 2 trung ương nở nụ cười vui vẻ, sau đó bắt tay với Diêu Trung Tắc và Vương Tử Quân, sau đó đi ra theo đường khách quý. Cuối cùng nhóm người cùng nhau leo lên xe rồi chạy về phía trung tâm thành phố Đông Hồng. Khi lãnh đạo số 2 xuống máy bay thì Vương Tử Quân cũng đã thấy Dương Độ Lục đứng bên cạnh lãnh đạo, hắn có không ít cơ hội gặp mặt Dương Độ Lục, lúc này thấy Dương Độ Lục thì càng khách khí bắt tay nói một câu chào mừng trưởng ban Dương. Thái độ của Dương Độ Lục với Vương Tử Quân căn bản rất bình thản, khi bắt tay thì trên mặt treo nụ cười vui vẻ. Dựa theo sắp xếp của lãnh đạo số 2 trung ương, lần này có một ngày cho Nam Giang, đến trưa hôm sau sẽ đi máy bay về thủ đô. Vì vậy mà hành trình ngày hôm nay được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi thì Trử Vận Phong đại biểu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo phương diện phát triển kinh tế nửa năm nay của Nam Giang, bày ra thành tích và hiện trạng tồn đọng, hứa sẽ cố gắng giải quyết vấn đề và tiếp tục chú trọng phát triển. Trử Vận Phong không hổ là lão chủ tịch tỉnh Nam Giang. Căn bản nhớ rất rõ tất cả chỉ tiêu kinh tế của tỉnh. Phải nói là Chủ tịch Trử nắm bắt cực kỳ chắc chắn, số liệu tỉ mỉ xác thực, mở miệng có thể nêu ra điển hình, đây cũng không phải là một người chỉ nhìn qua báo cáo tổng kết mà có thể nói ra được. Vương Tử Quân nhìn Trử Vận Phong báo cáo với lãnh đạo Trung ương mà không khỏi cảm thấy bội phục, đồng thời cũng cảm nhận được nhiều áp lực. Một lát nữa hắn sẽ đại biểu cho tỉnh Nam Giang báo cáo kết quả cải cách nhân sự, tuy số liệu đều được hắn nắm bắt kỹ càng. Thế nhưng nếu nói hắn có thể bình tĩnh tự tin ứng phó, căn bản là chưa nhất định. Sau khi đưa ra vài yêu cầu cụ thể cho lãnh đạo, Trử Vận Phong kết thúc báo cáo lần này.
Diệp Thừa Dân thấy lãnh đạo có chút mệt mỏi, thế là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, sau đó hãy tiếp tục báo cáo. Chương 1385, 2, trong ngoài không đồng nhất, có tiếng không có miếng. Bí thư Thừa Dân, tôi biết anh muốn tôi nghỉ ngơi một chút, thế nhưng hôm nay căn bản không thiếu việc để hoàn thành, vì vậy nên nghe các anh báo cáo xong cái đã. Lãnh đạo số 2 Trung ương nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, tôi đã xem qua văn kiện và cảm thấy cải cách nhân sự ở Nam Giang là không tệ, tôi bây giờ muốn nghe qua kinh nghiệm của các anh ở phương diện này. Vương Tử Quân nghe thấy lãnh đạo số 2 Trung ương nói như vậy thì bản thảo vốn đã được chuẩn bị sẵn nhanh chóng xoay tròn trong đầu. Khi hắn chờ Diệp Thừa Dân lên tiếng cho mình báo cáo, chợt nghe thấy Dương Độ Lục đứng bên cạnh nói, thủ trưởng, đồng chí Diêu Trung Tắc là phó bí thư tỉnh ủy Nam Giang lâu năm, căn bản càng quen thuộc công tác nhân sự ở Nam Giang. Hai tháng trước anh ấy về thủ đô đã nói rõ với tôi về phương diện cải cách nhân sự, tôi cảm thấy cực kỳ bị cuốn hút. Dương Độ Lục nói giống như chỉ là một lời lơ đãng, thế nhưng lại phụ trợ cho lời nói của lãnh đạo số 2 vừa rồi. Nhưng lời này vừa được Dương Độ Lục thốt ra thì lại làm cho vẻ mặt Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong chợt biến đổi. Cũng may hai vị lãnh đạo là những nhân vật lâm trận không sợ hãi, bọn họ nhanh chóng làm cho mình bình tâm tĩnh khí, nhanh chóng đưa mắt nhìn Diêu Trung Tắc, cũng không tỏ thái độ. Diêu Trung Tắc thấy mình được ủng hộ thì cười nói, thủ trưởng, lần này tỉnh Nam Giang chúng tôi đẩy mạnh cải cách nhân sự, thật sự không thoát ly khỏi sự trợ giúp mạnh mẽ của trưởng Ban Dương. Và đây cũng chính là thành tích mà cả tỉnh Nam Giang chúng tôi cùng chung cố gắng. Trước đó tôi nói ra vài sách lược cho trưởng Ban Dương, nó đều là kết quả mà Hội nghị Thường ủy tỉnh Nam Giang chúng tôi nghiên cứu và đúc kết ra. Diêu Trung Tắc nói ra những lời này giống như đẩy thành tích ra ngoài, thế nhưng sự xảo quyệt căn bản khó nói nên lời. Hắn nói như vậy căn bản chụp mũ Vương Tử Quân, tất cả đều xuất phát từ Hội nghị Thường ủy. Còn làm cho người ta cảm thấy thành tích có được khó thể rời khỏi bàn tay của hắn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Diêu Trung Tắc, hắn không thể không thừa nhận Diêu Trung Tắc là một người cực kỳ có kinh nghiệm trong đấu tranh chính trị. Trong khoảng thời gian này Vương Tử Quân cực kỳ chán ghét Diêu Trung Tắc, nhưng hắn không làm gì được đối phương. Hắn cũng không thể ồn ào, không thể gây náo loạn, hơn nữa còn phải cho ra biểu hiện cực kỳ tốt đẹp, khi gặp mặt đối phương còn phải cười ha hả vui sướng. Vương Tử Quân là người ghét ác như cừu, là người yêu ghét rõ ràng, nếu như một sự việc nào đó làm cho hắn cảm thấy căm hận ngứa răng mà phải vẫn phải bày ra nụ cười của Phật Di Lặc, hắn cảm thấy nó là cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn cũng biết mình hành tẩu trong quan trường nếu như không thể nào làm tốt công tác trong ngoài không đồng nhất, như vậy thật sự là quá ấu trĩ. Vì thế hắn không ngừng nói với mình, một khi là một nhà chính trị trưởng thành thì tương đồng phải là một cao thủ giỏi che giấu tâm tình. Nhưng cảm giác phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng căn bản khó thể nào loại trừ được. Khi hắn đang cắn chặt môi thì thấy có ánh mắt sắc bén nhìn mình, hắn biết rõ người đó là Diệp Thừa Dân. Lúc này hắn khẽ cười cười với Diệp Thừa Dân, tỏ vẻ thầm hiểu. Diệp Thừa Dân cảnh cáo Vương Tử Quân không nên cho ra những hành động thiếu suy nghĩ, mà Vương Tử Quân cũng hiểu rõ điều này. Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác nhân sự, là thượng cấp trực tiếp của hắn. Lại là một thành viên ban ngành của tỉnh ủy Nam Giang, nếu như hắn tranh cướp với Diêu Trung Tắc, như vậy không những phá hủy bầu không khí tốt đẹp khi tiếp đón lãnh đạo, còn làm cho chính mình không nhận được thứ gì tốt đẹp. Trong mắt lãnh đạo số 2 Trung ương thì dù mình có làm ra thành tích cao cả thế nào, nếu như nóng lòng tranh giành thành tích, như vậy cũng là chưa trưởng thành, lòng dạ hẹp hòi. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, nếu bị đánh giá như vậy căn bản là tối kỵ. Thế nên hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Diêu Trung Tắc, sau đó ánh mắt rơi lên gương mặt cực kỳ bình tĩnh của Dương Độ Lục ngồi bên cạnh lãnh đạo Trung ương, hắn không thể không thừa nhận câu nói gừng càng già càng cay. Dương Độ Lục căn bản dùng một câu nói để ép mình xuống đáy bùn, làm cho mình ăn quả đắng mà khó nói nên lời. Nhưng lúc này Vương Tử Quân phải nuốt quả đắng xuống bụng, tình cảnh hiện tại hắn căn bản chỉ có thể giấu tài, chỉ chờ đợi thời cơ mà thôi. Diêu Trung Tắc báo cáo bằng ngữ điệu không quá nhanh nhưng dù là phương diện dùng từ hay đặt vấn đề cũng không kém hơn Trử Vận Phong bao nhiêu. Người bên ngoài đứng nghe cảm thấy Diêu Trung Tắc báo cáo cực kỳ trầm bổng du dương, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tỉnh Nam Giang chúng tôi chuẩn bị lấy cải cách nhân sự lần này làm cơ hội để tiến thêm một bước đẩy mạnh công tác đổi mới nhân sự. Dưới cơ chế tốt đẹp như vậy,
Nam Giang có thể hình thành lên một hệ thống nhân sự công khai, công bình, công chính. Trong quá trình thúc đẩy cải cách nhân sự thì chúng tôi cũng không thiếu những đồng chí trả giá và cho ra nhiều cố gắng. Siêu Trung Tắc nói đến đây thì khẽ chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói, Thủ trưởng, đồng chí Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng lại là người thúc đẩy công tác cải cách nhân sự lần này, có thể thuận lợi chấp hành phương án quyết sách của tỉnh ủy, căn bản cho ra những tác dụng khó thể đo lường. Siêu Trung Tắc khích lệ Vương Tử Quân cũng không phải là hắn yêu mến Vương Tử Quân, ngược lại muốn dùng phương pháp này để tự bào chữa. Dù sao Vương Tử Quân cũng có công lao ở phương diện cải cách nhân sự lần này, căn bản là thứ mà không ai xóa đi được. Cho dù hắn mua danh chuộc tiếng thì cũng khó thể nào nuốt sạch công lao, cũng phải suy nghĩ một chút cho người khác. Lúc này Diêu Trung Tắc tán dương Vương Tử Quân trước mặt lãnh đạo Trung ương, như vậy không những lưu lại hình tượng nhìn xa trông rộng, còn có thể nói là cực kỳ bao dung và nâng đỡ thủ hạ. Có một vị lãnh đạo ái tài như vậy, khi báo cáo cũng không quên nâng đỡ thuộc hạ, sao có thể là người ghen ghét hiền tài. Dù sao thì đến nước này xem như Diêu Trung Tắc cực kỳ thành công, cho dù sau này có người nói đó là công lao của Vương Tử Quân, Diêu Trung Tắc cũng không thiếu công lao của mình. Khi Diêu Trung Tắc nói về Vương Tử Quân, vẻ mặt lãnh đạo số 2 căn bản dễ chịu hơn một chút. Lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân ở phía sau rồi cười nói, tôi nghe nói ban ngành Nam Giang cực kỳ đoàn kết, hôm nay nhìn qua quả nhiên không tệ, mọi người xem như đồng lòng vì mục tiêu chung, cực kỳ tốt. Diệp Thừa Dân lúc này dùng ánh mắt có chút căng thẳng nhìn Vương Tử Quân, hắn sợ Vương Tử Quân trẻ tuổi bồng bột, nhìn thấu trò mèo của Diêu Trung Tắc, nhìn không được cảm giác trong lòng, quyết định vạch trần Diêu Trung Tắc. Làm như vậy thì người xấu hổ không chỉ là Diêu Trung Tắc, còn là một người lãnh đạo đứng đầu như Diệp Thừa Dân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.